Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1881, một lấy mũ quan trên đầu. Khang Tắc Chính nhìn bộ dạng ung dung của con gái, lại nhìn gương mặt chờ mong của con rể, thế là không khỏi thở dài một hơi. Tuy Hoàng Sinh Diệu khá tiến bộ thế nhưng căn bản là trí lớn tài mọn, nếu để cho người này lên vị trí cao, chỉ sợ mình sẽ chọc vào rắc rối. Nhưng dù thế nào thì Hoàng Sinh Diệu cũng là con rể của mình. Nếu như không giúp đỡ một chút ở sự kiện này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cảm tình của hai vợ chồng con gái. Ừ, Khang Tắc Chính nói một câu khá hàm hồ, sau đó nói sang chuyện khác, Khang Mẫn, các con định khi nào thì quay về. Bố, con vừa mới về một ngày, bây giờ lại hỏi khi nào về, có phải là ghét bỏ chúng con đến ăn miễn phí không? Khang Mẫn tuy đã hơn 30 tuổi thế nhưng lại căn bản khá điêu khoa trước mặt bố mình. Khang Tắc Chính cũng không làm gì được, hắn cười ha hả nói, bố cũng tình nguyện cho các con ở lại vài ngày, thế nhưng không phải Tiểu Thuận Tử còn phải đi học sao? Các con đã nói với giáo viên của nó rồi, khi nào chúng con quay về thì giáo viên sẽ tự mình đi qua giúp đỡ Tiểu Thuận Tử những bài học đã bỏ qua. Khang Mẫn cười ngạo nghễ nói, bố, với trí thông minh của Tiểu Thuận, nghỉ một hai tiết cũng không là vấn đề. Khang Tắc Chính cười cười, tuy hắn không ủng hộ lời nói của con gái. Thế nhưng căn bản không muốn chê cháu mình là ngốc nghếch. Bố, nếu ngài thương Tiểu Thuận như vậy, không bằng điều sinh Diệu về tỉnh. Con cũng không tin một thành phố rừng mật lớn như vậy lại không có việc gì cho chúng con. Khang Mẫn nói rồi nhìn thoáng qua Hoàng Sinh Diệu, con nghe người ta nói hình như thành phố rừng mật có thiếu một vị phó chủ tịch thành phố. Phó chủ tịch thành phố rừng mật có thể nói là cán bộ cấp phó sở, cũng có thể là cấp giám đốc sở. Với cấp bậc của Hoàng Sinh Diệu thì có thể lên cấp phó sở, thế nhưng vị trí này như chim săn mồi, có thể dễ dàng tiến lên vị trí giám đốc sở. Khang Tắc Chính lập tức trầm mặt xuống, hắn nhìn thoáng qua con gái của mình rồi nói, không biết nặng nhẹ, chuyện này nào đến lượt con lên tiếng. Cố gắng làm tốt công tác của mình là được rồi. Hừ, Khang Mẫn thấy bố mình lên tiếng không nể tình, thế là quay mặt đi nơi khác. Hoàng Sinh Diệu lúc này cũng rất thất vọng. Mặc dù biết rõ mục tiêu này không quá thật sự, thế nhưng hắn biết chỉ cần bố vợ mình ra tay, cũng không phải là không có cơ hội. Lúc này Khang Tắc Chính nhanh chóng từ chối, điều này nói rõ mình căn bản không có cơ hội nào. Thế nhưng Khang Mẫn có thể vung tay bỏ đi, hắn thì không dám, chỉ có thể cười nói, bố, Tiểu Mẫn căn bản là muốn trèo lao đi xa, ngài cũng không nên tức giận làm gì. Tôi thì giận nói làm gì. Khang Tắc Chính khoát tay áo chuẩn bị nói hai câu với Hoàng Sinh Diệu, lúc này điện thoại của Hoàng Sinh Diệu chợt vang lên. Hoàng Sinh Diệu nhìn thoáng qua điện thoại rồi trực tiếp cúp máy. Hắn thầm nghĩ, Khương Quy Nguyên, dù anh muốn báo cáo thì cũng không cần gọi điện thoại vào lúc này, lần sau có chuyện này thì tôi cũng không tìm đến anh nữa. Bố, những năm nay xí nghiệp của con, Hoàng Sinh Diệu dùng giọng cứng rắn vừa nói được một nửa thì điện thoại điên cuồng vang lên. Vẫn là số điện thoại cũ. Hoàng Sinh Diệu có vài phần tức giận, hắn cầm lấy điện thoại định tắt máy, thế nhưng Khang Tắc Chính vung tay lên nói, có người tìm thì cứ nghe máy đi. Alo, tôi là Hoàng Sinh Diệu. Hoàng Sinh Diệu tiếp điện thoại thế nhưng lời nói lại mang theo vài phần mất kiên nhẫn. Giám đốc Hoàng, tôi là Khương Quy Nguyên, chuyện kia. Khương Quy Nguyên nói bằng giọng điệu có vài phần vội vàng. Có gì thì cứ nói. Tôi đang ở nhà Khang Mẫn. Hoàng Sinh Diệu nói như vậy là muốn cho đối phương nói nhanh lên, bây giờ tôi đang rất bận. Khương Quy Nguyên lúc này cũng bình tĩnh lại một chút, hắn lớn tiếng nói, giám đốc Hoàng, chuyện kia. Anh yêu cầu chúng tôi giữ xe của bọn họ, chúng tôi đã giữ xe, thế nhưng chủ nhân của nó là... Chủ tịch Phương. Cái gì, anh nói lại xem, Hoàng Sinh Diệu vốn bảo trì sự bình tĩnh nhưng bây giờ không khỏi đứng lên. Chủ tịch Phương, người mình yêu cầu cảnh sát giữ xe lại chính là chủ tịch Phương, thế nhưng đó không phải là người khác lái xe, chính là chủ tịch Phương tự mình lái xe. Khi Khương Quy Nguyên nhận được điện thoại của Hoàng Sinh Diệu thì thầm nghĩ lần này mình ném ra một phần nhân tình, tuy Hoàng Sinh Diệu chỉ là một người bình thường thế nhưng lại có một người bố vợ tốt. Chỉ cần ném cho người này một phần nhân tình, sau này mình có vấn đề gì cũng có thể yêu cầu Hoàng Sinh Diệu giúp đỡ một chút. Chuyện này đối với một người là phó cục trưởng cục công an thành phố thì căn bản là không có vấn đề. Để cảnh sát giao thông giữ một chiếc xe thì căn bản giống như nâng một ly trà lên nhấp một ngụm mà thôi.
Tuy yêu cầu sau đó của Hoàng Sinh Diệu có vài phần sinh loạn, thế nhưng bắt người ta đi bộ về hơn 15 km cũng không có vấn đề, ai bảo người ta là con rể của Khang Tắc Chính. Còn phương diện người kia có mệt mỏi thế nào thì căn bản không liên quan đến Khương Quy Nguyên. Khương Quy Nguyên căn bản mất vài phần sức lực để xử lý vụ này, không những gọi điện thoại cho đội cảnh sát giao thông, còn tìm người phụ trách các phương tiện giao thông công cộng, bài bình bố trận thật tốt. Khi Khương Quy Nguyên đang suy nghĩ xem mình nên lấy cớ gì để mời giám đốc Hoàng một bữa cơm, đúng lúc này đám cảnh sát giao thông đang trong phiên trực gọi điện thoại đến, nói là có người đến đón cả nhà người kia đi mất. Sau khi nghe được câu nói này thì Khương Quy Nguyên căn bản muốn mắng cho đám cảnh sát giao thông kia một chặp, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã phản hồi một thông tin lớn, xe đón cả nhà ba người kia là số 2 tỉnh ủy. Cái gì mà xe số 2 tỉnh ủy? Đó là xe của Chủ tịch Vương, dù là ở thành phố rừng mật thì xe của Chủ tịch Hiểu Bạch cũng không phải là số 2. Lúc này Khương Quy Nguyên cảm thấy sự việc đã là quá lớn, dù sao thì xe số 2 tỉnh ủy đến đón, đó là người của Chủ tịch Vương. Không nói đến người đó là Chủ tịch Vương, dù là lái xe của Chủ tịch Vương thì Khương Quy Nguyên cũng không thể chống lại được. Điều này, không có xung đột gì đấy chứ. Khương Quy Nguyên không khỏi hít vào một hơi rồi dùng giọng chú ý nói. Chúng tôi giữ lại hai chiếc xe, một chiếc xe của người kia, một chiếc xe gấu mèo. Viên cảnh sát bên kia trầm ngâm giây lát rồi cho ra một thông tin cực kỳ khủng bố tôi thấy. Tôi thấy người đàn ông được đón đi chính là Chủ tịch Vương. Cậu nói cái gì? Cậu nói lại tôi xem. Tôi nó cậu phải chú ý một chút, tại sao lại là Chủ tịch Vương? Chủ tịch Vương sao có thể đến nơi đó? Cậu đừng có mà dọa người. Khương Quy Nguyên hầu như là giống lên. Chương 1881-2, lấy mũ quan trên đầu. Khương Quy Nguyên giống lên như vậy cũng không phải là vì quá phẫn nộ, chủ yếu là vì cảm thấy quá bất ổn. Viên cảnh sát giao thông bên kia trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, Cục trưởng Khương, chiếc xe đầu tiên chúng tôi giữ lại là của thư viện tỉnh, nếu không thì ngài cho người quen điều tra xem, chiếc xe kia là của ai? Của thư viện tỉnh, Khương Quy Nguyên căn bản không xem đơn vị này ra gì. Nhưng lúc này hắn lại cố gắng nghĩ xem mình có người quen nào công tác trong thư viện tỉnh hay không. Đáng tiếc là Cục trưởng Khương không phải là người quá kém, thế nên không có kết giao gì với đơn vị này. Nhưng đây chính là điểm mấu chốt, không biết thì phải tìm người. Cục trưởng Khương cân nhắc 5 phút, cuối cùng cũng tìm được người quen công tác trong thư viện tỉnh, cũng biết chiếc xe hiện đại kia thuộc về người nào. Mạc Tiểu Bắc, cái tên này nghe qua có vài phần khí thế. Nhưng nghe vào tai lại làm cho toàn thân Khương Quy Nguyên chợt lạnh buốt. Hắn là một trong các vị phó cục trưởng Cục Công an thành phố rừng mật, hắn sao không biết vợ của Chủ tịch Vương tên gì được. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi, giữ xe của Chủ tịch Vương, lại làm cho Chủ tịch Vương không thể bắt được xe đi về, những chuyện này phát sinh trên người Chủ tịch Vương, ai có thể giữ được mình nữa. Khi không còn cách nào khác Khương Quy Nguyên đành phải gọi điện thoại cho Hoàng Sinh Diệu. Thầm nghĩ chuyện này do anh làm ra, tôi không thể nào chịu đựng được, thế nhưng trời sập sẽ đổ xuống đầu anh. Hoàng Sinh Diệu có địa vị gì? Khương Quy Nguyên hiểu rất rõ, căn bản là cũng không thể nào chịu được. Tuy bây giờ Vương Tử Quân còn chưa mở miệng, thế nhưng hắn biết rõ chỉ cần làm cho Chủ tịch Vương mở miệng, ngay sau đó sẽ là lực lượng ngàn cân. Mặc dù mình là người ra tay giúp đỡ, thế nhưng Khương Quy Nguyên sẽ giúp mình sao? Đáp án tất nhiên là chối bỏ. Dù sao thì có người này ở đó, tai vạ kéo đến thì người đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là mình. Sao có thể như vậy được? Tại sao tôi không nhận ra Chủ tịch tỉnh được? Hoàng Sinh Diệu chợt cảm thấy tâm tư rối loạn. Khi Hoàng Sinh Diệu còn chưa biết phải làm sao thì Khương Quy Nguyên nói, Giám đốc Hoàng, anh em chúng tôi cũng là vì ngài, tình huống này cũng chỉ có Bí Thư Khang mới giải quyết được thôi. Anh phải nhanh lên một chút, tôi đây cũng không còn bao nhiêu thời gian. Nếu có người chọc ra, chúng ta coi như xong. Hoàng Sinh Diệu cúp điện thoại, lúc này không biết nói sao cho phải, hắn cố tình muốn nói với bố vợ của mình, thế nhưng lại không dám. Làm sao vậy? Khang Tắc Chính căn bản là người có kinh nghiệm phong phú, khi thấy vẻ mặt con rể của mình không đúng thì chỉ biết có chuyện xảy ra. Tuy hắn không chào đón Hoàng Sinh Diệu thế nhưng con rể dù sao cũng là con rể, cũng phải quản việc. Bố, Sinh Diệu, Tiểu Thuận. Ba người mau dùng cam đi, đây là... Khang Mẫn bưng dĩa cam đi đến,
khi vừa đặt xuống bàn thì thấy vẻ mặt chồng mình căn bản có vài phần không đúng. Không những không đúng, căn bản là trắng bệch ra. Sinh Diệu, có chuyện gì xảy ra sao? Dù sao Hoàng Sinh Diệu cũng là chồng mình, Khang Mẫn nhanh chóng tiến lên nói. Tiểu Mẫn, xảy ra chuyện lớn rồi, em còn nhớ người chúng ta gặp khi sáng không? Hoàng Sinh Diệu thấy Khang Mẫn đi đến thì biết rõ đây là cơ hội khó có được, hắn không khỏi vội vàng hỏi. Biết rõ, sao vậy? Người ta dám làm chúng ta mất hứng, cho đối phương biết tay thì có thế nào? Khang Mẫn đến bây giờ căn bản còn chưa từng chịu thiệt, nàng nhìn chồng mình mà cảm thấy có chút mất hứng. Khang Tắc Chính cảm thấy sự việc không đúng, hắn lạnh lùng nhìn con gái và con rể, cũng không nói lời nào. Khang Tắc Chính tỏ ra nghiêm túc và trầm mặt xuống làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Hoàng Sinh Diệu do dự giây lát rồi quyết định nói sự thật, bây giờ không phải là lúc che giấu nữa. Điều này, phát hiện chủ chiếc xe kia là Mạc Tiểu Bắc, Hoàng Sinh Diệu tuy quyết định nói ra, thế nhưng những lời này làm hắn cực kỳ khó chịu. Mạc Tiểu Bắc sao? Ai vậy? Khang Mẫn nói ra những lời này có vài phần không quan tâm. Nhưng khi nhìn gương mặt âm trầm của bố, Khang Mẫn căn bản hiểu ra vấn đề, nàng chỉ vào Hoàng Sinh Diệu rồi nói, anh nói đến Mạc Tiểu Bắc sao? Là xe của thư viện tỉnh phân phối cho Mạc Tiểu Bắc. Hoàng Sinh Diệu nói rồi nhìn về phía Khang Tắc Chính, bố, lần này chúng con có phát sinh phiền toái. Hoàng Sinh Diệu nói rồi đem nguyên nhân sự việc nói rõ ràng với Khang Tắc Chính. Nếu như không phải vì Vương Tử Quân nhìn vào chằm chằm thì Khang Tắc Chính sẽ tuyệt đối không nói, cho dù nói cũng phải giấu giếm một chút. Thế nhưng đây là thời khắc cứu mạng, hắn nào dám giấu giếm, thế là nói rõ đầu đuôi sự việc. Khang Tắc Chính vỗ mạnh tay lên mặt bàn, hắn chỉ vào Khang Mẫn và Hoàng Sinh Diệu rồi nói, hai anh chị thật to gan, ai cho anh chị quyền lợi như vậy? Ai cho phép anh chị giữ xe của người ta? Tốt quá rồi, uy phong quá rồi. Bắt người ta phải đi bộ về, còn giữ cả chiếc xe thứ hai. Các người quá uy phong. Khang Mẫn trước kia thích tranh luận với Khang Tắc Chính, thế nhưng bây giờ nàng không nói lời nào. Trong mắt hai vợ chồng thì bố mình tuy cực kỳ lợi hại nhưng chưa bằng một nửa Vương Tử Quân. Hơn nữa sự việc này Vương Tử Quân là người bị hại, đừng nói là bố mình, dù là Sầm Vật Cương cũng khó làm gì được. Bố, chúng con biết sai rồi, bây giờ sự việc đã xảy ra. Quan trọng là nên giải quyết thế nào? Hoàng Sinh Diệu nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của bố vợ rồi khẽ hỏi. Giải quyết thế nào? Giải quyết thế nào được? Nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy? Các người phạm vài sai lầm gì thì tự gánh chịu hậu quả tương ứng. Khang Tắc Chính vung tay lên lớn tiếng nói. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tiểu Thuận ở bên cạnh đang đùa chơi vui vẻ thì chợt chạy đến ôm chân mẹ mình, khi thấy Khang Mẫn khóc thì nó cũng khóc theo. Sự việc vui mừng chợt biến thành khốn khổ, Hoàng Sinh Diệu lúc này mới cảm thấy mình lỗ mãng, nếu như mình không lỗ mãng thì sao sinh chuyện như vậy. Nhưng vợ con khóc thì Hoàng Sinh Diệu cũng không ngăn cản, nếu không khóc thì chỉ sợ bố vợ sẽ không quan tâm, mà không quan tâm sẽ có kết quả rất tàn khốc. Chủ tịch Vương sẽ nể mặt bố mình ở sự kiện này sao? Hoàng Sinh Diệu biết bố vợ mình và Chủ tịch Vương căn bản là nước không cùng một bầu. Yêu cầu Chủ tịch Vương tha cho con rể của Khang Tắc Chính, căn bản là khó có thể. Có chuyện gì vậy, Khang Mẫn, con về thăm nhà hay về khóc tang vậy? Tiểu Thuận Tử, đến đây với bà ngoại, cũng đừng khóc nữa. Vợ của Khang Tắc Chính đang giúp đỡ người giúp việc nấu cơm, bây giờ đi ra trách con gái hai câu rồi kéo cháu ngoại của mình vào lòng. Khang Tắc Chính không lên tiếng, Khang Mẫn thấy mẹ đi ra thì cảm thấy cứu tinh đã đến, thế là không khỏi nói ra sự việc. Con đúng là quá lớn gan, trời lạnh như vậy lại ép người ta đi bộ ngoài đường, con có biết như vậy sẽ sinh ra hậu quả gì không? Vợ của Khang Tắc Chính tuy đã về hưu nhưng phương diện dạy bảo con cái lại rất có ưu thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1882, đắc tội. Là xe của thư viện tỉnh phân phối cho Mạc Tiểu Bắc. Hoàng Sinh Diệu nói rồi nhìn về phía Khang Tắc Chính, bố. Lần này chúng con có phát sinh phiền toái. Hoàng Sinh Diệu nói rồi đem nguyên nhân sự việc nói rõ ràng với Khang Tắc Chính. Nếu như không phải vì Vương Tử Quân nhìn vào chằm chằm thì Khang Tắc Chính sẽ tuyệt đối không nói, cho dù nói cũng phải giấu giếm một chút. Thế nhưng đây là thời khắc cứu mạng, hắn nào dám giấu giếm, thế là nói rõ đầu đuôi sự việc.
Khang Tắc Chính vỗ mạnh tay lên mặt bàn, hắn chỉ vào Khang Mẫn và Hoàng Sinh Diệu rồi nói, hai anh chị thật to gan, ai cho anh chị quyền lợi như vậy? Ai cho phép anh chị giữ xe của người ta? Tốt quá rồi, uy phong quá rồi, bắt người ta phải đi bộ về, còn giữ cả chiếc xe thứ hai. Các người quá uy phong. Khang Mẫn trước kia thích tranh luận với Khang Tắc Chính, thế nhưng bây giờ nàng không nói lời nào. Trong mắt hai vợ chồng thì bố mình tuy cực kỳ lợi hại nhưng chưa bằng một nửa Vương Tử Quân. Hơn nữa sự việc này Vương Tử Quân là người bị hại, đừng nói là bố mình, dù là Sầm Vật Cương cũng khó làm gì được. Bố, chúng con biết sai rồi, bây giờ sự việc đã xảy ra, quan trọng là nên giải quyết thế nào. Hoàng Sinh Diệu nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của bố vợ rồi khẽ hỏi. Giải quyết thế nào, giải quyết thế nào được? Nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy, các người phạm vài sai lầm gì thì tự gánh chịu hậu quả tương ứng. Khang Tắc Chính vung tay lên lớn tiếng nói. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tiểu Thuận ở bên cạnh đang đùa chơi vui vẻ thì chợt chạy đến ôm chân mẹ mình, khi thấy Khang Mẫn khóc thì nó cũng khóc theo. Sự việc vui mừng chợt biến thành khốn khổ, Hoàng Sinh Diệu lúc này mới cảm thấy mình lỗ mãng, nếu như mình không lỗ mãng thì sao sinh chuyện như vậy? Nhưng vợ con khóc thì Hoàng Sinh Diệu cũng không ngăn cản, nếu không khóc thì chỉ sợ bố vợ sẽ không quan tâm, mà không quan tâm sẽ có kết quả rất tàn khốc. Chủ tịch Vương sẽ nể mặt bố mình ở sự kiện này sao? Hoàng Sinh Diệu biết bố vợ mình và chủ tịch Vương căn bản là nước không cùng một bầu, yêu cầu chủ tịch Vương tha cho con rể của Khang Tắc Chính, căn bản là khó có thể. Có chuyện gì vậy, Khang Mẫn, con về thăm nhà hay về khóc tang vậy? Tiểu Thuận Tử, đến đây với bà ngoại, cũng đừng khóc nữa. Vợ của Khang Tắc Chính đang giúp đỡ người giúp việc nấu cơm, bây giờ đi ra trách con gái hai câu rồi kéo cháu ngoại của mình vào lòng. Khang Tắc Chính không lên tiếng, Khang Mẫn thấy mẹ đi ra thì cảm thấy cứu tinh đã đến, thế là không khỏi nói ra sự việc. Con đúng là quá lớn gan, trời lạnh như vậy lại ép người ta đi bộ ngoài đường, con có biết như vậy sẽ sinh ra hậu quả gì không? Vợ của Khang Tắc Chính tuy đã về hưu nhưng phương diện dạy bảo con cái lại rất có ưu thế. Sau khi mắng Khang Mẫn hai câu, sau đó Khang phu nhân mới chuyển ánh mắt lên người Khang Tắc Chính, anh Khang, nếu là hai đứa nó sai, anh tự mình đi qua xin lỗi chủ tịch Vương một chút. Em cảm thấy Vương Tử Quân sẽ đơn giản bỏ qua vậy sao? Khang Tắc Chính nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói. Anh ta còn muốn làm thế nào? Còn phải giết người mới chịu sao? Khang phu nhân lớn tiếng nói. Khang Tắc Chính không nói gì, hắn trầm ngâm giây lát rồi đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đến nhà chủ tịch Vương xin lỗi. Khang Tắc Chính cũng ở trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy, cách nhà của Vương Tử Quân không quá xa, nhưng hắn lại chưa từng đến nhà Vương Tử Quân. Anh Khang, anh làm gì vậy? Khang Tắc Chính vừa đi được vài bước thì thấy bí thư Lý Trinh Siêu của ủy ban tư pháp tỉnh đi đến, người này trầm giọng hỏi Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính tuy có ý nghĩ bất đồng với Lý Trinh Siêu, thế nhưng hai người căn bản không có giao tình, hắn miễn cưỡng nói tôi định đến nhà chủ tịch Vương một chuyến. Trùng hợp vậy sao, tôi cũng đến nhà chủ tịch Vương. Lý Trinh Siêu bên kia cười nói với Khang Tắc Chính, sau đó nhìn thoáng qua Khang Mẫn và Hoàng Sinh Diệu, hai vị này là... Là con gái và con rể của tôi, một cặp đôi quấy phá. Khang Tắc Chính nói rồi nói với Khang Mẫn. Đây là bí thư Lý ủy ban tư pháp tỉnh, là chú Lý. Chào chú Lý, Khang Mẫn nhìn thoáng qua Lý Trinh Siêu rồi khẽ nói. Lý Trinh Siêu cười ha hả rồi nói, chào tiểu Mẫn. Lý Trinh Siêu là người có ánh mắt rất tinh anh, hắn nhìn ra vẻ mất tự nhiên trên mặt Khang Mẫn, thế nhưng hắn không hiểu nó có ý nghĩa gì, vì vậy cũng không hỏi. Khang Tắc Chính là người rất ít khi liên hệ với chủ tịch Vương, bây giờ sao lại chạy đến nhà chủ tịch Vương? Hay là Vương Tử Quân sắp thay đổi địa vị? Không thể nào, người này luôn theo sát Sầm Vật Cương, sao có thể tùy ý? Lý Trinh Siêu suy tính khá rối loạn, hắn cùng Khang Tắc Chính đi về phía nhà Vương Tử Quân. Khi bọn họ đi đến cửa thì chợt nghe thấy có người nói, chị Ngư Nhi đúng là quá kém, đỡ cầu còn không xong. Giọng nói này hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thì ra là Tiểu Bảo Nhi đang cầm vợt cầu lông dùng giọng ai oán nói với Văn Ngư Nhi. Bộ dạng đáng yêu của Tiểu Bảo Nhi rơi vào mắt hai người Hoàng Sinh Diệu và Khang Mẫn làm cho cảm giác may mắn cuối cùng của bọn họ tan biến sạch. Cậu bé có thể chơi cầu lông ở nhà chủ tịch Vương,
ngoài con của chủ tịch Vương ra thì là ai khác sao? Cậu bé này không phải trước đó cùng chơi xe điện đụng với con mình sao? Tiểu Bảo Nhi, cháu xem bác Lý có cái gì này. Lý Trinh Siêu vẫy vẫy tay với Tiểu Bảo Nhi, sau đó trên tay xuất hiện một chiếc xe được khắc bằng gỗ giống như ảo thuật. Tiểu Bảo Nhi gần đây rất có hứng thú với xe hơi, thế nên Lý Trinh Siêu tự tạo nên thói quen đến nhà Vương Tử Quân mang theo đồ chơi cho Tiểu Bảo Nhi. Tuy món này cũng không đáng tiền, thế nhưng lại làm cho mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân thêm gần gũi. Tiểu Bảo Nhi tiếp nhận món đồ chơi, nó dùng giọng vui vẻ cảm ơn Lý Trinh Siêu. Lúc này Văn Ngư Nhi chợt nói với Lý Trinh Siêu, chú Lý, Ủy ban Tư pháp các chú nên xem xét lại cách thức cảnh sát giao thông làm việc thế nào, xe của cháu không chạy lạng lách mà bọn họ cứ cố ý khép tội, còn giữ xe của cháu lại. Lý Trinh Siêu cũng không biết Vương Tử Quân gọi mình làm gì, lúc này nghe Văn Ngư Nhi nói xe của mình bị cảnh sát giao thông giữ lại, hắn không khỏi gãi gãi đầu. Tuy hắn không sợ Văn Thành Đồ, thế nhưng bị một cô gái như Văn Ngư Nhi chất vấn thì vẫn có chút xấu hổ. Điều này, chú sẽ yêu cầu bọn họ đưa xe đến cho cháu, nếu công tác của bọn họ có vấn đề, chú sẽ nghiêm túc xử lý, cháu xem vậy có được chưa? Hừ, cháu chuẩn bị cho bọn họ biết tay, nếu chiếc xe gấu mèo của cháu bị hư hại, cháu sẽ bắt bọn họ bồi thường cái mới. Văn Ngư Nhi nói đến đây thì nhìn thoáng qua Lý Trinh Siêu, sau đó dùng giọng bực mình nói. Bọn họ giữ xe của cháu cũng không có vấn đề, thế nhưng bọn họ giữ cả xe của chị Tiểu Bắc, thật sự là quá lợi hại. Văn Ngư Nhi bình thường đều lén gọi Mạc Tiểu Bắc là chị Tiểu Bắc, hơn nữa cũng không ai quan tâm đến điều này. Vì trong mắt nhiều người thì Văn Ngư Nhi và Mạc Tiểu Bắc căn bản trẻ như nhau. Gương mặt Hoàng Sinh Diệu lúc này trở nên cực kỳ khó coi, tuy bây giờ hắn còn chưa đoán được Văn Ngư Nhi là ai, thế nhưng người này gọi Lý Trinh Siêu là chú. Căn bản không đơn giản. Sao mình lại xui xẻo như vậy, đắc tội với quá nhiều người. Chương 1883, một cho quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Giữ xe của Tiểu Bắc sao? Có chuyện gì xảy ra? Lý Trinh Siêu lúc này cảm thấy đầu trướng lớn lên, tuy lực khống chế của hắn ở Cục Công an tỉnh có hơi thấp, thế nhưng nếu bị truy cứu trách nhiệm, bí thư ủy ban tư pháp căn bản khó chạy đi đâu được. Chuyện gì xảy ra sao? Có người muốn chủ tịch Vương và chị Tiểu Bắc đi bộ từ công viên vui chơi về nhà, thật sự là quá uy phong, hừ hừ. Văn Ngư Nhi cũng chỉ biết được nửa vời về sự kiện này, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến phương diện nàng mượn chuyện này để nói về mình. Lý Trinh Siêu còn định mở miệng, nhưng khi hắn nhìn sang gương mặt lạnh lẽo của Khang Tắc Chính thì chợt hiểu ra vấn đề. Hắn cũng không còn tâm tư trò chuyện với Văn Ngư Nhi, chỉ đi thẳng vào trong nhà. Khang Tắc Chính có thể nhìn và hiểu Lý Trinh Siêu đang nghĩ gì, thế nhưng hắn bây giờ cũng không nói gì khác được, chỉ có thể đi theo Lý Trinh Siêu vào nhà Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang ngồi trong phòng khách, khi thấy Khang Tắc Chính và Lý Trinh Siêu đi vào thì đứng lên cười nói, Bí thư Khang, Bí thư Lý, hai anh là khách quý, mời hai anh ngồi. Lúc này Vương Tử Quân tuy đã tháo kính xuống thế nhưng quần áo vẫn không thay đổi. Hoàng Sinh Diệu nhìn và hiểu mình hôm nay đã đá vào một miếng sắt rất lớn. Chính mình sao không nhận ra Chủ tịch Vương? Hoàng Sinh Diệu nghĩ đến bộ dạng đeo kiếng và quấn khăn quàng cổ của Vương Tử Quân, thế là trong đầu không khỏi lóe lên một ý nghĩ, thật sự là hãm hại người. Chủ tịch Vương, tôi đến để xin lỗi ngài, là tôi không giáo dục con cái cho tốt, thế nên mới để cho hai đứa nó coi trời bằng vung. Khang Tắc Chính cũng không ngồi xuống. Hắn nói rồi vung tay lên với Khang Mẫn và Hoàng Sinh Diệu, hai đứa gây nghiệp chướng mau đến đây, còn không mau xin lỗi chú Vương. Hoàng Sinh Diệu lúc này đã bình tĩnh lại, bố vợ của mình đã muối mặt đến xin lỗi Vương Tử Quân, như vậy sẽ có kết quả tốt. Tuy Vương Tử Quân và Khang Tắc Chính không có mối quan hệ hòa thuận, thế nhưng Vương Tử Quân không nên xé bé ra to. Nhưng Hoàng Sinh Diệu không ngờ bố mình tiến lên xin lỗi, sau đó lại ép mình gọi Vương Tử Quân là chú. Tuy Vương Tử Quân có lớn hơn mình vài tuổi, thế nhưng nhìn qua thì Vương Tử Quân còn trẻ hơn cả mình. Nếu là bình thường thì Hoàng Sinh Diệu sẽ tuyệt đối không ngượng ngùng, thế nhưng khoảnh khắc này hắn chợt hiểu ý của bố vợ, chỉ cần mình kêu là chú, Vương Tử Quân dù có bực bội thế nào cũng không thể chấp nhất tiểu bối. Hoàng Sinh Diệu nhìn thoáng qua vợ con của mình, hắn phát hiện gương mặt vợ có chút nhăn nhó, thế là lên tiếng nói, chú Vương, hai chúng cháu làm việc hoang đường. Kính mong ngài phê bình nhiều hơn,
chúng cháu đảm bảo sau này tuyệt đối không phạm vào sai lầm như vậy nữa. Hoàng Sinh Diệu nói xong thì trơ mắt nhìn chú Vương ở phía đối diện, nhìn xem chú Vương có tha cho mình một lần hay không. Khi Lý Trinh Siêu và Khang Tắc Chính cùng nhau đi vào thì Vương Tử Quân có chút sững sờ, hắn chỉ gọi một mình Lý Trinh Siêu, lại không ngờ có cả Khang Tắc Chính. Khi hắn đang thầm nghĩ xem Khang Tắc Chính đến đây làm gì, sau khi nhìn thấy Hoàng Sinh Diệu thì xem như hiểu ra vấn đề. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc, Hoàng Sinh Diệu nhìn thoáng qua Khang Mẫn, thật sự muốn hét lên một tiếng với người phụ nữ không biết nặng nhẹ này, bây giờ hướng gió đã thay đổi, cô tạm thời đừng nói theo kiểu như vậy, cô cho rằng đang ở nhà ai. Khang Mẫn tuy áo quần đẹp đẽ hàng hiệu thế nhưng tướng mạo lại cực kỳ bình thường, nếu như không phải có một người bố làm quan, với tướng mạo khiêm tốn và tính tình theo kiểu như vậy, tám phần sẽ là một người phụ nữ ế chồng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt, có quá nhiều theo đuổi Khang Mẫn, điều này làm cho trong từ điển của Khang Mẫn có vài phần tự cho là đúng. Năm xưa Khang Mẫn nhờ vào trực giác của tình yêu mà chọn một người khéo ăn nói như Hoàng Sinh Diệu. Thật ra trước đó Hoàng Sinh Diệu đã có bạn gái, hơn nữa cô bé kia không những xinh đẹp đáng yêu còn có dáng người nóng bỏng. Theo lời của Hoàng Sinh Diệu, chỉ cần nhìn bạn gái mình đi đứng cũng là một cảm giác hưởng thụ, đặc biệt là cặp mông, cực kỳ xinh đẹp. Nghe nói sau khi Hoàng Sinh Diệu kết hôn thì có một lần gặp mặt bạn bè cũ có uống rượu say mềm, hắn vừa khóc vừa kể một câu chuyện, đám bạn học nghe xong không khỏi thổn thức đưa mắt nhìn nhau. Nội dung của câu chuyện là, có một lễ cưới mà tân nương là con gái của một vị cục trưởng, đám khách đến dự đám cưới cảm thấy con gái của vị cục trưởng này dáng người như thùng nước. Màu da đen nhẻm, căn bản không ra thể thống gì. Thế nhưng có một vị khách lại không cho là đúng, liên tục mắng đám khách kia không biết xấu hổ, vì làm cho cục trưởng vui vẻ mà liên tục nịnh nọt, thật sự là đáng nôn mửa. Sau khi thầm mắng đám khách đến dự hôn lễ, người này lại vứt xuống một câu, đó là không thèm quan tâm đến phản ứng của các người, vì MC yêu cầu tôi phải đi bái đường thành thân. Câu chuyện này có phải phản ứng sự thật về Hoàng Sinh Diệu hay không thì mọi người không biết, thế nhưng có một điều có thể khẳng định, chính là sau khi Hoàng Sinh Diệu cưới Khang Mẫn thì căn bản có được báo đáp lớn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã giống như đi trực thăng trong quan trường, từ cấp phòng lên cấp ban. Chỉ cần người này chịu khó sống động thêm vài năm, cấp cục không là vấn đề. Cũng vì điều này mà Hoàng Sinh Diệu căn bản là cực kỳ nghe lời Khang Tắc Chính, căn bản cùng vợ đi theo bố đến nhà Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dùng dư quang khóe mắt nhìn đám người Khang Tắc Chính thì hiểu ra vấn đề, hắn cảm thấy với quan hệ giữa mình và Khang Tắc Chính, chỉ dựa vào tình huống Khang Tắc Chính vì hai người kia mà chạy đến nhà mình, căn bản hiểu rõ quan hệ giữa ba người kia là không bình thường. Sau khi Vương Tử Quân đi vào mật đông thì chậm rãi khống chế mọi thứ, có một nhóm người dựa vào hắn, thế nhưng Khang Tắc Chính thì căn bản là một sợi gân, không ngỗ nghịch Vương Tử Quân, cũng không ủng hộ, như gần như xa mà thôi. Trong mắt Vương Tử Quân thì Khang Tắc Chính là một người cực kỳ sĩ diện, bây giờ lại chạy đến nhà mình cho ra hành vi cầu tình thấp kém, tất nhiên những người liên quan phải có quan hệ thân mật. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Hoàng Sinh Diệu, cũng không nói lời nào. Khang Tắc Chính sở dĩ nói ra những lời như vừa rồi cũng là có ý nghĩ không quan tâm đến thể diện của mình, dù thế nào cũng phải làm cho Vương Tử Quân mở một mặt lưới với con gái và con rể. Hắn thấy Vương Tử Quân tuy trẻ tuổi thế nhưng dù là trí tuệ hay phong độ cũng không thiếu hụt, chính mình hạ thấp tư thái bị đối phương phê bình vài câu là xong. Nhưng phản ứng của Vương Tử Quân lại làm cho Khang Tắc Chính bất ngờ, sao lại trầm mặc không nói lời nào. Khang Tắc Chính nhìn thấy bộ dạng khó thể tiêu tan của Vương Tử Quân, hắn không khỏi tiếp tục lên tiếng, Chủ tịch Vương, tôi quản giáo không tốt làm cho hai người bọn họ gây chuyện hồ đồ, ý của tôi là xử lý thật nghiêm hai người bọn họ. Chương 1883, 2 cho quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Bí thư Khang, hai người bọn họ xử lý sự việc thật sự rất quá đáng. Chuyện liên quan đến con trẻ, nên để cho bọn trẻ tự giải quyết, thế nhưng hai người bọn họ lạm dụng công quyền để hả giận, điều này là không tốt. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm rồi nhìn Lý Trinh Siêu, bí thư Lý, sự việc này tôi cũng phải phê bình anh. Mặc dù là người khác cho ra vấn đề, thế nhưng đây là hiện tượng cá biệt luôn tồn tại, nhìn qua có thể thấy rõ bản chất, phản ánh tình huống người chấp pháp lại phạm pháp, lấy quyền lợi ra làm trò đùa. Ủy ban tư pháp các anh cần cho ra một phương án, tiến hành sửa trị những hành vi như thế này cực kỳ nghiêm khắc.
Vương Tử Quân nói với giọng điệu càng lúc càng nghiêm khắc, bây giờ Hoàng Sinh Diệu mới thật sự cảm nhận được uy phong của Vương Tử Quân. Hắn nghĩ đến bộ dạng ôn hòa nhã nhặn của Vương Tử Quân trước đó, bây giờ lại có hào khí ngút trời xanh, căn bản cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Chủ tịch cứ yên tâm, tôi quay về nhất định sẽ điều tra đến cùng, những người có liên quan sẽ bị nghiêm trị không tha. Lý Trinh Siêu trầm mặt xuống lớn tiếng nói. Lý Trinh Siêu tỏ thái độ làm cho Hoàng Sinh Diệu cảm thấy rất khó xử, trong lòng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, muốn cho đối phương vài cái tát để quỳ xuống cầu xin tha thứ. Anh nghĩ mà xem, Lý Trinh Siêu dám nói ra những lời như vậy trước mặt Vương Tử Quân, kết quả không bắt vài người thì căn bản là không xong chuyện. Lý Trinh Siêu nếu thật sự làm như vậy sẽ ép mật đông sinh sóng to gió lớn, Hoàng Sinh Diệu hắn nên tự xử thế nào? Những người bị bắt sau đó đều là cán bộ được Hoàng Sinh Diệu nhờ cậy, bây giờ bọn họ đều xảy ra chuyện, chính hắn lại yên ổn không có vấn đề, như vậy sau này thể diện của hắn cũng không còn. Nhưng không còn thể diện thì sao? Dù là Lý Trinh Siêu hay là Vương Tử Quân cũng đều là những người mà Hoàng Sinh Diệu căn bản khó thể với tay đến, hơn nữa hắn còn là người đang mang tội. Vương Tử Quân bây giờ không truy cứu trách nhiệm thì hắn cần phải cảm ơn công đức của tổ tiên rồi. Người chết là anh không phải là tôi, bây giờ Hoàng Sinh Diệu nào còn dư hơi lo lắng cho người khác. Khang Mẫn đứng ở bên cạnh cắn môi thật chặt, nàng hiểu rõ lần này xem như bố mình mất hết thể diện. Nhưng tình huống bây giờ căn bản không nằm trong tầm khống chế của nàng, trước kia những chuyện thế này là việc nhỏ với nàng, không ngờ bây giờ nàng lại dẫm lên địa lôi. Khang Tắc Chính trầm mặt không nói lời nào. Vương Tử Quân căn bản chỉ nói một câu không tốt với con gái và con rể thế nhưng ở phương diện xử lý khác lại căn bản không chịu nương tay. Phương thức này nhìn qua giống như rất nể mặt hắn, thế nhưng rõ ràng là đánh lên mặt hắn. Tốt, Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Lý Trinh Siêu, sau đó lại nói với Khang Tắc Chính, Bí thư Khang, có một việc tôi cần trưng cầu ý kiến của anh, đó là chuyện lần này xảy ra ngoài ý muốn nhưng lại gõ một hồi chuông cảnh báo. Cảnh sát giao thông tuy lạm dụng chức quyền thế nhưng rõ ràng là tôi và Mạc Tiểu Bắc lần này đưa con trai ra ngoài căn bản thuộc về phương diện dùng xe công vào việc tư, chúng ta không thể cho quan viên phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn được. Tôi cảm thấy ở phương diện này cần yêu cầu Mạc Tiểu Bắc làm kiểm điểm, đồng thời cũng phải giao trả lại xe công, anh thấy thế nào? Khang Tắc Chính cảm thấy có vài phần run rẩy, xe công dùng vào việc tư tuy không ra thể thống gì. Thế nhưng bây giờ hiện tượng này cũng không thiếu người nghị luận, chẳng qua phần lớn chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Bây giờ Vương Tử Quân cầm mình lên khai đao, nhưng sự việc lại liên quan đến con gái và con rể của mình, nên xử lý thế nào đây? Vì vậy Khang Tắc Chính do dự giây lát rồi miễn cưỡng cười nói, Chủ tịch, tôi thấy chuyện này không cần so đo, tôi cảm thấy phương diện dùng xe của Tiểu Bắc là quá dễ dàng, với thực lực kinh tế của chị ấy, lái xe của mình là chuyện quá dễ dàng. Vương Tử Quân cười cười cũng không tiếp tục kiên trì, hắn nhìn thoáng qua Hoàng Sinh Diệu và Khang Mẫn rồi nói, được rồi Bí thư Khang, sự việc không có gì lớn, anh cứ đưa con quay về, cũng đến giờ dùng cơm rồi. Khang Tắc Chính nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn muốn nói gì đó nhưng lại phải nuốt vào bụng. Hắn cắn chặt răng, cố gắng áp chế cảm giác khuất nhục rồi xoay người đi ra, lưng hơi cong, đầu hơi cúi, mỗi bước đi đều cực kỳ khó khăn. Khi ba người Hoàng Sinh Diệu rời khỏi nhà Vương Tử Quân, lúc này hai chiếc xe của Mạc Tiểu Bắc và Văn Ngư Nhi cũng được đưa về. Hoàng Sinh Diệu nhìn hai chiếc xe mà đỏ mặt tía tai, cúi đầu đi thật nhanh. Về đến nhà Khang Tắc Chính vẫn giữ vẻ mặt không tốt, Khang phu nhân đang chơi đùa với cháu ngoại nhìn thấy gương mặt của chồng thì có chút mất hứng, anh Khang, chủ tịch Vương kia không chịu buông tha sao. Khang Tắc Chính khoát tay áo nói, không, người ta chỉ nói hời hợt vài câu mà thôi. Vậy thì anh làm sao vậy? Hai đứa chúng nó lần này căn bản phạm lỗi, thế nhưng anh nên phê bình là được, không lẽ cứ giữ mãi gương mặt khó coi kia cho con trẻ nhìn sao? Khang phu nhân dùng giọng bất mãn nói. Khang Tắc Chính khoát tay áo dùng giọng không kiên nhẫn nói, đều là em làm chúng nó hư hỏng, làm việc lớn không thành, việc nhỏ cũng không đâu ra đâu, chỉ biết gây chuyện. Khang Tắc Chính nói rồi chuẩn bị đi vào phòng làm việc của mình. Khang phu nhân thấy Khang Tắc Chính sắp đi thì không khỏi dùng giọng bất mãn nói anh không phải là bé xé ra to sao. Anh đi đâu vậy, sắp ăn cơm rồi. Các người cứ ăn đi, tôi không đói. Khang Tắc Chính nói rồi đi vào trong phòng làm việc của mình, hắn lấy báo ra xem,
thế nhưng lại không chú tâm vào nội dung của tờ báo, sự việc hôm nay làm đầu óc hắn rối loạn. Sao lại trùng hợp như vậy? Con gái và con rể không biết nặng nhẹ rơi vào trong tay Vương Tử Quân, nhìn qua thấy Vương Tử Quân điềm nhiên như không, rất độ lượng sảng khoái, thế nhưng thực tế là gì thì Khang Tắc Chính biết rõ ràng. Vương Tử Quân giao trách nhiệm xử lý nghiêm túc nhóm cảnh sát giao thông lạm dụng chức quyền, động đến con rể của mình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây chính là sự việc làm cho Khang Tắc Chính cực kỳ đau đầu, cả đời này hắn cực kỳ không tình nguyện nhìn mình rơi vào bị động, thế nhưng bây giờ có biện pháp nào sao? Khang Tắc Chính vốn cho rằng mình có thiên hướng về phía Sầm Vật Cương trong mối quan hệ giữa hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, thế nhưng mình cũng không có hành động thực tế gì. Sầm Vật Cương chắc chắn cũng biết rõ thái độ lập lờ nước đôi của mình, bây giờ thì quá tốt rồi, mối quan hệ với Vương Tử Quân là khó thể nào chữa trị được nữa. Ông ngoại, bà ngoại bảo cháu vào gọi ông ra dùng cơm. Cháu trai chạy vào trong phòng kéo tay Khang Tắc Chính, yêu cầu ông mình đi ra dùng cơm. Chương 1883, ba cho quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Khang Tắc Chính tuy có rất nhiều cảm giác không thoải mái, thế nhưng đối mặt với cháu trai dễ thương thì vẫn căn bản không thể nào biểu hiện ra được. Bố, con sai rồi, sau này đảm bảo không phạm vào sai lầm như vậy nữa. Hoàng Sinh Diệu đứng lên khẽ nói với Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính khẽ gật đầu, hắn uống cạn ly rượu, sau đó nhìn Hoàng Sinh Diệu rồi nói, Sinh Diệu, con nên ở lại đơn vị công tác thêm vài năm lấy kinh nghiệm. Tâm tình của Hoàng Sinh Diệu chợt hạ xuống rất thấp, lần này hắn đến là vì muốn bố vợ ra tay giúp mình tiến lên một bước, thế nhưng bây giờ Khang Tắc Chính yêu cầu hắn tiếp tục công tác lấy kinh nghiệm, rõ ràng là hắn không còn hy vọng tiến lên. Hoàng Sinh Diệu căn bản không hài lòng với kết quả thế này, nhưng hắn lại không làm gì được, trường hợp này căn bản không thích hợp cho ra những lời yêu cầu gì khác. Khang Mẫn thì lại khác, nàng dùng giọng ai oán nói, bố, chuyện này là con yêu cầu Sinh Diệu làm, có liên quan gì đến anh ấy? Ngài đánh cờ lê lên người anh ấy, có phải là quá không công bình rồi không? Nếu ngài tức giận thì cứ mắng con, sao có thể cầm chuyện tương lai của Sinh Diệu lên nói như vậy được? Hừ, con thì biết cái gì? Khang Tắc Chính nhìn thoáng qua Khang Mẫn thế nhưng lại không nói gì thêm, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh nụ cười của Vương Tử Quân. Hành động chỉnh đốn tác phong công tác của nhân viên chấp pháp, nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm các hành vi lạm dụng chức quyền được Ủy ban Tư pháp triển khai mở rộng với khí thế hừng hực trong tỉnh Mật Đông. Hoạt động thống trị lần này có lắp đặt số điện thoại để tiếp nhận tố cáo, tổng cộng xét xử trên 100 hành vi lạm dụng chức quyền, nghiêm túc kỷ luật đội ngũ, đề cao hiệu năng chấp pháp. Thời tiết ngày càng lạnh, tình hình Mật Đông càng có biến hóa lớn. Vương Tử Quân đi họp từ thủ đô quay về, hắn vừa đi ra khỏi sân bay thì không khỏi giữ chặt y phục của mình. Chủ tịch, có điện thoại. Cổ Dương nhấc hành lý cho Vương Tử Quân rồi nhanh chóng đưa điện thoại đến. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại nhìn thoáng qua màn hình rồi cười nói, Chủ tịch Hải, chúc mừng anh. Ha ha, Chủ tịch, có lẽ ngài đã xuống máy bay rồi. Thế nào, hôm nay ngài có rảnh không, tôi muốn mời ngài một bữa cơm. Hải bác vẫn nói chuyện rất bình tĩnh, thế nhưng giọng điệu hưng phấn khó thể che giấu được. Vương Tử Quân căn bản cũng không có ý nghĩ gì khác với phản ứng của Hải bác, mặc dù vị trí đã cao thế nhưng người tu luyện trong quan trường có ai không muốn tiến lên, muốn tiếp tục bước về phía mục tiêu của mình. Tuy sự việc còn chưa được tuyên bố, thế nhưng Vương Tử Quân đã biết kết cục của Hải bác đã được quyết định, làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh phía Bắc, căn bản là vị trí làm cho người ta hâm mộ. Khi Vương Tử Quân đi đến khách sạn Hải bác đặt cơm, lúc này thư ký của Hải bác đã chờ bên ngoài. Sau khi đi theo thư ký lên lầu, Vương Tử Quân thấy Hải bác đang đứng chờ ngoài cửa phòng. Cổ Dương và thư ký của Hải bác đều nhanh trí rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vương Tử Quân và Hải bác. Sau khi châm đầy ly trà cho Vương Tử Quân, Hải bác cười nói, Chủ tịch, nói thật, tôi rất muốn tiếp tục công tác ở bên cạnh ngài. Vương Tử Quân uống một hớp trà, hắn hợp tác khá tốt với Hải bác, dưới sự giúp đỡ của Hải bác, lúc này cả thành phố Rừng Mật hầu như quán triệt ý chỉ của hắn. Lúc này tuy còn có một vị bí thư thị ủy là Kim Chính Thiện, thế nhưng Hải bác lại là một người làm việc rất tốt, bây giờ ra đi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy tiếc nuối nhưng thấy Hải bác đi về vị trí quan trọng, Vương Tử Quân thật lòng cảm thấy vui mừng, hắn cười ha hả nói, tôi cũng rất muốn cho anh tiếp tục công tác ở Mật Đông,
thế nhưng bây giờ thế cục của Mật Đông cũng đã ổn, anh đi cũng không có vấn đề. Tôi và Bí Thư Hà của Bắc tỉnh có mối quan hệ không tệ, khi đó chúng ta cùng ngồi một chỗ uống vài ly. Cảm ơn Chủ tịch Vương. Hải Bác vuốt tóc nói, Chủ tịch, ngài biết rõ ai tiếp nhận vị trí của tôi không? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Hải Bác, hắn biết rõ đây mới là trọng điểm Hải Bác tìm mình nói chuyện. Nhưng hắn hiểu rõ chuyện này, tuy hắn đã trưng cầu ý kiến của Hải Bác, thế nhưng thực tế thì có trưng cầu hay không cũng là như vậy mà thôi. Lúc này người tiếp nhận vị trí của Hải Bác chính là Nguyễn Chấn Nhạc, trước đó Vương Tử Quân đã biết được tin tức này. Mặc dù hắn không chào đón Nguyễn Chấn Nhạc đến, thế nhưng người này được sắp xếp như thế nào lại là việc không phải là hắn có thể quyết định được. Nguyễn Chấn Nhạc được Dương Độ Lục dốc sức đề cử, trong chuyện này chủ yếu là lãnh đạo Trung ương cũng nổi lên tác dụng. Chưa nói đến những thứ khác, sự đề cử của Dương Độ Lục cũng có tác dụng quá lớn rồi. Dù sao thì Dương Độ Lục cũng sắp về hưu, lúc này dù là ở phương diện nào cũng phải tôn trọng đầy đủ ý kiến của trưởng ban Dương. Vương Tử Quân căn bản có chút bực mình với sự kiện Nguyễn Chấn Nhạc đến làm chủ tịch thành phố rừng mật, thế nhưng lại không quá quan tâm. Đối với hắn thì lúc này Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không phải được đặt lên cùng cấp bậc với mình nữa rồi. Anh ấy chính là lãnh đạo cũ của tôi. Vương Tử Quân cười ha hả rồi thản nhiên nói. Hải Bác cũng biết rõ nền tảng của Vương Tử Quân, nhưng dù biết rõ thì cũng không nói gì được. Vương Tử Quân là người có quan hệ thông thiên với tuyến Trung ương, thế nên biết rõ kết quả của chuyện lần này cũng là bình thường. Chủ tịch Vương, tôi đề cử người với ngài, nhưng ngài cũng biết rồi đấy, ở sự kiện này thì tôi là người hữu tâm vô lực. Vương Tử Quân nhìn Hải Bác nâng ly rượu lên mà cười ha hả nói, đừng nói là anh bất lực, ngay cả tôi cũng bất lực. Ngài không phải là bất lực, chỉ là cảm thấy không đáng. Hải Bác nhìn Vương Tử Quân rồi đột nhiên nói một câu như vậy. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Hải Bác mà không khỏi cười nói, Chủ tịch Hải, anh nói như vậy rõ ràng là có hiểm nghi nịnh nọt tôi rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng không phải là lãnh đạo của anh cũng không nên nói như vậy. Chủ tịch, tôi nói lời thật lòng. Hải Bác nâng ly lên uống một ngụm rồi cười nói, thật lòng thì ngài luôn là lãnh đạo của tôi công tác ở phía bên kia, mong ngài giúp đỡ một chút. Anh đúng là, Vương Tử Quân chỉ vào Hải Bác rồi cười phá lên. Vương Tử Quân có năng lực ngăn cản Nguyễn Chấn Nhạc đến Mật Đông sao? Thật sự là có năng lực như vậy, nhưng vì chuyện này thì hắn phải huy động nhiều lực lượng, hơn nữa dù hắn có thất bại thì cũng không có thanh danh gì xấu. Dù sao thì có nhiều người bày ra tư thái thuận nước dong thuyền đối với những người chuẩn bị về hưu, hơn nữa Vương Tử Quân căn bản cũng không có gì lo lắng với Nguyễn Chấn Nhạc. Trước kia khi hai bên ở tỉnh Sơn Nam, Vương Tử Quân không sợ Nguyễn Chấn Nhạc, hơn nữa bây giờ mình còn là thượng cấp của người này. Chủ tịch, tôi ở phía Mật Đông này cũng không có thứ gì quan trọng mà ngài cần, nói ra thì khó bỏ chính là những người đi theo tôi xưa nay. Tuy Bí Thư Kim hợp tác với tôi rất tốt, thế nhưng tôi đi thì cuộc sống của bọn họ cần ngài quan tâm hơn. Hải Bác cũng không tiếp tục tiến hành chủ đề vừa rồi, chỉ nói ra mục tiêu chủ yếu của hôm nay. Tuy Hải Bác căn bản có chút bất ngờ vì Nguyễn Chấn Nhạc đến thành phố rừng mật, thế nhưng hắn cũng biết Nguyễn Chấn Nhạc khó thể gây phiền toái cho Vương Tử Quân. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không có nền tảng gì ở Mật Đông, không thể gây sóng gió gì lớn, nói ra thì người lo lắng bây giờ phải là Nguyễn Chấn Nhạc. Nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, chỉ sợ Nguyễn Chấn Nhạc cũng không muốn đến Mật Đông. Chương 1884, cho phép ngạo mạn ở gần anh. Tôi tin tưởng vào ánh mắt của Chủ tịch Hải. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên mỉm cười nói. Hải Bác cảm thấy rất vui mừng, Vương Tử Quân nói tin tưởng vào ánh mắt của mình, như vậy có nghĩa là sẽ sử dụng người của mình. Hải Bác là người trọng tình nghĩa, hắn cũng không muốn thấy người của mình bị ghẻ lạnh. Vương Tử Quân nói lời đảm bảo làm cho Hải Bác thở dài một hơi. Hải Bác tin tưởng chỉ cần người của mình đừng làm ra những chuyện gì quá giới hạn, như vậy Chủ tịch Vương quan tâm đến cũng không có vấn đề. Sau khi nói thêm vài câu liên quan đến công tác, hai người bắt đầu trò chuyện đến chuyện gia đình cuộc sống. Hải Bác lần này rất thoải mái, không những nói khá nhiều, hơn nữa còn cùng Vương Tử Quân uống cạn một chai rượu. Vương Tử Quân nhìn Hải Bác chậm rãi rời đi mà thầm cảm khái. Nước chảy đá mòn, người trong quan trường có ai không là như thế. Chỉ là hai ngón tay lúc nào cũng tách rời, một chữ bổ nhiệm sẽ đưa một người đi xa.
Mình và Hải Bác sau này chỉ sợ không còn bao nhiêu cơ hội bày tỏ tâm tình như thế này, hắn cảm thấy rất không mong muốn những người mình tán thưởng lại phải rời khỏi Mật Đông. Nhưng Mật Đông bây giờ không còn chức vụ nào phù hợp với Hải Bác, nếu như người này tiếp tục lãng phí thời gian ở Mật Đông, chỉ sợ không bằng đến tỉnh Bắc Tỉnh. Ban ngành Bắc Tỉnh sắp phải biến chất, biết đâu khi đó Hải Bác sẽ tiến lên như diều gặp gió. Vương Tử Quân về đến nhà thấy Tiểu Bảo Nhi đang chăm chú học bài, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng đầy tình cảm ấm áp. Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế salon trò chuyện với Mạc Tiểu Bắc. Nghe nói có rất nhiều người khen Tiểu Điềm Đậu rất thông minh, sau này nhất định sẽ có sự nghiệp lớn. Sau khi nói đến chuyện giám đốc thư viện hai lần đến tìm mình khuyên không nên đổi xe, như vậy sẽ làm cho các đồng chí khác cảm thấy rất khó khăn, đột nhiên Mạc Tiểu Bắc lại thay đổi chủ đề cực kỳ chóng vánh. Vương Tử Quân chỉ là muốn trò chuyện linh tinh với vợ, không ngờ Mạc Tiểu Bắc lại chuyển nội dung lên người của Tiểu Điềm Đậu, thế là hắn không khỏi nhảy dựng lên. Sự tồn tại của Tiểu Điềm Đậu vốn như không gạt được Mạc Tiểu Bắc, chẳng qua hai người chỉ cố gắng lảng tránh sự thật này mà thôi. Khi Vương Tử Quân đang giật mình thì Mạc Tiểu Bắc nói tiếp, em cảm thấy đây chỉ là những lời nói lung tung của đám người thích nịnh nọt, em cũng không tin Tiểu Điềm Đậu có thể thông minh bằng Tiểu Bảo Nhi nhà ta. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vô tội của Mạc Tiểu Bắc mà cảm thấy đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn biết rõ có nhiều người nói Tiểu Điềm Đậu thông minh đáng yêu làm cho Mạc Tiểu Bắc ghen tị, thế cho nên mới gõ đầu mình như vậy. Mẹ nói như vậy là không đúng, con mới học được một câu, đó là khiêm nhường sẽ có lợi, khoa trương sẽ có hại, cho dù con thông minh thế nhưng mẹ cũng không nên khen con mình như vậy được. Tiểu Bảo Nhi đang làm bài tập chợt ngẩng đầu lên dùng ngôn từ chính đáng uốn nắn lời nói của Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc và Vương Tử Quân đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết đầu óc đứa bé này sao lại chứa nhiều thứ như vậy. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí gia đình ấm áp, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua rồi nói, bố, con là Tử Quân. Con trai, con đang bận rộn gì vậy? Vương Quang Vinh căn bản lên tiếng có vài phần uể oải. Người phụ trách văn phòng trung ương cũng không phải dễ dàng, tuy Vương Quang Vinh đã sớm quen với công tác này, thế nhưng cả ngày bận rộn cũng rất mệt mỏi. Bố, con đang xem Tiểu Bảo Nhi học bài, ngài cũng đừng quá chú tâm đến chuyện công tác, những gì nên ủy quyền thì cứ ủy quyền. Vương Tử Quân căn bản rất tôn kính bố Vương Quang Vinh, thế nhưng cũng không đồng ý bố mình quá tận tụy công tác như vậy. Hắn cảm thấy là một người lãnh đạo thành công thì cũng nên ủy quyền cho thủ hạ. Điều này thì bố biết rõ, bố sẽ xem xét lại. Vương Quang Vinh căn bản không muốn tranh chấp với con trai ở phương diện công tác, lão cười cười nói, được rồi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Hôm nay bố gọi điện thoại cho con, chính là muốn thông báo cho con biết chuyện chủ tịch thành phố AMD đã được quyết định rồi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, không có thay đổi gì chứ? Không có. Chủ tịch. Phía chúng ta không phê duyệt hạng mục phát ly cung, thế nhưng bên kia đã bắt đầu xây dựng, theo như những gì chúng tôi điều tra được, lúc này phát ly cung đã được xây dựng hơn phân nửa rồi. Phó Chủ tịch Nghiêm Khâm Binh ngồi đối diện với Vương Tử Quân, hắn trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Thông qua điều chỉnh phân công, lần này Nghiêm Khâm Binh không tiếp tục phụ trách Cục Công an tỉnh, sau khi không còn là Cục trưởng Cục Công an tỉnh, người này đặt tinh lực của mình lên phương diện xây dựng trong tỉnh. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn, hắn hiểu ý nghĩa của sự việc Nghiêm Khâm Binh báo cáo với mình. Dù sao thì một hạng mục lớn như vậy không phê duyệt mà lại được đẩy mạnh xây dựng, trách nhiệm của lãnh đạo chủ quản như Nghiêm Khâm Binh là khá lớn. Anh đã yêu cầu các ban ngành tương quan cho ra biện pháp cưỡng chế chưa? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Nghiêm Khâm Binh rồi trầm giọng nói. Nghiêm Khâm Binh lấy ra một văn kiện trong cặp rồi nói, Chủ tịch Vương. Đây là văn kiện mà phía thành phố Linh Long lấy ra khi các ban ngành tương quan đến thành phố Linh Long thực hiện công tác. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, đó là văn kiện xin chỉ thị về hạng mục phát ly cung. Trong phần văn kiện này phía thành phố Linh Long nói rằng thời gian quá căng, nhiệm vụ khá nặng, mong các ban ngành thượng cấp giúp đỡ cho phép vừa xây dựng vừa chờ được phê duyệt. Còn người phê chỉ thị lần này chính là Sầm Vật Cương. Trong đó Sầm Vật Cương yêu cầu cấp ủy chính quyền thành phố Linh Long có thái độ phụ trách với quần chúng, làm tốt công tác này, đặc biệt phải chú trọng phương diện an toàn. Đây cũng không phải là những thứ quan trọng nhất, chủ yếu là Sầm Vật Cương phê chuẩn thỉnh cầu lần này của thành phố Linh Long.
Hèn gì Nghiêm Khâm Binh đến báo cáo với mình với thái độ như vậy, Sầm Vật Cương đã cho ra chỉ thị, Nghiêm Khâm Binh có dám nói gì khác được sao? Vương Tử Quân nhìn văn kiện này mà không khỏi nghĩ đến văn kiện về việc phát triển Mật Đông với danh nghĩa cấp ủy chủ tịch tỉnh, văn kiện yêu cầu tất cả cán bộ đảng viên cần phải giải phóng tư tưởng, dũng cảm đảm đương, cho ra những công hiến xứng đáng với phương diện xây dựng và phát triển kinh tế Mật Đông. Dũng cảm đảm đương. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, chuyện này tôi sẽ tiến hành liên hệ với Bí Thư Sầm, anh yêu cầu các ban ngành tương quan, nhất định phải đặc biệt giám sát phương diện an toàn của hạng mục Phát Ly Cung. Nghiêm Khâm Binh khẽ gật đầu, trước khi đến tìm Vương Tử Quân thì hắn đã chuẩn bị câu chữ rõ ràng, sở dĩ đi đến cũng là vì muốn báo cáo cho xong. Chủ tịch, tôi nghe nói hai ngày trước Bí Thư Kim có nổi giận. Nghiêm Khâm Binh bây giờ cố gắng thay đổi quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân, bình thường đến nơi này báo cáo đều nói hai câu chuyện ngoài lề. Vương Tử Quân căn bản cũng thích biến hóa này của Nghiêm Khâm Binh, hơn nữa bây giờ Nghiêm Khâm Binh còn nói ra câu chuyện khá hứng thú, hắn nhanh chóng cười nói ôi, xảy ra chuyện gì vậy? Có gì làm cho Bí Thư Kim nổi giận thế? Chương 1885, muốn thành công phải vượt qua trở ngại. Nghe nói Cục Quản lý Đô thị chuẩn bị tiến hành đổi cây ngô đồng trên đường thành cây bạch quả. Bí Thư Kim đứng trên hội nghị phê bình hành vi lãng phí tài nguyên của Cục Quản lý Đô thị, cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị kiểm điểm phê bình. Nghiêm Khâm Binh nói đến đây thì cười nói, nghe nói hai ngày trước Chủ tịch thành phố Rừng Mật kiểm tra phương diện xây dựng thành phố, nói rằng thành phố Rừng Mật là tỉnh thành, cần phải đề cao chất lượng đô thị. Vương Tử Quân uống một hớp nước mà không nói lời nào. Hắn cảm thấy Kim Chính Thiện phê bình không sai, dù cây ngô đồng ở thành phố Rừng Mật cũng không phải giống cây tốt, thế nhưng đã có lịch sử vài chục năm. Mỗi khi đến mùa hè thì cây xanh tươi tốt giống như một cái ô màu xanh che nắng cho cả thành phố Rừng Mật. Nhưng Vương Tử Quân cũng không tỏ thái độ, hắn hiểu Nghiêm Khâm Binh muốn nói ra những lời này có ý nghĩ gì. Mình và Nguyễn Trấn Nhạc có kinh nghiệm từng công tác với nhau, chỉ sợ nó không gạt được người trong tỉnh. Còn trong tỉnh có bao nhiêu người hữu tâm như vậy, Vương Tử Quân không dám cam đoan là 10 phần, thế nhưng ít nhất cũng có 9 phần có tâm tư như vậy. Vương Tử Quân cười cười rồi thay đổi chủ đề, Nghiêm Khâm Binh căn bản cũng đạt được mục đích của mình, khi thấy Vương Tử Quân nói sang chuyện khác thì cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi Nghiêm Khâm Binh bỏ đi thì Cổ Dương đi vào phòng, thông qua một khoảng thời gian cố gắng thì Cổ Dương cảm thấy Chủ tịch Vương vẫn không thay người, điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Đồng thời cũng có ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ. Đây là một bắt đầu tốt, hắn còn phải làm tốt cả quá trình sau này, hắn cần phải biểu hiện cho thật tốt. Sau khi thu dọn bàn trà, Cổ Dương khẽ báo cáo với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, Chủ tịch Nguyễn của thành phố Rừng Mật muốn báo cáo công tác với ngài. Cổ Dương là một người hữu tâm, hắn biết rõ trước kia Chủ tịch Nguyễn này từng làm việc với Chủ tịch Vương, hơn nữa khi đó Chủ tịch Nguyễn còn là thượng cấp của Chủ tịch Vương. Đáng tiếc là bây giờ vị trí của hai người đã thay đổi quá lớn. Nguyễn Trấn Nhạc muốn báo cáo công tác với mình, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói, cậu sắp xếp thời gian đi. Vâng, Cổ Dương đồng ý một tiếng, sau đó chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi hắn chuẩn bị đi ra, Vương Tử Quân chợt nói, cậu nói Chủ tịch Nguyễn đi vào một chuyến, cậu nói với anh ấy là chuyện tôi nói anh ấy thực hiện thế nào rồi. Cổ Dương không rõ Vương Tử Quân hỏi điều gì, thế nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là hắn phải truyền đạt chỉ thị của Vương Tử Quân xuống. Đã 3 tuần qua đi mà Hà Kiến Trương vẫn không thể nào cho ra một đề cử phù hợp với vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng không phải là hắn không tìm được người thích hợp, chủ yếu là hắn không muốn đề cử. Anh Hà này cũng đúng là, cảm thấy mình đang cho ra thuốc thử sao? Vương Tử Quân cảm thấy người thích hợp với vị trí này là không nhiều, cho nên hắn chuẩn bị cho Hà Kiến Trương đề cử người phù hợp, thế nhưng Hà Kiến Trương tiếp nhận nhiệm vụ mà mãi không nói lời nào. Vương Tử Quân bỏ qua ý nghĩ về Hà Kiến Trương, hắn quay sang nghĩ về Nguyễn Trấn Nhạc. Sau khi Nguyễn Trấn Nhạc đi vào Mật Đông thì Vương Tử Quân chỉ gặp mặt một lần, nếu so sánh với năm xưa thì Nguyễn Trấn Nhạc bây giờ đã trưởng thành nhiều hơn. Căn bản cũng bày ra thái độ cung kính phù hợp khi đối diện với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản cũng khá chú ý đến công tác của Nguyễn Trấn Nhạc, nhìn từ các tin tức truyền đến thì Nguyễn Trấn Nhạc cũng còn chưa mở được cục diện công tác ở Rừng Mật. Chưa nói đến phương diện thành phố Rừng Mật không phải là địa bàn của Nguyễn Trấn Nhạc,
căn cứ vào trí tuệ chính trị thì Nguyễn Chấn Nhạc vẫn kém xa Kim Chính Thiện. Đồng thời Nguyễn Chấn Nhạc lại đi khá gần Văn Thành Đồ, nghe nói Nguyễn Chấn Nhạc còn mở tiệc ở nhà để mời Văn Thành Đồ. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ về Nguyễn Chấn Nhạc, có một hội nghị đang được tổ chức trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Rừng Mật. Đây là hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố, người chủ trì tất nhiên là quyền chủ tịch Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc là quyền chủ tịch thành phố Rừng Mật, hắn căn bản rất muốn làm ra vài thành tích, dù sao thì thành tích như vậy cũng có lợi cho uy vọng của hắn ở Rừng Mật, hơn nữa thời đại bây giờ cũng không ai cảm thấy khó chịu vì mình có quá nhiều thành tích. Chủ tịch Nguyễn, tôi cảm thấy lời đề nghị sửa đổi xây dựng thành phố Rừng Mật bây giờ cũng không thích hợp với thành phố Rừng Mật, có nhiều thành phố khi xây dựng cho ra nhiều thành tích không nhỏ, thế nhưng chúng ta cần nhập ra tùy tục. Thành phố Rừng Mật không phải là địa phương nhỏ, chúng ta ở gần cấp ủy chính quyền tỉnh, làm việc gì cũng phải cực kỳ cẩn thận. Phó Chủ tịch Thường vụ Tiếu Tự Lực xoay xoay cây bút trong tay rồi lớn tiếng nói, tục ngữ có câu, thổ nhưỡng một vùng cho ra một hạng người. Thế nhưng ai tiến bước cũng phải gặp khó khăn, chúng ta cần phải học tập người khác, thế nhưng nhất định phải kết hợp với tình hình thực tế của mình mới được. Tôi tin tưởng các đồng chí của chúng ta đều có tâm tư sáng tạo sự nghiệp, thế nhưng vì chưa nắm rõ thực tế mà cố gắng duy trì, như vậy sẽ dễ xảy ra vấn đề. Tiếu Tự Lực nói hết lời thì một vị phó chủ tịch thường ủy tên là Lý Đại Quân đã nói, tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch Tiếu. Có nhiều chuyện chúng ta không phải nhìn vào thấy người ta phát triển tốt đẹp thì dập khuôn làm theo được, vẽ hổ không thành lại ra chó, những chuyện như thế này là quá nhiều rồi. Sau đó có vài vị phó chủ tịch khác lên tiếng, tuy nội dung cũng không giống nhau thế nhưng ý nghĩa của nó chỉ có một, đó là không tán thành đề xuất đẩy mạnh xây dựng thành phố của Nguyễn Chấn Nhạc, yêu cầu chủ tịch Nguyễn khi cho ra bất kỳ đề xuất gì cũng phải chú trọng thực tế. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản rất mất hứng với những lời phát biểu như vậy. Hắn biết rõ ý nghĩ thực tế của những người này là gì. Bọn họ chỉ là lấy cớ mà thôi, thực tế cũng không phải là Nguyễn Chấn Nhạc không hiểu rõ tình huống. Lời đề nghị đầu tiên của mình sau khi làm chủ tịch thành phố Rừng Mật cứ như vậy mà bị đám người kia đánh tan tành, tất nhiên Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không u uốn tiếp nhận kết quả này, hắn muốn cưỡng chế thông qua ý kiến của mình. Nhưng lý trí nói cho Nguyễn Chấn Nhạc biết mình không được làm như vậy. Vì ở thành phố Rừng Mật không phải chỉ có một mình hắn là chủ tịch, còn có cả bí thư thị ủy Kim Chính Thiện. Nếu như mình cưỡng chế thông qua đề nghị này, chỉ sợ sẽ bị bắn ngược ở trong tay Kim Chính Thiện. Như vậy không khác nào Kim Chính Thiện ném đạn dược vào tay mình. Kim Chính Thiện có ý nghĩ không hay về mình, đây là kết luận có từ khá sớm của Nguyễn Chấn Nhạc. Những ngày qua Kim Chính Thiện tỏ ra cực kỳ khách khí với mình, thế nhưng ở những phương diện khác thì liên tục chèn ép. Kim Chính Thiện là thường ủy tỉnh ủy, lại là bí thư thị ủy Rừng Mật quá lâu năm, Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy mình khó thể nào hoàn thủ được. Còn Kim Chính Thiện vì sao lại xử khó với mình, Nguyễn Chấn Nhạc căn bản cũng hiểu rõ ràng. Kim Chính Thiện là người của Vương Tử Quân, người ta có cơ hội tốt để biểu hiện sự trung thành với Vương Tử Quân, sao không nắm chặt được. Được rồi, vậy thì chúng ta chờ tan họp rồi thảo luận sau. Nguyễn Chấn Nhạc phất tay với một vị phó chủ tịch còn định lên tiếng, hắn trầm giọng nói. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc nói những lời này có vẻ rất khí phách, thế nhưng hắn lại hiểu rõ, chính mình căn bản thất bại ở sự kiện này. Mình là lãnh đạo đứng đầu một ban ngành thế nhưng không quán triệt được ý chỉ của mình, như vậy thì có gì là thắng lợi? Căn bản là không ra gì. Đi ra khỏi phòng thì Nguyễn Chấn Nhạc thu hồi gương mặt tươi cười, thư ký đi theo sau lưng phát hiện gương mặt chủ tịch cực kỳ căng cứng. Sau khi đi về phòng làm việc của mình, Nguyễn Chấn Nhạc lúc này căn bản khó thể nào bình tĩnh. Hắn nghĩ đến câu chuyện của Dương Độ Lục với mình trước khi đến tỉnh Mật Đông, khi đó hắn cảm thấy Dương Độ Lục đã khá mỏi mệt. Dương Độ Lục đã già rồi. Nhìn mái tóc hoa râm của Dương Độ Lục thì Nguyễn Chấn Nhạc thật sự sinh ra ý nghĩ này. Trước mặt hắn thì Dương Độ Lục như một người khổng lồ, mỗi lần gặp mặt đều cực kỳ phấn chấn, có lực lượng dùng không hết. Nhưng khi đó lại là lần đầu tiên Dương Độ Lục cho Nguyễn Chấn Nhạc cảm giác mỏi mệt, mặc dù hắn có chút không thoải mái thế nhưng lại đổi nó thành sự thông cảm. Chấn Nhạc, tôi biết cậu không muốn đến Mật Đông, thế nhưng bây giờ thật sự không còn vị trí nào tốt. Nếu cậu cứ mãi mất thời gian ở địa phương không ra gì, tôi cảm thấy không bằng cậu đến thành phố Rừng Mật công tác, làm chủ tịch thành phố Rừng Mật cũng không tồi. Dương Độ Lục cũng không khách sáo mà trực tiếp đi vào vấn đề.
Nguyễn Chấn Nhạc do dự giây lát rồi nói ra lo lắng của mình, tôi biết lãnh đạo muốn tốt cho tôi, nhưng Mật Đông còn có Vương Tử Quân, tôi cảm thấy mình công tác dưới tay người này là cực kỳ không tốt. Ôi, nếu như có thể nói, tôi cũng không muốn cho cậu đến Mật Đông, nhưng bây giờ nếu cậu không đi xuống, thế sự sẽ thay đổi, lý lịch của cậu đã quá đủ, hơn nữa cũng không phải một mình cậu ngồi chờ, cậu có hiểu không? Thế nên cậu nên nắm bắt nhanh nhạy những thứ nên thuộc về mình. Gương mặt Dương Độ Lục khá bình thản, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc nghe vào tại lại có hương vị đặc thù. Hương vị này làm cho Nguyễn Chấn Nhạc không thoải mái, nhưng hắn không có cách nào đối mặt, chỉ có thể nói tôi nghe lời ngài. À, đúng rồi, cậu nên nhớ kỹ một việc, không có đối thủ vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Dù năm xưa cậu và Vương Tử Quân có vài phần tranh chấp, thế nhưng dù thế nào cũng có kết giao. Người kia tương lai vô hạn, chỉ cần không đi sai đường, hầu như không ai có thể cản chân được cậu ấy. Lời nói của Dương Độ Lục làm cho Nguyễn Chấn Nhạc rơi vào trầm ngâm, tuy hắn cực kỳ đố kỵ Vương Tử Quân, thế nhưng không thể không thừa nhận người này luôn làm mình sợ hãi. Năm xưa mình khởi điểm cao hơn Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ người kia đã là lãnh đạo một tỉnh, mình vẫn chỉ còn là một cán bộ cấp giám đốc sở mà thôi. Chưa nói đến những thứ gì khác, như vị trí của mình bây giờ, căn bản có chênh lệch quá lớn với Vương Tử Quân, thậm chí là cả đời này khó theo kịp. Ngài cảm thấy khả năng Vương Tử Quân vướng vào sai lầm có lớn không? Nguyễn Chấn Nhạc do dự giây lát rồi khẽ hỏi Dương Độ Lục. Dương Độ Lục nhìn thoáng qua Nguyễn Chấn Nhạc, lão cảm thấy Nguyễn Chấn Nhạc cực kỳ không cam lòng. Lão căn bản có vài phần tán thưởng sự bất khuất của Nguyễn Chấn Nhạc, đó là sự tán thưởng mà con trai của lão căn bản không có được. Nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc mở miệng làm cho Dương Độ Lục có vài phần thất vọng, lão chỉ có thể lên tiếng, hầu như là không thể. Chương 1886, một thấy mình ngắn cần nhìn người khác dài. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến tình cảnh của mình thì không khỏi cảm thấy khốn khổ. Khi đó mặc dù Dương Độ Lục nói không phải không có lý, thế nhưng niềm kiêu ngạo trong lòng vẫn làm cho hắn cảm thấy khó thể yên bình. Vương Tử Quân căn bản không thể mãi một tay che trời ở Mật Đông, ít nhất bên trên còn có Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm là một người cường thế, không những có năng lực công tác mạnh mẽ, hơn nữa có tính cách bá đạo, tác phong cứng nhắc, lại được lãnh đạo trung ương cực kỳ xem trọng. Thậm chí sự việc Sầm Vật Cương tiến thêm một bước hầu như đã là ván đóng thuyền. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ về Sầm Vật Cương, trong lòng chợt bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn tin tưởng tin tức trước kia mình và Vương Tử Quân căn bản không thoải mái với nhau được Sầm Vật Cương biết rõ, thậm chí sẽ được Sầm Vật Cương cho rằng đây là nước cờ hay. Cũng vì suy đoán như vậy cho nên ngày hôm sau nhận chức Nguyễn Chấn Nhạc cũng không đi gặp Vương Tử Quân, lại đi tìm gặp bí thư Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương tỏ thái độ rất bình thản với Nguyễn Chấn Nhạc, nếu như dùng một từ để miêu tả, rõ ràng là lơ là. Điều này căn bản là kết quả cực kỳ thất vọng với một người tràn đầy lòng chờ mong như Nguyễn Chấn Nhạc. Trước tiên hắn chạy đến gặp Sầm Vật Cương không phải muốn tìm sự giúp đỡ sao? Thế nhưng Sầm Vật Cương lại không quan tâm, làm cho hắn cảm thấy nhói lòng. Nguyễn Chấn Nhạc không hiểu vì sao Sầm Vật Cương lại phải làm như vậy. Thế nhưng quyền lợi này không nằm trong tay của hắn, thế nên hắn không có quyền lựa chọn. Nhưng những ngày qua không phải là Nguyễn Chấn Nhạc không có thu hoạch gì, ít nhất thì thái độ của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Văn Thành Đồ với hắn là rất tốt, có một số việc rất quan tâm đến hắn. Lúc bắt đầu thì hắn còn tỏ ra vui sướng vì cảnh ô lưu của Văn Thành Đồ, thế nhưng sau khi tìm hiểu rõ ràng tình thế chính trị ở Mật Đông, hắn hiểu rõ vị trí của Văn Thành Đồ, thế là cảm giác vui mừng giảm đi vài phần. Văn Thành Đồ mặc dù là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh Mật Đông, thế nhưng lực ảnh hưởng lại thấp hơn Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương, thậm chí có thể nói lực ảnh hưởng của Bí Thư Văn không hơn gì các vị thường ủy tỉnh ủy khác. Văn Thành Đồ có thái độ tốt với mình, nếu nói là giúp đỡ, không bằng nói là hai người cùng lưu lạc chân trời góc biển phải kết nối với nhau, mà mối liên hệ này cũng không thể thay đổi tình cảnh xấu hổ của Nguyễn Chấn Nhạc vào lúc hiện tại. Công tác của Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là bị Kim Chính Thiện áp chế, dù là trong Ủy ban Nhân dân thành phố thì cũng bị vài vị phó chủ tịch xa lánh. Thậm chí sau đó hắn còn sinh ra cảm giác lời nói của mình không có lực bằng phó chủ tịch thường ủy. Nếu như không thể cải thiện được cục diện bị động này, như vậy một người là chủ tịch như mình sẽ mất quyền lực, tình cảnh hiện tại người có thể thay đổi cục diện của mình ngoài Sầm Vật Cương ra thì chỉ còn lại Vương Tử Quân.
nếu như Sầm Vật Cương nói lời giúp đỡ mình, chính mình ít nhất cũng có thể đứng vững bàn chân. Còn Vương Tử Quân, Nguyễn Chấn Nhạc căn bản hiểu rõ vị trí của Vương Tử Quân ở Mật Đông, nếu có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, tất cả mọi thứ sẽ không còn là vấn đề. Khi đó mình thật sự nên tham khảo ý kiến của trưởng Ban Dương. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến những lời dạy bảo ân cần của trưởng Ban Dương, hắn không khỏi có vài phần cảm khái. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, một người phụ nữ hơn 40 tuổi đi vào trong phòng làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc. Tuy người phụ nữ này đã qua độ tuổi thanh xuân xinh đẹp, thế nhưng dù sao vẫn còn vài phần quyến rũ. Chào Chủ tịch Nguyễn, người phụ nữ dừng lại ở phía đối diện với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó khẽ mở miệng chào hỏi. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn người phụ nữ này, hắn chợt nhớ đến thân phận của nàng, là Cục trưởng Cục Tiêu Dùng Tiếu Y Lan. Vài ngày trước khi hắn tham gia hội nghị tuyên truyền của Cục Tiêu Dùng, có nói qua vài câu với người phụ nữ này. Nguyễn Chấn Nhạc khoát tay chặn lời Tiếu Y Lan, Cục trưởng Tiếu, mời ngồi, chỗ này của tôi không cần đứng. Tiếu Y Lan thoải mái ngồi xuống đối diện với Nguyễn Chấn Nhạc, nàng dùng giọng ân cần hỏi thăm cuộc sống của Nguyễn Chấn Nhạc. Người phụ nữ này tuy đã đến tuổi trung niên thế nhưng lời nói phát ra khỏi miệng không khỏi làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy rất thân thiết. Nếu như bình thường một người phụ nữ làm cho người ta không thể chán ghét đến nói chuyện thì Nguyễn Chấn Nhạc cũng tình nguyện lắng nghe. Thế nhưng bây giờ hắn không có tâm tư này. Sau khi Tiếu Y Lan nói khi nào có thời gian rảnh thì mời Nguyễn Chấn Nhạc đến đơn vị chỉ đạo công tác, Nguyễn Chấn Nhạc trầm giọng nói, Chủ tịch Nguyễn, tôi đến đây không phải là muốn làm phiền ngài, thế nhưng phòng tài chính bên kia thật sự quá kỳ cục. Ngài đã phê chuẩn văn kiện, nhưng đến bây giờ bọn họ còn chưa giải quyết, thế cho nên tôi mới chạy đến cầu viện với ngài. Tiếu Y Lan nói rồi bày ra bộ dạng khó xử, vì đẩy mạnh chất lượng xử lý công của đơn vị, Cục Tiêu Dùng chúng tôi luôn công tác theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, thế nhưng không bột đố gột nên hồ, nếu không có tài chính ủng hộ, chúng tôi cũng không thể làm gì được. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị, thế nhưng chỉ thiếu tiền mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bộ dạng uất ức của Tiếu Y Lan, lúc này hắn mới chợt nhớ trước đó tham gia hội nghị và từng thông qua văn kiện cho Cục Tiêu Dùng một khoản kinh phí để mua các món xử lý công. Nguyễn Chấn Nhạc là chủ tịch thành phố, khi đó cho ra chỉ thị thì nghĩ rằng vấn đề tài chính cũng không có gì là lớn, cho nên không suy nghĩ quá nhiều. Hắn thấy đây đều là việc nhỏ, phải sớm chứng thực mới đúng, nhưng bây giờ nhìn vào Cục trưởng Thiếu, hắn cảm thấy tiền kia còn chưa được đưa xuống. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tiếu Y Lan. Dù sao hắn cũng là người đến Mật Đông từ đơn vị trung ương, thế nhưng hắn từng là bí thư thị ủy trong tỉnh Sơn Nam. Hắn biết rõ phương pháp xử lý sự việc. Quả nhiên dưới ánh mắt chằm chằm của Nguyễn Chấn Nhạc thì Tiếu Y Lan cảm thấy có chút quẫn bách, nửa phút sau nàng dùng giọng điệu dịu dàng và uất ức nói, phòng tài chính bên kia nói bây giờ tình hình tài chính khá căng, phải chờ một thời gian ngắn mới có thể chứng thực được. À, vậy thì chờ một lát, Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng hời hợt nói xong thì nâng ly trà lên uống một ngụm. Tiếu Y Lan dù là phụ nữ nhưng dù sao cũng nhiều năm lăn lộn trong quan trường. Căn bản có khả năng nhìn mặt nói chuyện, tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của câu nói nâng trà tiễn khách. Nàng cũng không dám dây dưa quá lâu, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc. Khi cửa phòng khép lại, gương mặt bình tĩnh của Nguyễn Chấn Nhạc trở nên cực kỳ khó coi. Tiền tài chính thì lúc nào cũng luôn căng thẳng, thế nhưng cũng có câu tài chính như bầu sữa mẹ, chỉ cần tranh giành thì sẽ có. Bây giờ sở dĩ không có tiền, cũng không phải là không có tiền. Mà là mình không tranh giành được. Chương 1886, hai thấy mình ngắn cần nhìn người khác dài. Nguyễn Chấn Nhạc là chủ tịch thành phố, hắn đã ký tên xuất tiền nhưng bên dưới không đưa tiền, điều này nói rõ điều gì? Rõ ràng là người ta không thèm quan tâm đến sự chỉ huy của mình. Hắn nghĩ đến phương diện trưởng phòng tài chính ngoảnh mặt làm ngơ với mình, thế là máu nóng vọt lên đỉnh đầu. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc là người thông minh. Cuối cùng hắn vẫn cố gắng nín nhịn. Hắn hiểu lúc này mình không nên tức giận, cũng không phải là lúc hắn đi tìm trưởng phòng tài chính. Nhẫn có nghĩa là nhẫn nhịn, ẩn nhẫn hoặc là tàn nhẫn, nhưng khi anh không có tư cách tàn nhẫn thì anh chỉ còn một con đường để đi, đó là nuốt răng vào bụng, yên lặng nhẫn nhịn. Nếu không như thế, chính mình làm việc theo cảm tính, tìm trưởng phòng tài chính để chất vấn, chỉ sợ mình còn chưa kịp phê bình thì người ta đã cho ra hàng đống lý do chính đáng, ép mình không thể nói nên lời.
Nguyễn Chấn Nhạc không khỏi xoa đầu của mình, hắn biết điều quan trọng vào lúc này chính là thay đổi trạng thái lúng túng của mình, chỉ có thể thay đổi được điều này mới có thể nói đến những thứ khác. Lúc này chỉ có thể ra tay từ hai bộ phận mới thay đổi được hiện trạng của mình, tất nhiên đó là Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua mình gọi đi mà không khỏi cảm khái một tiếng, thầm nghĩ đây là lúc mình nên cúi đầu thì bắt buộc phải cúi đầu, thức thời mới là tuấn kiệt, chính mình có cứng nhắc cũng không được gì. Giữa trưa khi Nguyễn Chấn Nhạc về nhà thì Tào Chân Nhi đã làm tốt các món ăn, hai người cùng dùng cơm, Tào Chân Nhi chợt khẽ nói công tác của anh hôm nay thế nào. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không muốn trả lời, cũng không muốn nói lời nào với vấn đề này, chỉ tiếp tục dùng cơm. Động tác này của hắn căn bản chọc giận một Tào Chân Nhi đang cố gắng tỏ ra dịu dàng nhỏ nhẹ, nàng đặt đôi đũa trong tay xuống bàn rồi nói anh có chuyện gì vậy? Có phải là không nghe rõ lời nói của em không? Thật sự phiền phức, em có thể để anh yên tĩnh một chút được không? Nguyễn Chấn Nhạc nhìn vợ con của mình rồi dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Cho đến nay Tào Chân Nhi luôn có biểu hiện là một người phụ nữ hiền thục dịu dàng trước mặt người khác. Thế nhưng bây giờ nàng lại không nhịn được nói, hừ, bị người ta chọc tức thì về nhà phát tiết với em, anh nếu thật sự là đàn ông, như vậy thì mau đi tìm xử lý những người làm chính mình không thoải mái ấy. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là một bụng tức, bây giờ căn bản là không chịu được, hắn quăng đôi đũa trong tay ra rồi xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. Nguyễn Chấn Nhạc ngồi trong phòng, hắn lấy gói thuốc đã nhiều năm không hút đặt lên bàn, hắn tất nhiên là người có quyết tâm. Thế nhưng bây giờ lấy thuốc ra chủ yếu là muốn phát tiết cảm giác không thoải mái trong lòng. Tuy bây giờ vẫn có không ít người xem trọng hắn, thế nhưng hắn biết rõ mình không còn giá cả cao như năm xưa đến tỉnh Sơn Nam làm bí thư thị ủy. Đôi khi Nguyễn Chấn Nhạc ngồi một mình và thầm nghĩ, nếu như năm xưa mình không đến tỉnh Sơn Nam, nếu như mình không gặp Vương Tử Quân, chính mình có thể phát triển thuận buồm xuôi gió hay không? Cho dù kết quả cuối cùng có sự khác biệt với lý tưởng, thế nhưng tin chắc cũng không khác biệt quá nhiều. Nhưng thế gian này căn bản không có nhiều giả thiết như vậy, nhân sinh độc hành, nếu như đã đi qua thì khó thể nào quay trở lại. Thật sự giống như tình cảnh của mình vào lúc này, chính mình đã đến mật đông, dù có khó khăn thế nào cũng phải kiên định tiếp tục tiến lên. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang cảm thấy ảo não thì một ly trà ấm xuất hiện trên mặt bàn. Hắn nhìn gương mặt ân cần của Tào Chân Nhi, thế là không khỏi cảm thấy có vài phần ấm áp. Chân Nhi, anh không phải nổi giận với em, thật sự là anh không nhịn được. Tào Chân Nhi gật đầu nói, cũng là em quá gấp, em biết rõ thời gian gần đây rất khó khăn với anh, em. Em hỏi cũng chỉ muốn giúp đỡ anh giải quyết vấn đề. Ôi, những chuyện thế này em không cần quản, anh đã liên lạc với Vương Tử Quân ở bên kia, chiều nay anh sẽ đến báo cáo công tác. Nguyễn Chấn Nhạc kéo tay Tào Chân Nhi rồi khẽ nói. Yêu cầu Nguyễn Chấn Nhạc đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân chính là mục đích của Tào Chân Nhi, nhưng bây giờ nghe Nguyễn Chấn Nhạc nói ra thì nàng vẫn có vài phần đau lòng. Nàng trầm ngâm giây lát rồi nói, năm xưa em và Mạc Tiểu Bắc cùng học chung trường với nhau, em định đi tìm cô ấy, dù sao thì cũng là bạn học cũ với nhau từ thủ đô đến mật đông, không thể không gặp mặt, anh nói xem có đúng không? Nguyễn Chấn Nhạc muốn nói thế nhưng lại phát hiện mình không nói nên lời. Hắn hiểu rõ tính cách của Tào Chân Nhi, cho đến bây giờ cũng ít khi chịu phục một ai, xem ra lần này cũng là vì muốn dồn hết tâm tư cho mình mới như vậy. Hắn cảm thấy rất áy náy, muốn nói nhưng không nên lời, chỉ có thể ôm Tào Chân Nhi vào trong lòng. Ánh mặt trời mùa đông xuyên thấu qua cửa kính chiếu lên người sinh ra cảm giác ấm áp, Sầm Vật Cương thả người trên ghế bên ban công trong phòng, lão vừa phơi nắng vừa cảm nhận sự ấm áp, căn bản cảm thấy khá đắc ý. Bí thư Sầm, tôi nhất định phải cho người đặt một chiếc ghế dựa bên cạnh ban công mới được, mặc dù trong phòng có điều hòa thế nhưng không chân thật bằng ánh mặt trời được. Phương Anh Hồ nhìn Sầm Vật Cương híp mắt dưới ánh mặt trời mà không khỏi cười hì hì nói. Sầm Vật Cương cũng không mở to mắt, lão hưởng thụ sự thản nhiên khó có được, chiếc ghế khẽ lắc lư, sau đó nói, thư ký trưởng, tôi đồng ý với ý nghĩ của anh, mỗi ngày phơi nắng có ý nghĩa gì? Có người nói phơi nắng giống như bôi sữa tắm vậy, ha ha, thế mới là theo kịp thời đại. Phương Anh Hồ nhìn bộ dạng cực kỳ hứng thú của Sầm Vật Cương, hắn không có ý quay về phòng làm việc của mình, thế là xách một chiếc ghế trong phòng đi đến ngồi bên cạnh Sầm Vật Cương, lúc này mới nói, bí thư Sầm, đây là những tài liệu báo cáo thời gian gần đây, khi nào ngài có thời gian thì mời xem qua.
À, anh cứ để đó, tôi sẽ xem. Sầm Vật Cương hầu như mỗi ngày đều có nhiều tài liệu cần xem xét, thế cho nên cũng không có cảm giác đặc thù gì với những tài liệu Phương Anh Hồ đưa đến vào lúc này. Hai người nói chuyện vài câu, chợt nghe Phương Anh Hồ nói, Bí thư Sầm, vừa rồi tôi xuống xe có gặp Nguyễn Chấn Nhạc, tôi nói chuyện với cậu ấy hai câu, hình như hôm nay cậu ấy có chuyện cần đến báo cáo với lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, người được xưng hô như vậy ở Mật Đông chỉ có một mình Vương Tử Quân. Lúc này Phương Anh Hồ gọi như vậy căn bản là thay thế tên riêng của Vương Tử Quân. Báo cáo công tác là điều cần thiết. Nếu muốn làm tốt công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố, như vậy điều kiện tiên quyết là phải tăng cường liên lạc với lãnh đạo thượng cấp. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi nói. Vẻ mặt Phương Anh Hồ vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn nâng ly lên uống một ngụm rồi dùng giọng đầy ý nghĩa nói, cũng không biết hai người kia sẽ có trạng thái báo cáo công tác như thế nào. Nên là trạng thái gì thì là trạng thái đó, Chủ tịch Phương tuy là người cực kỳ cá tính, thế nhưng khi làm việc đại cục vẫn cực kỳ nghiêm túc. Thư ký trưởng Phương, không cần phải nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác, cần nhìn vào những điểm sáng, nhìn dài tránh ngắn. Sầm Vật Cương mở to mắt thản nhiên nói. Phương Anh Hồ cân nhắc lời nói của Sầm Vật Cương, tuy hắn thấy bí thư Sầm có vài phần vui vẻ, thế nhưng dù sao thì tình huống này cũng là bí thư Sầm đứng ở độ cao chính trị của một người đứng đầu Mật Đông một tỉnh. Chương 1887, một nghi ngờ lo dân, tâm tình khác tận trách vì dân. Sầm Vật Cương khẽ nhắm mắt lại, nhìn vào thì thấy không mấy vui vẻ, thế là Phương Anh Hồ không khỏi ngậm miệng lại, nhưng hắn lại không cho là đúng. Hắn thấy Nguyễn Chấn Nhạc sở dĩ không thể không báo cáo công tác cho Vương Tử Quân, nguyên nhân chủ yếu là còn chưa đứng vững ở thành phố rừng mật, cuối cùng vẫn là hai chân khó bước đi. Một người không đứng vững tất nhiên phải cần sự giúp đỡ của một nhân vật khác có lực lượng mạnh. Dưới tình huống này chỉ cần bí thư Sầm khoát tay thì tất cả sẽ coi như xong với Nguyễn Chấn Nhạc. Bí thư, tôi nghe nói tình cảnh của Chủ tịch Nguyễn ở thành phố rừng mật là không được tốt. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng thăm dò nói. Sầm Vật Cương khoát tay áo nói, những chuyện này là vấn đề của cậu ấy. Một vị chủ tịch thành phố tỉnh lỵ nếu như không dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào vị trí, mở ra cục diện, như vậy cũng không biết anh ta còn làm được gì nữa. Bí thư Sầm, tôi nhớ hình như Chủ tịch Nguyễn đã nhiều lần báo cáo với văn phòng, hình như muốn ngài chỉ điểm công tác. Phương Anh Hồ nói xong thì ánh mắt càng thêm nghiêm túc, hắn muốn tìm được đáp án từ trong miệng của Sầm Vật Cương. Bây giờ vị trí của Nguyễn Chấn Nhạc cũng không kém Phương Anh Hồ quá nhiều, tuy còn chưa là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng người này là Chủ tịch thành phố rừng mật, căn bản là một điểm nhấn nếu như Bí thư Sầm muốn nhúng tay vào công tác của thành phố rừng mật. Cứ đi theo tình thế là được, chủ yếu là gân gà mà thôi. Sầm Vật Cương đứng lên khỏi ghế rồi khoát tay dùng giọng thản nhiên nói. Phương Anh Hồ căn bản hiểu rõ ý nghĩa câu nói này của Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn cảm thấy Sầm Vật Cương làm như vậy cũng không hợp lý. Tuy tình thế đã được quyết định, hơn nữa Nguyễn Chấn Nhạc chỉ là gân gà, thế nhưng có nhiều gân gà thì ăn vào cũng no bụng. Hơn nữa có một số việc luôn phải đi theo từng bước một. Khi Phương Anh Hồ đang do dự xem có nên tiếp tục hỏi thêm hay không, chợt nghe Sầm Vật Cương nói, Anh Hồ, thành phố Linh Long phát triển từng ngày, chúng ta nên làm tốt công tác chú trọng vào động cơ này, tương lai xây dựng Linh Long là thành phố trọng tâm của tỉnh Mật Đông. Chủ yếu xây dựng thành phố Linh Long, Phương Anh Hồ đã hiểu rõ vấn đề, thì ra Sầm Vật Cương chỉ coi trọng thành phố Linh Long, Bí thư Sầm không muốn tiếp tay Nguyễn Chấn Nhạc. Cũng là vì không muốn Vương Tử Quân tiếp tục lấy cớ nhúng tay vào sự việc của thành phố Linh Long. Sầm Vật Cương có cảm tình đặc biệt với thành phố Linh Long do một tay mình thúc đẩy phát triển, có thể nói bây giờ Linh Long đã phát huy tác dụng làm mẫu, đã là một trong những thành tích hiển hách của Sầm Vật Cương. Lúc này là thời điểm quan trọng của Sầm Vật Cương, chỉ cần vượt qua thời điểm này, như vậy tương lai sẽ là không gian rộng lớn. Quan trường là một ngọn tháp vàng mà càng lên cao thì đường càng hẹp. Nhiều người thì ít chức vụ, đây chính là sinh thái trong quan trường. Có những chuyện mọi người cảm thấy như là ván đóng thuyền, thế nhưng cuối cùng cũng có thể xuất hiện tình huống nước sôi vịt bay. Muốn chắc chắn cho con vịt vào miệng mình, ngoài biểu hiện vượt qua thử thách thì còn phải có thành tích rõ ràng. Thành phố Linh Long chính là một trong những thành tích cao độ của bí thư Sầm Vật Cương, tất nhiên Sầm Vật Cương sẽ không trông mong có bất kỳ vấn đề nào xuất hiện. Không quan tâm đến toàn cục thì khó thể nào thắng lợi,
Trong đầu Phương Anh Hồ lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi tỏ ra cảm khái, sau đó đưa mắt nhìn ra xa. Phía bên kia sẽ có tình cảnh thế nào? Tình cảnh bên kia khá là bình thường, khi Nguyễn Chấn Nhạc mang theo tâm tình không yên đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân bỏ văn kiện trong tay xuống rồi cười nói, chào Chủ tịch Nguyễn, mời ngồi. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, hắn cùng Nguyễn Chấn Nhạc ngồi xuống ghế salon, nhìn từ hành động này thì thấy Vương Tử Quân khá bình dị gần gũi. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc nhìn sự bình dị gần gũi của Vương Tử Quân mà sinh ra cảm giác không thoải mái. Dù sao thì trước kia Nguyễn Chấn Nhạc và Vương Tử Quân cũng là cùng cấp, thậm chí có thể nói là khi đó hắn bao quát Vương Tử Quân. Năm xưa Vương Tử Quân vất vả tìm được thành tích thì bị hắn chiếm đoạt, nhưng bây giờ Vương Tử Quân ngồi song song với hắn trên ghế salon, không phải chỉ là người khác cảm thấy Vương Tử Quân bình dị gần gũi, ngay cả hắn cũng cảm thấy Vương Tử Quân là một vị lãnh đạo bình dị gần gũi khó có được. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy tảng đá trong lòng càng đè nặng. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng bày ra sự nhiệt tình của mình, Chủ tịch, tôi vừa mới đến trước tiên có ý nghĩ muốn báo cáo công tác với ngài, thế nhưng khoảng thời gian gần đây thật sự quá bận, lại phải đầu nhập vào công tác, thế nên căn bản là không thể nào phân thân được. Chủ tịch Chấn Nhạc, những người như chúng ta căn bản không có thể tự do sắp xếp thời gian, anh cũng không cần gò bó như vậy. Năm xưa chúng ta là đồng sự ở tỉnh Sơn Nam, hai bên đã hiểu lẫn nhau. Bây giờ ở cùng một nơi xem như cũng là duyên phận. Vương Tử Quân khoát tay áo cười ha hả với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc nghe hai chữ duyên phận mà khóe miệng không khỏi có vài phần run rẩy. Hắn thầm nghĩ năm xưa mình làm không tốt nên mới như thế này, sao anh lại nói đó là duyên phận? Nhưng vấn đề này hắn chỉ dám nghĩ mà không nói ra. Chủ tịch, lần này tổ chức phái tôi đến làm thuộc hạ của ngài, đối với tôi thì đây là quá trình học tập khó có được. Cho đến tay tôi đều luôn cực kỳ bội phục với tư tưởng đổi mới phát triển kinh tế của ngài, kính mong sau này chủ tịch giúp đỡ công tác của tôi nhiều hơn, nói ra nhiều ý kiến phê bình. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, sau đó cắn răng nói, đặc biệt là chủ tịch phê bình công tác của tôi tin tưởng tôi có thể đón giải tránh ngắn, có được sự cầu tiến lớn hơn dưới sự giám sát của ngài. Nguyễn Chấn Nhạc nói xong những lời này mà không khỏi cảm thấy nóng mặt. Hắn còn chưa từng bao giờ có tình cảnh thấp kém thế này, không phải chỉ là thấp kém, thật sự là không biết xấu hổ. Giống như một người tát lên má trái của anh, sau đó anh lại điên cuồng chạy đến chủ động kéo tay người ta, dùng giọng đau khổ cầu xin người ta tiếp tục đánh lên má phải của mình một cái nữa. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nguyễn Chấn Nhạc nói ra những lời trung tâm, rõ ràng là đang bày tỏ sẽ tiến vào trong lòng Chủ tịch Vương. Mà những lời này làm cho chính Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy rất khó chịu. Vương Tử Quân sao không biết ý nghĩa lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt cười nói, Chủ tịch Nguyễn, gần đây tuyến tỉnh rất coi trọng sự phát triển của thành phố Rừng Mật. Nhưng Rừng Mật là tỉnh lỵ của Mật Đông, tôi hy vọng thành phố Rừng Mật không quá chờ đợi dựa dẫm, cần phải cố gắng bày ra con đường phát triển kinh tế của riêng mình. Chương 1887, 2, nghi ngờ lo dân. Tâm tình khác tận trách vì dân. Thông qua những ngày nghiên cứu khảo sát, tôi tin tưởng anh đã biết ưu thế của Rừng Mật là nằm ở chỗ nào. Dưới tình huống này Ủy ban Nhân dân thành phố nên nhanh chóng cho ra quy hoạch chỉnh thể cho bước phát triển tiếp theo, chỉ như vậy mới có thể cung cấp động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của Rừng Mật. Vương Tử Quân nói rồi nâng ấm trà lên rót đầy ly cho Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó nói tiếp, anh bây giờ là chủ tịch thành phố Rừng Mật. Vì vậy anh nên phụ trách với cán bộ nhân dân thành phố của mình, cố gắng làm tốt và làm thật mạnh các công tác cần thiết. Sau khi nói chuyện được hơn nửa giờ thì Cổ Dương nhanh chóng đi vào nói, Chủ tịch, đã đến giờ rồi, ngài đã hẹn với Bí Thư Sầm, lúc này ngài nên đi đến gặp Bí Thư Sầm. Nguyễn Chấn Nhạc đang suy nghĩ xem nên nói với Vương Tử Quân như thế nào, tuy lúc này hắn không muốn đi, thế nhưng cũng biết bây giờ mình không thích hợp ở lại. Thế là hắn vội vàng đứng lên nói, Chủ tịch Vương, ngài cứ bận rộn công tác, khi nào ngài có thời gian, mong ngài đến Rừng Mật thị sát công tác, chúng tôi chân thành hy vọng ngài có thể chỉ đạo nhiều hơn cho công tác của chúng tôi. Có thời gian rảnh tôi nhất định sẽ đi qua. Vương Tử Quân tiễn Nguyễn Chấn Nhạc ra đến cửa, khi hai bên bắt tay thì nói, Chủ tịch Chấn Nhạc, chúng ta xem như là bạn bè cũ, có chuyện gì anh cứ đến tìm tôi là được. Vương Tử Quân nói rồi cũng không chờ Nguyễn Chấn Nhạc lên tiếng, hắn trầm giọng nói với Cổ Dương, Cổ Dương, giúp tôi tiễn chân Chủ tịch Nguyễn,
Nguyễn Trấn Nhạc rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Lần này hắn đến tìm Vương Tử Quân căn bản có ý nghĩa như làm lễ đính hôn, nên cúi đầu thì nhất định phải cúi đầu. Nguyễn Trấn Nhạc tin tưởng với trí thông minh tài trí của mình, nhất định sẽ sáng tạo ra sự nghiệp. Nhưng hôm nay khi tiếp xúc với Vương Tử Quân thì hắn lại giống như nhận một đòn cảnh cáo. Vương Tử Quân tỏ ra rất khách khí với hắn, hơn nữa làm việc theo đúng lễ tiết, sự lễ tiết khách khí này luôn làm cho người ta có chút khó chịu. Động tác của Vương Tử Quân hôm nay cũng nói rõ vấn đề, đó là người ta căn bản không phải là ép mình, chỉ là độ nặng của mình còn chưa đủ. Chủ tịch Nguyễn, tôi cũng không tiễn ngài thêm nữa, Chủ tịch Vương bên kia còn có việc. Cổ Dương nói rồi đưa tay ra. Ha ha, trưởng ban Cổ cứ bận rộn công tác đi, có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Nguyễn Trấn Nhạc tuy cảm thấy Cổ Dương này đang cố gắng ra vẻ, thế nhưng hắn không dám tức giận. Sau khi nhiệt tình bắt tay Cổ Dương thì mới rời đi. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương cũng không còn ngồi ở trên chiếc ghế bên ban công. Tuy lúc này ánh nắng mặt trời vẫn rất đẹp, thế nhưng Sầm Vật Cương lại không có hào hứng phơi nắng. Sau khi thư ký đi vào dâng trà rồi lui ra, Vương Tử Quân mở miệng nói, Bí thư Sầm, hôm nay Ủy ban Cải cách báo cáo lên cho Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nói về hạng mục phát ly cung. Sầm Vật Cương hiểu rõ tình huống liên quan đến hạng mục phát ly cung, lão cười cười nói với Vương Tử Quân, phía Linh Long đã mời nhiều chuyên gia cho ra không ít luận chứng về phương diện xây dựng và phát triển phát ly cung. Vài ngày trước bọn họ còn mở hội chợ đầu tư, nhiều tập đoàn nước ngoài cảm thấy rất hứng thú với hạng mục này, tổng kết lại thì có hơn 10 tập đoàn tham gia. Vương Tử Quân biết rõ tin tức Sầm Vật Cương nói ra là thật, người hắn sắp xếp ở ban ngành thành phố Linh Long không phải có vị trí cực kỳ quan trọng, thế nhưng những chuyện thế này không là vấn đề, cho nên Vương Tử Quân cũng hiểu rõ tình huống. Nhưng Vương Tử Quân vẫn có cái nhìn không hay về phát ly cung, dù sao đây cũng là cảnh quan nhân tạo, hơn nữa khu di tích này có từ quá xa xưa, có người quan tâm đến du lịch hay không thì còn cần thực tế kiểm chứng. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, Bí thư Sầm, cho dù hạng mục phát ly cung có tương lai phát triển cực mạnh, thế nhưng có vài trình tự cũng nên tuân theo, không thể phạm pháp được. À, trình tự là rất quan trọng, đặc biệt liên quan đến vấn đề pháp luật, nhiều khi trình tự không hợp pháp sẽ dễ phát sinh vấn đề. Sầm Vật Cương nâng ly lên uông cạn rồi nói, nhưng này Chủ tịch Tử Quân, là một vị lãnh đạo đứng đầu Mật Đông chúng ta cần phải lo lắng cho nhân gian, cố gắng chức trách giúp dân làm giàu, cố gắng đẩy mạnh công tác, như vậy kinh tế địa phương mới thay đổi từng ngày được. Chúng ta cần giữ chặt phương hướng, phải giải phóng tư tưởng, dũng cảm đảm đương, nếu cứ lo trước sợ sau, do dự mãi sẽ bỏ qua thời điểm tốt để phát triển, kết quả sẽ càng tụt hậu. Sầm Vật Cương tuy không nói quá lớn thế nhưng giọng điệu lại rất có khí thế. Vương Tử Quân căn bản không thích cách nói chuyện thế này, thế nhưng lại không thể không thừa nhận Bí thư Sầm trò chuyện cực kỳ có khí thế. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi vẫn quyết định khuyên Sầm Vật Cương, hắn khẽ nói, Bí thư, hạng mục phát ly cung có thể nói sau, thế nhưng tôi cảm thấy hình thức phát triển của thành phố Linh Long thật sự khá nguy hiểm, bọn họ tuy đưa chân ra khá mạnh, thế nhưng bây giờ trọng điểm chủ yếu đặt lên phương diện bất động sản và năng lượng, hai phương diện này đều khá nguy hiểm. Tôi nghe nói bây giờ giá cả nhà đất ở thành phố Linh Long đã vượt qua khỏi con số 20 ngàn một mét vuông. Tử Quân, đây chỉ là hiện tượng cá biệt, không phải ở các nơi khác cũng có hiện tượng như vậy sao? Sầm Vật Cương khoát tay áo nói tiếp, chúng ta tuy muốn điều chỉnh nhưng càng về sau thì càng phải tôn trọng quy luật thị trường. Anh nói đến phương diện này, đây chính là vì kinh tế thành phố Linh Long quá nóng sốt, thế nên có quá nhiều nhà đầu tư mà thôi. Vương Tử Quân còn chuẩn bị tiếp tục lên tiếng thì Sầm Vật Cương đã khoát tay áo nói, Tử Quân, tôi chuẩn bị tiến hành phân công điều chỉnh phương diện liên lạc của các thường ủy, anh phụ trách liên lạc thành phố rừng mật, cứ giao phương diện liên lạc của thành phố Linh Long cho tôi là được. Sầm Vật Cương là người liên lạc với thành phố Linh Long, Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩa của nó là như thế nào. Thực tế chính là Sầm Vật Cương dùng hành động nói cho hắn biết, tôi là người trực tiếp liên lạc với thành phố Linh Long. Có tình huống gì sẽ không liên quan đến anh. Mặc dù Vương Tử Quân không thoải mái với quyết định này của Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn vẫn phải vui vẻ tiếp nhận. Dù sao thì Sầm Vật Cương cũng là bí thư tỉnh ủy, tất nhiên có ưu thế ở phương diện này. Bí thư Sầm, có ngài là người cầm lái thành phố Linh Long,
chúng tôi tất nhiên sẽ cảm thấy rất yên tâm. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta cũng không nên bỏ qua tình huống phát triển quá nhanh và quá mạnh của thành phố Linh Long. Lời dặn dò của Vương Tử Quân cũng không làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy không thoải mái, lão chỉ gật đầu cười nói, à, tôi biết rồi. Chương 1888, mạnh dễ rơi vào kẽ nứt. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà cảm thấy có chút buồn bực, hắn cũng không hiểu rõ tình huống kiếp trước của thành phố Linh Long tỉnh Mật Đông, thế nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một giáo viên, chủ yếu đặt tinh lực lên việc dạy học mà thôi. Nhưng Vương Tử Quân loáng thoáng biết rõ không bao lâu nữa sẽ có thay đổi không nhỏ, mà những thay đổi này mang đến lực ảnh hưởng rất lớn. Vương Tử Quân biết mình bàn với Sầm Vật Cương về thành phố Linh Long, tất nhiên Sầm Vật Cương không thích điều này, bây giờ Sầm Vật Cương lại tự mình liên lạc với thành phố Linh Long, căn bản đã tỏ thái độ quá rõ ràng. Thái độ này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy không thoải mái. Nhưng Sầm Vật Cương dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy. Rất nhiều chuyện Vương Tử Quân còn cần sự giúp đỡ của Sầm Vật Cương. Hơn nữa Vương Tử Quân căn bản không thể nhúng tay vào sự việc ở thành phố Linh Long, vì Miêu Dược Hổ và Đồ Phấn Đấu đều là người của Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân khẽ cắm tay vào túi quần, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, nhưng ngoài mặt hắn vẫn gật đầu với những người chào hỏi chung quanh. Sự việc được lãnh đạo đứng đầu một tỉnh coi trọng thì được tiến hành rất nhanh. 3 ngày sau Vương Tử Quân đã có được một bảng phân công liên lạc thường ủy đến từ tay của Văn Ngư Nhi. Tuy chỉ là một văn bản về phương diện phân công các thường ủy liên lạc với các thành phố trong tỉnh, thế nhưng cũng làm cho nhiều người nhân cơ hội này mà chạy về tỉnh. Sầm Vật Cương liên lạc với thành phố Linh Long, như vậy đám cán bộ thành phố Linh Long đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương càng thêm danh chính ngôn thuận. Còn Vương Tử Quân là người liên lạc với thành phố Rừng Mật. Thế nên đám cán bộ thành phố Rừng Mật chạy đến càng nhiều hơn. Kim Chính Thiện là thường ủy tỉnh ủy, tất nhiên không cần chạy tới chạy lui như những người khác, nhưng vì thể hiện sự tôn trọng Vương Tử Quân, hắn vẫn chạy đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chủ tịch, khi nào thì ngài có thời gian rảnh? Hôm nay tôi muốn mời ngài dùng cơm. Vì hai bên quá thân quen, thế cho nên Kim Chính Thiện trò chuyện với Vương Tử Quân đặc biệt tự nhiên. Vương Tử Quân nhìn Kim Chính Thiện rồi cười cười nói, Bí thư Kim, anh nên nói rõ sự việc, tôi cũng biết anh là hạng người gì, nếu như để anh kéo tôi đi dùng cơm, chỉ sợ tôi bị anh bán đi mất. Kim Chính Thiện nhìn bộ dạng tươi cười của Vương Tử Quân thì ra vẻ tức giận nói, Chủ tịch Vương, anh nói như vậy là không tin đồng chí tuyến dưới rồi. Ngài là thường ủy phụ trách liên lạc với thành phố Rừng Mật, tất nhiên phía thành phố Rừng Mật chúng tôi cũng phải mời lãnh đạo ngài nói vài câu cái chứ. Được rồi, nói chuyện khác đi, nói chuyện khác đi, nếu không cũng đừng trách tôi không nể mặt anh. Vương Tử Quân khoát tay áo với Kim Chính Thiện rồi thản nhiên nói. Chủ tịch Vương, thành phố chúng tôi cho ra một quy hoạch chỉnh thể, bây giờ kinh tế ngày càng trưởng phòng thì giàn giáo cho thành phố cũng ngày càng phải rộng ra. Vì 10 năm sau thành phố Rừng Mật không sinh ra tình huống hỗn loạn, chúng tôi chuẩn bị mở rộng khu đô thị mới. Kim Chính Thiện nói rồi lấy ra một tấm bản đồ nói, Chủ tịch Vương, mời anh xem, đây chính là quy hoạch khu đô thị mới của thành phố Rừng Mật. Tấm bản đồ được Kim Chính Thiện lấy ra cũng không lớn, thế nhưng lại tương đối tinh xảo, bên trong không những ghi rõ vị trí địa lý, còn dùng bút đỏ đánh dấu khu vực đô thị mới cần mở rộng. Nhìn qua tấm bản đồ này thì thấy khu đô thị mới còn lớn hơn cả vùng nội thành cũ. Vương Tử Quân nhìn tấm bản đồ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Bí thư Kim, anh nói tôi nghe xem, các anh chuẩn bị xây dựng khu đô thị mới này như thế nào? Chủ tịch Vương, vì đảm bảo chất lượng của khu đô thị mới, chúng tôi chuẩn bị lựa chọn thống nhất quy hoạch và xây dựng. Kim Chính Thiện nói rồi đưa tay lên bản đồ, Chủ tịch, anh xem, khu vực này chúng tôi chuẩn bị xây dựng làm trung tâm hành chính, bây giờ khu nội thành cũ đã khá rối loạn, chúng tôi chuẩn bị di rời trung tâm hành chính sang khu đô thị mới. Rời trung tâm hành chính, Vương Tử Quân biết rõ đây chính là trình tự mà nhiều địa phương chọn lựa để xây dựng khu đô thị mới, nhưng khi di rời thì cần bao nhiêu tiền. Hơn nữa di rời như vậy cũng không phải chỉ là khu văn phòng thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố mà thôi. Nhưng di rời trung tâm hành chính cũng có lợi, đó là một khi di chuyển thì khu đô thị mới sẽ được coi trọng hơn, sẽ càng thu hút được nhiều đầu tư. Chẳng qua có lợi cũng có hại, chưa nói đến những phương diện khác. Số tiền bỏ ra để xây dựng cũng không nhỏ.
Khi thấy Vương Tử Quân trầm ngâm thì Kim Chính Thiện cảm thấy trong lòng có vài phần lộp bộp. Một động tác lớn như vậy đối với thành phố rừng mật cũng là chuyện đại sự, nếu không có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, chỉ sợ một mình Kim Chính Thiện thúc đẩy sẽ là cố gắng hết sức mà chưa chắc có kết quả tốt nhất. Sau khi do dự giây lát thì Kim Chính Thiện nói tiếp, Chủ tịch, chúng tôi đã tổ chức hội nghị chuyên gia, lấy nhiều luận chứng, kết quả là có thể thực hiện được. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, tôi không thích nghe luận chứng của các anh, tôi biết rõ anh cần phải làm như thế nào. Bây giờ dân cư của thành phố rừng mật ngày càng nhiều, như vậy phương diện xây dựng giàn giáo của thành phố càng cần phải làm, thế nhưng cũng chưa nhất thiết phải xây dựng khu đô thị mới. Hơn nữa các anh còn phải xây dựng một khu vực hành chính mới, dễ dàng phát sinh tình huống lãng phí tài nguyên. Các anh làm quy hoạch cần phải hợp lý, dùng số tiền ít nhất để giải quyết vấn đề, đây chính là chuyện chúng ta cần phải làm. Kim Chính Thiện nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy có vài phần sợ hãi. Cho đến nay hắn đều tình nguyện đặt Vương Tử Quân ngang hàng với mình. Tuy vị trí và chức vụ của Vương Tử Quân là cao hơn, thế nhưng hắn là người kinh doanh nhiều năm ở Mật Đông, không phải là một người mới đến như Vương Tử Quân có thể so sánh được. Nhưng đến bây giờ Kim Chính Thiện mới cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và Vương Tử Quân. Chủ tịch, tôi cũng biết làm như vậy là quá nóng nảy. Thế nhưng bây giờ áp lực của thành phố rừng mật là rất lớn, ngài có thể đã nhìn qua báo cáo tài chính tháng vừa rồi của tỉnh, bây giờ thành phố Linh Long không những vượt qua chúng tôi, thậm chí số lượng còn kéo xa một khoảng cách lớn. Thành phố rừng mật là tỉnh lỵ, nếu tốc độ phát triển kinh tế hay chất lượng đô thị của Linh Long đều vượt qua rừng mật, như vậy áp lực của rừng mật sẽ là rất lớn. Kim Chính Thiện nói rồi không khỏi tiếp tục, tuy có rất ít người dám mở miệng nói này nọ với tôi. Thế nhưng có nhiều cán bộ bắt đầu nói gở, nói là ban ngành thành phố rừng mật căn bản không ra gì, không quyết đoán. Vương Tử Quân khoát tay áo với Kim Chính Thiện, tỏ ý cho Kim Chính Thiện ngồi xuống, sau đó mới nói, Bí thư Kim, ban ngành các anh có quyết đoán hay không thì đại đa số người có thể quyết định, không phải là người khác quyết định. Chúng ta phát triển kinh tế mới mục đích là gì? Chính là đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cho nên chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm vào phương diện phát triển kinh tế, cũng nên chú ý đến lũy thừa hạnh phúc của nhân dân. Tôi không phản đối xây dựng khu đô thị mới, thế nhưng làm việc gì cũng phải có trình tự, một miếng ăn không thể mập lên được, nếu quá gấp sẽ phát sinh vấn đề. Vương Tử Quân nói đến đây cũng không cho Kim Chính Thiện lên tiếng, hắn nghiêm mặt nói, cho nên tôi cảm thấy các anh nên kết hợp sự phát triển của xí nghiệp và khu đô thị mới, hình thành đường đi chính thức. Như vậy mới làm cho kinh tế rừng mật phát triển khỏe mạnh, có thể tiếp tục phát triển trong tương lai. Chủ tịch, chúng tôi quay về nhất định sẽ nghiên cứu thật kỹ chỉ thị của ngài. Kim Chính Thiện cười cười rồi nói sang chuyện khác, Chủ tịch, tối nay ngài có rảnh không? Tôi muốn mời ngài dùng cơm. Vương Tử Quân lúc này cũng muốn làm hòa hoãn quan hệ với Kim Chính Thiện, thế là hắn cười nói, tối nay có thời gian rảnh, anh muốn mời tôi dùng cơm sao? Không. Tôi chỉ là người tiếp khách, người chính thức muốn mời ngài dùng cơm là bố mẹ của Hiểu Bạch. Ngài là người quan tâm chăm sóc cho Hiểu Bạch, bố mẹ của Hiểu Bạch thấy rất rõ điều này, cũng không biết làm sao để cảm tạ ngài, thế cho nên muốn mời ngài dùng cơm. Kim Chính Thiện nói đến đây thì tiếp tục, ngài nhất định phải nể mặt tôi mới được, vì ngài không biết đâu, tôi bị vợ ép cho khốn khổ rồi. Vương Tử Quân nghe Kim Chính Thiện nói đến Triệu Hiểu Bạch thì cũng cười. Tuy tôi cảm thấy mình không làm quá nhiều chuyện, có vài phần hiềm nghi không công mà hưởng lộc, thế nhưng tôi đành phải uống vài ly để cứu anh ra khỏi bể khổ. Ha ha, tôi biết bố của Hiểu Bạch có giấu một chai rượu ngon đã hơn 20 năm, tôi đã nhiều lần gạt anh ấy, thế nhưng mãi mà không chịu bỏ ra. Lần này hai người chúng ta cần phải liên thủ để ép anh ấy lấy chai rượu ra mới được. Kim Chính Thiện nói làm cho Vương Tử Quân cười ha hả, hắn mở miệng trêu chọc tốt. Tôi sẽ là đồng lõa của anh. Đúng rồi, Hiểu Bạch công tác không có vấn đề, thế nhưng phương diện tâm lý thì sao? Triệu Hiểu Bạch đã tiếp tục vùi đầu vào công tác, Vương Tử Quân tuy có gọi điện thoại vài lần thế nhưng với vị trí hiện tại thì khó thể nào xuống huyện xem xét được. Kim Chính Thiện cười nói, tiểu tử này còn bận rộn hơn cả tôi, nói là sẽ đứng lên từ nơi vấp ngã, vài ngày trước còn chuẩn bị đón cả vợ con xuống huyện. Vương Tử Quân cười cười. Hắn không nói gì, thật lòng thì hắn khá thỏa mãn với biểu hiện của Triệu Hiểu Bạch. Chương 1889, một nghịch thì trì trệ, thuận thì cứng như xương.
Kinh tế thị trường là một con nước lớn mênh mông cuồn cuộn, nghịch thì trì trệ, thuận thì hóc xương. Những khu vực càng phát triển kinh tế thì càng đẩy mạnh xây dựng, có thể nói là các thành phố anh truy tôi đuổi, thành phố rừng mật có nhiệm vụ phát triển kinh tế khá gian khổ, thế nên Chủ tịch Vương à, thời gian cũng không chờ đợi con người. Kim Chính Thiện đi thế nhưng lời nói cuối cùng vẫn vang vọng bên tai, điều này làm cho Vương Tử Quân khó thể nào bình tĩnh lại. Mặc dù lúc này tạm thời Kim Chính Thiện bị Vương Tử Quân thuyết phục, thế nhưng Vương Tử Quân hiểu rõ Kim Chính Thiện sở dĩ cúi đầu nghe theo có liên quan đến vị trí của mình. Linh Long phát triển quá nhanh, điều này làm cho Kim Chính Thiện và cán bộ thành phố rừng mật áp lực không nhỏ, như vậy những thành phố khác có cảm nhận được áp lực hay không? Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống của các thành phố khác mà không khỏi có vài phần phiền muộn. Lúc này Sầm Vật Cương là người liên lạc với Linh Long, hơn nữa phương diện phân công đã nói quá rõ ràng, cho dù Vương Tử Quân có muốn nhúng tay vào cũng khó tìm được điểm phát lực. Đối với những văn kiện cần được phê duyệt thì chữ ký của Sầm Vật Cương cực kỳ có tác dụng, Vương Tử Quân biết rõ ràng điều này. Nghiêm Khâm Bình có thể đưa đến cho mình xem, thế nhưng hắn tin tưởng có không ít cán bộ không dám nói gì. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Văn Ngư Nhi cầm văn kiện đi vào. Khi thấy Vương Tử Quân thì nàng cười nói, Chủ tịch, đây là văn kiện của tỉnh ủy, mời ngài nhìn qua. Tuy đã vào mùa đông thế nhưng Văn Ngư Nhi vẫn mặc váy nhìn khá lung linh hấp dẫn. Vương Tử Quân nhìn gương mặt như chồi non xinh tươi của Văn Ngư Nhi, hắn thật sự cảm khái, thanh niên thật sự quá tốt. Bí thư Sầm, cung điện trung tâm của Phát Ly Cung được chúng tôi xây dựng theo đúng tiêu chí lịch sử. Ngài nhìn mà xem, gỗ này được chúng tôi mua từ các nước láng giềng, vì tìm được gỗ phù hợp mà Chủ tịch Miêu đã mất rất nhiều công sức. Đồ phấn đấu đội mũ bảo hộ chỉ vào một cây gỗ lớn dài hơn 20 mét nói. Vì xây dựng Phát Ly Cung theo đúng tiêu chí lịch sử, hơn nữa còn tăng lực hấp dẫn, phía thành phố Linh Long căn bản hô vang khẩu hiệu xây dựng đúng như nguyên bản. Sầm Vật Cương nhìn công trường sôi nổi mà không khỏi cảm thấy bị cuốn hút. Lão chỉ tay vào Phát Ly Cung rồi dùng giọng hứng thú nói, xây dựng hạng mục như Phát Ly Cung thì từ đầu đến cuối cần phải kiên trì một nguyên tắc, không những đảm bảo chất lượng công trình. Hơn nữa còn phải tái hiện sự hào hùng của thời đại năm xưa. Điểm này phấn đấu anh và dược hổ Sidanap phải tăng cường giám sát, nếu như chúng ta xây dựng công trình lịch sử mà có vấn đề ở phương diện an toàn, thậm chí còn kém cả cổ nhân, như vậy thật sự là đáng cười. Bí thư Sầm cứ yên tâm, chúng tôi có sắp xếp cực kỳ chặt chẽ ở phương diện an toàn. Lần này chúng tôi xây dựng Phát Ly Cung không những để cho công ty giám sát công trình tốt nhất tham gia, còn yêu cầu Cục Quản lý Chất lượng Công trình Xây dựng của thành phố điều động binh hùng tướng mạnh đến làm tốt công tác giám SST Phát Ly Cung. Đồ phấn đấu dùng giọng cực kỳ tự tin nói. Sầm Vật Cương gật đầu nói tốt, phương diện an toàn là không thể bỏ qua. Khi Sầm Vật Cương chuẩn bị tiến lên tham quan địa điểm tiếp theo, lúc này đồ phấn đấu khẽ gật đầu với Miêu Dược Hổ, thế là Miêu Dược Hổ cười nói, bí thư, có được một cây gỗ lớn như thế này là không dễ dàng. Trở từ phương Bắc về đây cũng mất nhiều công sức. Tôi nghe nói nước láng giềng có một quy củ, đó là trước khi xẻ gỗ thì phải có người đức cao vọng trọng viết lên chữ phúc, mong có được phúc khí. Tuy chúng tôi không đi theo phương diện mê tín phong kiến, thế nhưng đây là văn hóa của người ta, tôi cảm thấy tôn trọng nó cũng không có vấn đề gì. Bí thư Sầm, nếu có thể thì mong ngài cổ vũ cho chúng tôi một chút. Sầm Vật Cương nhìn đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ một trái một phải mỉm cười nhìn mình, sau đó lại thấy nhân viên công tác đưa giấy bút đến, lão sao không hiểu ý của hai người kia. Nhưng lão căn bản khá thỏa mãn với Phát Ly Cung, thế nên cũng không tức giận vì chuyện nhỏ nhặt này. Các anh rõ ràng là sắp xếp xong xuôi tư thế gậy ông đập lưng ông rồi. Sầm Vật Cương dùng ngón tay chỉ lên người đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ, sau đó cầm bút trên bàn, cẩn thận nhìn cây đại thụ phía bên kia. Sau đó múa bút viết xuống ba chữ cột trụ tài. Chữ rất đẹp, bút lực của bí thư ngày càng mạnh mẽ có lực, nếu như cây đại thụ này có linh, nhất định sẽ không phụ lòng khuyến khích của bí thư. Đồ phấn đấu là bí thư thị ủy Linh Long, tất nhiên là người có quyền lên tiếng, thế nên hắn cũng không keo kiệt từ ngữ ca ngợi của mình mà lớn tiếng nói. Miêu Dược Hổ còn định lên tiếng thì Sầm Vật Cương đã khoát tay nói, được rồi, hai anh nếu còn tiếp tục nói những lời nhảm nhí như vậy. Tôi cũng không có thời gian đi với hai anh. Đi thôi, chúng ta mới tham quan được một nửa, bây giờ đi đến nơi khác xem thế nào.
Sầm Vật Cương cũng không đi theo hành trình mà phía thành phố Linh Long thiết lập sẵn, trên đường đi liên tục tiến hành đột kích, thế nhưng dù lão đến chỗ nào cũng thấy khung cảnh xây dựng thật sự hào hứng náo nhiệt. Lúc này Sầm Vật Cương căn bản yên tâm hơn với tình huống của thành phố Linh Long. Sau khi quay lại khách sạn, Sầm Vật Cương nghỉ ngơi đơn giản một chút, sau đó gọi Đồ Phấn Đấu vào trong phòng, nghe Đồ Phấn Đấu nói về phương hướng phát triển Linh Long. Đồ Phấn Đấu là cán bộ theo chân Sầm Vật Cương lâu năm, tất nhiên phương diện báo cáo công tác rất cởi mở. Phấn Đấu, có khó khăn tài chính ở phương diện xây dựng Phát Ly Cung hay không? Sầm Vật Cương tuy cảm thấy vấn đề là không quá lớn thế nhưng vẫn trầm giọng hỏi. Bí thư Sầm, tôi nhớ ngài từng cho ra một bài phát biểu về quan niệm phát triển trên một hội nghị phát triển kinh tế, đó là cần phải dựng lên hai loại ý thức, một là bài trừ bảo thủ, quan niệm xưa cũ, dựng lên sự bao dung, hợp tác cùng phát triển thắng lợi, hai là bài trừ làm việc vì tiền, quan niệm tiếc vay kỹ nợ, dựng nên kinh tế thị trường, kinh doanh tư bản. Những năm qua chúng tôi luôn cố gắng đi theo tinh thần chỉ thị của ngài. Hạng mục Phát Ly Cung cũng không làm khó được thành phố Linh Long chúng tôi, chưa nói đến phương diện các công ty đầu tư vào hạng mục này tỏ ra rất tích cực, cho dù thành phố Linh Long dùng tài chính để xây dựng Phát Ly Cung, đây cũng không phải là sự việc gì khó khăn. Đồ Phấn Đấu nói bằng giọng điệu cực kỳ tự tin, hơn nữa hắn cũng có cơ sở để tự tin, vì tiền thuế tháng trước ở thành phố Linh Long căn bản vượt mặt rừng mật khá nhiều. Trong năm nay thành phố Linh Long chủ yếu thăng cấp chỉ tiêu phát triển kinh tế, tin chiến thắng các hạng mục lớn liên tục được báo về, diện mạo thành phố biến đổi từng ngày. Chỉ sau 2 năm thì thành phố Linh Long có thể tiến vào giai đoạn phát triển mới, nhưng bây giờ vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết. Ví dụ như phương diện xây dựng cơ sở của thành phố vẫn còn phát triển khá chậm, căn bản vẫn còn sự cách biệt lớn với các thành phố phát triển khác. Tài chính của các anh là tài phú của cả thành phố. Khi các anh dùng tiền thì nên chú trọng vận dụng nhiều vào nhân dân, đây mới là lấy dân làm gốc, công tác vì dân. Sầm Vật Cương cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời của Đồ Phấn Đấu, thế nhưng lại cảm thấy bộ hạ cũ của mình có chút kiêu ngạo, không gõ đầu mà được sao. Vì vậy Sầm Vật Cương không khách khí vung cây gậy của mình. Chương 1889, 2, nghịch thì trì trệ, thuận thì cứng như xương. Đồ Phấn Đấu bị Sầm Vật Cương gõ cũng không có gì là khó chịu. Dù sao đối với hắn thì bí thư Sầm càng dạy bảo càng quan tâm đến mình. Bí thư, tôi sai rồi, tôi không nên mở miệng quá mức như thế. Đồ Phấn Đấu vừa chú ý châm đầy ly trà cho Sầm Vật Cương, vừa dùng giọng cẩn thận nói, bí thư Sầm, tôi nghe nói thành phố rừng mật chuẩn bị đẩy mạnh xây dựng đô thị mới có phải không? Sầm Vật Cương cũng nghe qua thông tin này, thế nhưng còn chưa nghe Kim Chính Thiện báo cáo chi tiết cụ thể. Sau khi nghe Đồ Phấn Đấu mở miệng thì lão dùng giọng từ chối cho ý kiến nói, Phấn Đấu, các thành phố đều có ưu thế tài nguyên của mình, tôi cổ vũ các nơi nhập ra tùy tục ở phương diện phát triển kinh tế mà không phải là cố gắng làm cho lớn chuyện. Cổ nhân đã nói quá rõ ràng, quất ở Hoài Nam là quất, quất ở Hoài Bắc là quýt, anh cần gì phải đỏ mắt vì chuyện của thành phố rừng mật. Bọn họ làm như thế nào thì đó là chuyện của người ta, bây giờ anh nên làm tốt công tác của mình. Chính mình nhìn vào vườn nhà mình, không nên cứ mãi nhìn sang nhà hàng xóm. Bí thư, tôi biết rõ điều này, thế nhưng chúng tôi luôn xem thành phố rừng mật là mục tiêu truy đuổi. Bây giờ tuy vượt qua thành phố rừng mật, thế nhưng nhất thời ý nghĩ này còn chưa kịp thay đổi. Đồ Phấn Đấu vươn tay ra cười nói, bí thư, tôi rõ ràng là nói theo thói quen. Hừ, anh đang cảm thấy không phục sao? Sầm Vật Cương dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Đồ Phấn Đấu. Sau đó nói thẳng, anh có phải cảm thấy Kim Chính Thiện là thường ủy tỉnh ủy, còn mình không phải thường ủy tỉnh ủy có phải không? Đồ Phấn Đấu cũng không che giấu, hắn hừ hừ hai tiếng rồi nói, bí thư Sầm, tôi căn bản cũng biết rõ năng lực của Kim Chính Thiện, anh ta có thể là thường ủy tỉnh ủy, vì sao tôi không muốn tiến lên? Nếu như giao rừng mật vào tay tôi, chỉ sợ khu đô thị mới đã được xây dựng từ lâu rồi, còn anh ta thì mãi đến bây giờ mới dám có ý nghĩ như vậy. Sầm Vật Cương không nói gì, lão nghĩ đến lời nói của Đồ Phấn Đấu, nếu như giao rừng mật cho Đồ Phấn Đấu, biết đâu công tác kia đã thành công rồi. Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên ý nghĩ như vậy, thế nhưng ngay sau đó lại vứt ra khỏi đầu. Dù sao Kim Chính Thiện cũng là thường ủy tỉnh ủy, muốn thay đổi vị trí của người này là không dễ dàng gì. Thành phố Linh Long các anh phát triển thế nào thì tỉnh ủy thấy rõ ràng, dù là thượng cấp cũng thấy rõ ràng.
Trước đó tôi đã liên lạc với các đồng sự của mình, bọn họ chú trọng sự phát triển của Linh Long, đang cho ra nhiều chuyên đề nghiên cứu, đến khi đó các anh nên chú ý phối hợp để tạo ra danh tiếng cho mình. Tạo danh tiếng, Đồ Phấn Đấu căn bản biết rõ điều này, bản thân hắn cũng là một cao thủ tự tạo danh tiếng, bây giờ Bí Thư Sầm nói như vậy thì hắn càng hiểu rõ ràng hơn. Trước kia Đồ Phấn Đấu cảm thấy vị trí phó bộ với mình là chuyện quá dễ dàng, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy cực kỳ bức thiết. 2 năm qua hắn có nhiều cơ hội thế nhưng kết quả luôn là thất bại trong gang tấc. Đồ Phấn Đấu biểu hiện không cho là đúng với kết quả như vậy, thế nhưng thật lòng thì bị đả kích rất mạnh. Bây giờ thành phố Linh Long đã phát triển vượt qua thành phố rừng mật, nếu như có thể mở rộng danh tiếng và lực ảnh hưởng, như vậy tin chắc sau đó quyền lên tiếng của thành phố Linh Long trong tỉnh sẽ được đề cao. Cho dù Linh Long không được thăng cấp, Đồ Phấn Đấu là bí thư thị ủy Linh Long kiêm thường ủy tỉnh ủy cũng là chuyện bình thường. Mong Bí Thư Sầm yên tâm, thành phố Linh Long nhất định sẽ không làm ngài mất mặt. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì khẽ nói, Bí Thư, 2 ngày trước tôi có về thủ đô chạy hạng mục, nghe nói thượng cấp rất hài lòng với mật đông chúng ta, cố ý để cho ngài tiến lên nắm một khối kinh tế khác. Đây chỉ là tin tức vỉa hè mà thôi, cũng đừng quan tâm đến lời nghị luận của người ta, người khác có thể nói sao cũng được, nhưng anh nên chú trọng lời nói của mình. Sầm Vật Cương đã biết được tin tức này, vì vậy lão thầm cảm thán có nhiều thứ khó thể giữ bí mật, đồng thời cũng không khỏi mở miệng cho ra lời phê bình, tôi hy vọng còn tiếp tục được cống hiến cho sự phát triển của mật đông. Đồ Phấn Đấu tỏ thái độ xong thì tỏ ra càng thêm vui vẻ, Sầm Vật Cương nhìn gương mặt của Đồ Phấn Đấu mà không nói gì thêm. Trong chương trình thời sự buổi tối của tỉnh Mật Đông, Bí Thư Tỉnh ủy Sầm Vật Cương đến kiểm tra giám sát công tác của thành phố Linh Long. Đồng thời cũng tổ chức hội nghị cán bộ cấp cục của thành phố Linh Long, trên hội nghị, Bí Thư Sầm cho ra lời khẳng định đầy đủ với cán bộ thành phố Linh Long, cũng yêu cầu các cán bộ thành phố Linh Long đồng tâm hiệp lực, cho ra nhiều cống hiến vì sự phát triển của Linh Long. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hăng hái của Sầm Vật Cương, vẻ mặt hắn có thêm vài phần nghiêm túc. Những ngày qua hắn ít khi đến thành phố Linh Long, thế nhưng lại có chút lo lắng về tin tức công trình ở Linh Long mọc lên như nấm. Anh đoán xem hôm nay ai đến đơn vị của em? Mạc Tiểu Bắc đặt một dĩa hoa quả trước mặt Vương Tử Quân, gương mặt xinh đẹp treo nụ cười thản nhiên. Vương Tử Quân dùng tăm cắm một miếng táo đưa lên miệng rồi cười híp mắt nói, có phải là Bí Thư Lâm không? Vương phu nhân được lãnh đạo khích lệ có phải không? Hừ, anh mở miệng ra là Bí Thư Lâm, tôi thấy anh chỉ nghĩ đến khuê nữ bảo bối Lâm Dĩnh Nhi của Bí Thư Lâm mà thôi. Mạc Tiểu Bắc trừng mắt với Vương Tử Quân rồi giả vờ cả giận nói. Vương Tử Quân lúc này thật sự sinh ra xúc động muốn gõ vào đầu mình, chính mình không phải đang vạch áo cho người xem lưng sao. Vừa rồi vợ đang vui vẻ, sao lại nói đến Bí Thư Lâm? Anh thông minh thế mà không biết gì, em nói cho anh biết, là Tào Chân Nhi tìm đến gặp em. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì ngẩng đầu thật cao như một con phượng hoàng kiêu ngạo. Trong cảm giác của Vương Tử Quân thì Mạc Tiểu Bắc luôn tỏ ra an phận, thế nhưng biểu hiện hôm nay quá mất tiêu chuẩn. Cô ấy tìm đến gặp em một lần, có đáng để em hưng phấn như vậy không? Hừ, anh thì biết gì, hai người chúng em ngoài những lúc gặp gỡ thì ai cũng khinh thường phản ứng của người còn lại. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì hừ mũi một tiếng nói, thói quen này bắt đầu từ khi em học tiểu học rồi. Thật sự là thù sâu. Khi Vương Tử Quân đang buồn cười thì Tiểu Bảo Nhi đã chạy đến phê bình Mạc Tiểu Bắc, mẹ, như vậy là không đúng, cô giáo nói cùng là bạn học với nhau, không nên tính toán chi ly, lòng dạ khoáng đạt mới là đàn ông đích thực. À, con quên mất, mẹ là phụ nữ. Vương Tử Quân nhìn gương mặt biến thành màu đen của Mạc Tiểu Bắc mà không khỏi cười phá lên ha ha. Lúc này hắn nghĩ đến Nguyễn Chấn Nhạc, vợ của Nguyễn Chấn Nhạc đi đến chỗ làm của vợ mình, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dặn dò Mạc Tiểu Bắc, nếu là như vậy, Tào Chân Nhi có thể chủ động đến tìm em nên chú ý phong độ. Mạc Tiểu Bắc bây giờ đi làm không còn phải ngồi xe của đơn vị. Khi xí nghiệp trong tay Tần Hồng Cẩm càng phát triển lớn mạnh, cổ phần của Mạc Tiểu Bắc càng có giá trị. Dù bây giờ nàng có mua xe gì cũng không là vấn đề, thế nên căn bản không quá quan tâm đến chuyện xe cộ. Chào Giám đốc Mạc. Chào Giám đốc Mạc. Nhân viên thư viện thấy Mạc Tiểu Bắc thì đều cung kính chào hỏi. Mạc Tiểu Bắc không những là đệ nhất mỹ nữ của thư viện tỉnh, còn là phó giám đốc thư viện,
còn có một thân phận chói sáng, phu nhân của chủ tịch Vương. Chỉ với thân phận cuối cùng cũng đủ cho nàng hoành hành ngang dọc thư viện tỉnh Mật Đông. Nhưng Mạc Tiểu Bắc lại rất ẩn nhẫn, rất nhiều chuyện cơ bản là mặc kệ không hỏi. Nàng tỏ thái độ như vậy làm cho nhân viên thư viện càng cảm thấy có khí thế, càng siêu việt. Chương 1890, một đứng dưới bóng cây hưởng bóng mát. Giám đốc Mạc, đây là sắp xếp công tác của ngài ngày hôm nay. Mạc Tiểu Bắc vừa mới đặt cặp xuống, chuẩn bị mở máy tính thì một cô gái hơn 20 tuổi với gương mặt còn vài cái mụn thanh xuân nhanh chóng đi đến bên cạnh nói với Mạc Tiểu Bắc. Tiểu Trung, tôi đã nói rồi, cứ nói miệng với tôi về sắp xếp công tác trong ngày là được, cũng không cần phải đánh máy ra làm gì. Mạc Tiểu Bắc khẽ cười nói với cô gái. Cô gái kia cũng không quá gò bó trước mặt Mạc Tiểu Bắc, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó dùng giọng nghịch ngợm cười nói, chị Tiểu Bắc, nếu tôi dám làm thế thì sẽ bị giám đốc mắng, lần trước em ngồi uống nước đối diện với chị thì bị ông ấy mắng vài ngày. Cô gái tên Tiểu Trung là thư ký của Mạc Tiểu Bắc, dựa theo cấp bậc của Mạc Tiểu Bắc thì căn bản chưa đến mức có thư ký riêng, tất nhiên chuyện này có thể thay đổi, coi như đó là nhân viên liên lạc vậy. Trong thư viện vốn không có việc gì, thế cho nên ngay cả giám đốc thư viện cũng không có thư ký, nhưng vị giám đốc thư viện kia lại cho Mạc Tiểu Bắc một thư ký, nói là đảm bảo quản lý tốt thời gian công tác của giám đốc Mạc. Giám đốc thư viện nói đàng hoàng như vậy thế nhưng Mạc Tiểu Bắc hiểu ý nghĩa thật sự của nó nằm ở đâu, vì thế nàng đã từ chối vài lần. Thế nhưng vị giám đốc thư viện thật sự quá linh hoạt, thay đổi chức vụ của Tiểu Trung, từ nhân viên phụ trách liên lạc thành người chuyên phụ trách công tác của giám đốc Mạc. Mạc Tiểu Bắc căn bản không làm gì được vị giám đốc thư viện thậm chí còn muốn đưa mình lên để thờ phụng như thế này. Nếu nói không cần thư ký thì người ta sẽ sửa làm nhân viên liên lạc, nếu nói không cần nhân viên liên lạc, người ta sẽ đổi thành nhân viên phụ trách sắp xếp công tác, như vậy anh còn làm gì được. Thế nên Mạc Tiểu Bắc cười khổ một phen, sau đó đành để mặc người ta sắp xếp. Mạc Tiểu Bắc cầm lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trên ghi hai hàng hành trình. Nhưng hành trình này chủ yếu cũng đi lại trong thư viện, thực tế nói một tiếng là được. Được rồi, tôi biết rồi. Mạc Tiểu Bắc khoát tay chặn lời Tiểu Trung rồi nói. Tiểu Trung là một cô gái còn trẻ, thế nên có tính cách căn bản không quan tâm đến nhiều vấn đề, thích nói chuyện với Mạc Tiểu Bắc. Nhưng bên ngoài còn có một vị giám đốc thư viện nhìn vào chằm chằm, thế cho nên nàng cũng không dám ở bên cạnh Mạc Tiểu Bắc quá lâu. Khi chuẩn bị rời đi thì Tiểu Trung khẽ nói. Giám đốc Mạc, người phụ nữ hôm qua đến tìm chị hôm nay lại tới, bây giờ còn đang chờ chị trong phòng khách. Chị xem hôm nay có thời gian không? Mạc Tiểu Bắc suốt ngày cơ bản đều có thời gian, Tiểu Trung hỏi như vậy thật ra chỉ có một mục đích, đó là muốn xem Mạc Tiểu Bắc có muốn gặp người ta hay không. Hôm qua hai bên gặp mặt nhau, thái độ của Tào Chân Nhi làm cho Mạc Tiểu Bắc rất vui, thế nhưng hôm nay Tào Chân Nhi lại đến, điều này làm cho Mạc Tiểu Bắc có chút phản cảm. Tào Chân Nhi đến làm gì, Mạc Tiểu Bắc biết rất rõ. Tuy nàng không quan tâm đến nhiều chuyện chính sự, thế nhưng lại là một người thông minh, Tào Chân Nhi không nói gì nhưng nàng lại hiểu rõ ràng, Tào Chân Nhi muốn thông qua quan hệ với mình để làm giảm bớt tình cảnh xấu hổ của Nguyễn Chấn Nhạc vào lúc hiện tại. Em mời cô ấy vào đây, Mạc Tiểu Bắc do dự giây lát rồi khẽ nói. Tiểu Bắc, chị có bận rộn gì không? Tào Chân Nhi vừa vào cửa thì nở nụ cười vui vẻ chào hỏi. Mạc Tiểu Bắc nhìn Tào Chân Nhi mặc áo lông màu xám với gương mặt tràn đầy nụ cười, nàng trầm ngâm giây lát rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện nói, mời chị ngồi. Hôm nay chị có thời gian không? Tôi nghe nói ở khu trung tâm vừa mới mở một trung tâm thương mại, có bán nhiều quần áo trẻ em rất đẹp. Sau khi nhận ly nước trà từ Tiểu Trung, Tào Chân Nhi khẽ cười lên tiếng đề nghị với Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc cảm ứng được sự nịnh nọt của Tào Chân Nhi. Tuy nàng không thích nhưng ngoài miệng cũng chỉ có thể dùng giọng qua loa nói, hôm nay tôi cũng có nhiều công tác, tôi thấy nên để lần khác thì hay hơn. Được rồi, khi nào thì chỉ có thời gian gọi điện thoại cho tôi. Tôi đến Mật Đông thật sự là suốt ngày không biết làm gì, nếu không thì tôi đến thư viện tỉnh công tác làm bạn với chị được không? Tào Chân Nhi chớp mắt khẽ nói. Mạc Tiểu Bắc không giỏi phương diện liên hệ với người khác, càng vào tình cảnh này thì nàng càng thích giữ gương mặt lạnh lùng hơn. Sau khi có Tiểu Bảo Nhi thì tính tình của nàng có chút thay đổi, đã thoải mái hơn một chút. Vương Tử Quân cảm thấy chuyển biến này thật sự làm cho mình mở rộng tầm mắt, nhưng trước mặt người ngoài, đặc biệt là đối diện với những người không thích,
Mạc Tiểu Bắc căn bản vẫn là đánh chết cái nết không chừa. Sau khi nói chuyện với Tào Chân Nhi hơn 20 phút, Tào Chân Nhi rời đi với bộ dạng vẫn còn chưa thỏa mãn, sau đó Mạc Tiểu Bắc gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ở bên kia đang bàn luận với Trương Tề Bảo, sau khi nghe Mạc Tiểu Bắc nói như vậy thì không khỏi nở nụ cười, nhưng hắn cũng thông cảm cho sự bất đắc dĩ của Tiểu Bắc. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, em là bạn học của Tào Chân Nhi, người ta đi vào mật đông thì em cũng nên chiêu đãi một chút, hôm nào đó chúng ta mời bọn họ dùng cơm. Anh tình nguyện dùng cơm với bọn họ sao? Mạc Tiểu Bắc biết rõ gút mắc giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, biết rõ trong lòng chồng mình cũng không thích Nguyễn Chấn Nhạc. Vương Tử Quân cười nói, chỉ là một bữa cơm mà thôi, chúng ta sao lại không có được chút trí tuệ như vậy chứ? Hừ, còn cái gì mà trí tuệ? Em thấy anh sợ Nguyễn Chấn Nhạc ở bên này bị ép quá nặng nề, như vậy anh sẽ khó nói với lãnh đạo tuyến trên mà thôi. Mạc Tiểu Bắc nói xong thì cười một tiếng, em sẽ sắp xếp, anh nhất định phải đến. Sau khi cúp điện thoại của Mạc Tiểu Bắc thì Vương Tử Quân suy nghĩ về những lời nói vừa rồi của vợ mình. Mạc Tiểu Bắc giễu cợt một câu thật sự vạch trần tâm tư của Vương Tử Quân, hắn sở dĩ muốn mời cơm Nguyễn Chấn Nhạc, cũng không phải là vì thái độ của Nguyễn Chấn Nhạc, chủ yếu là vì chính mình cần như vậy. Dưới nhiều tình huống Vương Tử Quân thích làm một người rộng rãi sảng khoái, nhưng có một số việc hắn cảm thấy mình khó thể nào bỏ qua chuyện cũ, trong lòng vẫn có tính toán chi ly. Ví dụ như sự việc của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn mặc dù không thúc đẩy người bên dưới, thế nhưng cũng tuyệt đối không nói tốt cho Nguyễn Chấn Nhạc. Bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc tìm đến mình, bộ dạng thỉnh cầu mình giúp đỡ, Vương Tử Quân thật sự cũng không muốn quan tâm, thế nhưng hắn không quan tâm lại có thể làm cho tuyến trên sinh ra ý nghĩ không hay. Chương 1892, đứng dưới bóng cây hưởng bóng mát. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc bây giờ không còn là người phát triển mạnh mẽ và có tương lai tươi sáng như năm xưa, thế nhưng vẫn là nhân vật tân sinh của Nguyễn gia, có được sự chú ý của nhiều người. Nếu như Nguyễn Chấn Nhạc không tìm đến mình, hắn có thể tùy ý người này, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc đã bày tỏ thái độ, nếu như hắn là chủ tịch mà không giúp đỡ một chút, chỉ sợ sẽ là người bị chỉ trích. Dù sao thì con người cũng thường đồng tình với kẻ yếu thế. Chủ tịch, tôi cảm thấy Chủ tịch Tần Hoài Trung của thành phố Thanh Chuyên rất không tồi, anh ấy có năng lực công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, hơn nữa lại là người đáng tin. Trương Tề Bảo đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ lên tiếng đề nghị. Tần Hoài Trung để lại cảm giác không tệ cho Vương Tử Quân, hắn nhìn Trương Tề Bảo, cũng không nói gì. Hoài Trung là người có năng lực mạnh, tâm tư tiến lên cũng mạnh, hơn nữa có thể nhìn rõ ràng đi thế nào là bất lợi cho mình. Trương Tề Bảo đã nhắc đến Tần Hoài Trung thì không thể không tiếp tục giải thích. Hoài Trung rất tốt, cho anh ấy tiến lên cũng không có gì là không đúng, tôi vốn để cho Chủ tịch Hà tự đề cử, thế nhưng anh ấy lại có vài phần cố kỵ. Tề Bảo anh chuẩn bị một chút, lát nữa tổ chức họp thì anh đẩy Tần Hoài Trung tiến lên. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi nói với Trương Tề Bảo. Sử dụng Tần Hoài Trung thật sự có nhiều chỗ tốt, Trương Tề Bảo không nói thế nhưng lại biết rất rõ ràng. Thư ký trưởng của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tất nhiên là người theo sát Chủ tịch tỉnh, tuy Tần Hoài Trung là đối tượng được Hà Kiến Trương coi trọng, thế nhưng trong mắt người ngoài thì Hà Kiến Trương không phải là người của Chủ tịch Vương sao. Hơn nữa tuổi thọ của Hà Kiến Trương đã là quá lớn, chỉ có thể tiếp tục duy trì công tác được vài năm thì phải lui xuống. Vương Tử Quân còn quá trẻ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Tần Hoài Trung. Chỉ cần là người có đầu óc thì cũng biết theo sát một vị lãnh đạo như Chủ tịch Vương sẽ có tương lai vô hạn. Bao dung mới có tương lai phát triển được. Vâng, Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân thuận theo ý kiến của mình thì cảm thấy rất vui mừng. Hắn có thể dùng 2 năm để từ vị trí phó thư ký trưởng tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh, thật sự là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu người, người giúp đỡ hắn vượt qua không gian kia chính là Chủ tịch Vương. Trước kia khi còn là thư ký trưởng thì Trương Tề Bảo chỉ nghĩ mình tiến lên một bước nữa sẽ về hưu, thế nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn đã càng thêm phong phú. Hắn biết rõ con đường của mình đã liên hệ rất chặt với Chủ tịch Vương, chỉ cần Chủ tịch Vương tiếp tục tiến lên thì tương lai của mình càng thêm rộng lớn. Vì vậy Trương Tề Bảo bây giờ tuy không còn là thư ký trưởng, thế nhưng hắn lại càng toàn tâm toàn ý suy xét cho Vương Tử Quân. Nếu để cho Tần Hoài Trung làm thư ký trưởng, như vậy vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên sẽ bị bỏ trống. Vương Tử Quân suy xét giây lát rồi nói sang chuyện khác, Tề Bảo, tối hôm nay có nhiệm vụ tiếp đãi,
anh đi thay tôi một chút, vì hôm nay nhà tôi có khách. Vâng, chủ tịch, Trương Tề Bảo có chút sững sốt, chủ tịch Vương sao lại nói với mình như vậy, có phải là có ý gì khác? Khi Trương Tề Bảo đang do dự thì Vương Tử Quân đã nói, vốn chuẩn bị cho anh tiếp khách, thế nhưng có quá nhiều người cũng không hay. À, vợ của Nguyễn Chấn Nhạc là bạn học cũ của Tiểu Bắc nhà tôi, người ta đã đến mật đông, tôi dù thế nào cũng phải mời người ta một bữa cơm. Trương Tề Bảo nhìn nụ cười như nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân, hắn không khỏi lóe lên nhiều ý nghĩ, thế nhưng cuối cùng vẫn cười nói, điều này là đương nhiên. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không tính là rảnh rỗi, dù sao hắn là chủ tịch thành phố rừng mật, có nhiều chuyện cần nghe báo cáo. Thế nhưng hắn cảm thấy rất khó hiểu vì người đến báo cáo căn bản không quá nhiệt tình với chỉ thị của hắn. Nếu nói đám người kia đến xin chỉ thị, không bằng nói rằng bọn họ đang đến thông báo tin tức. Ví dụ như trưởng phòng Mã phòng nông nghiệp đến cung kính báo cáo công tác, Nguyễn Chấn Nhạc có vài phần kinh nghiệm ở phương diện nông nghiệp, thế nên cho ra vài chỉ thị. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy sự việc này rất bình thường, nhưng một sự việc bình thường lại không bình thường. Vì sau khi nghe xong chỉ thị thì vị cục trưởng Mã kia có nói một câu, chủ tịch Trần cũng cho ra chỉ thị ở phương diện này. Lãnh đạo đứng đầu nói 102, lãnh đạo thứ hai lấy phục tùng lãnh đạo làm thiên chức, đây hầu như là câu nói cửa miệng trong quan trường. Nguyễn Chấn Nhạc thấy chủ tịch Trần kia là phó chủ tịch chủ quản nông nghiệp, thế nhưng chính và phó một khi có sự khác nhau, khi đó người làm cấp phó phải phục tùng chỉ thị, không có gì để nói thêm. Nhưng vị chủ tịch chủ quản nông nghiệp kia không tuân theo quy củ, biết rõ mình có chỉ thị mà vẫn còn lộ ra quan điểm, không phải là có vấn đề sao? Nhìn từ căn bản thì chủ tịch Trần cho ra chỉ thị cũng không cao minh hơn Nguyễn Chấn Nhạc, vị phó chủ tịch kia được phân công nông nghiệp, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Người kia có thể nói như vậy, Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên thấy rõ những gì cất giấu bên trong. Nói cho cùng thì không phải người ta cảm thấy độ nặng lời nói của chủ tịch Trần còn nặng hơn mình sao? Nguyễn Chấn Nhạc là một người cường thế, hắn đối mặt với chuyện này thì trầm ngâm giây lát, sau đó cũng rộng lượng nói một câu tôi còn chưa quen thuộc tình huống, trước tiên cứ dựa theo chỉ thị của chủ tịch Trần là được. Nếu Nguyễn Chấn Nhạc là chủ tịch Hải Bắc, như vậy lời nói như thế này căn bản là có ý chí rộng lớn, sảng khoái với cấp dưới. Nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc còn chưa đứng vững bàn chân. Không, phải nói là vị trí của hắn rất đáng xấu hổ, cứ cưỡng ép thì trở thành trò cười. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không có lựa chọn nào khác, dù hắn có kiên trì ý kiến của mình, chỉ sợ cũng không có gì hay, thậm chí còn bị người ta nhân cơ hội để châm ngòi này nọ. Năm xưa Vương Tử Quân làm chủ tịch thành phố thì có tình cảnh thế nào? Nguyễn Chấn Nhạc gãi gãi đầu, nghĩ đến tình cảnh năm xưa mình đến hái quả và đẩy Vương Tử Quân đến La Nam. Khi đó thế cục của Vương Tử Quân cũng là không tốt hơn mình, thế nhưng Vương Tử Quân lại làm rất tốt. Chính mình đến Mật Đông có phải là nhầm đường rồi không? Bây giờ hắn không còn trợ lực gì ở thủ đô, bên dưới càng không có căn cơ, hơn nữa Kim Chính Thiện lại căn bản là một người không có thiện cảm gì, điều này làm cho hắn cảm thấy triển khai mở rộng công tác là cực kỳ khó khăn. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Nguyễn Chấn Nhạc cầm điện thoại bấm nút nghe. Chợt thấy vợ dùng giọng kích động nói, vừa rồi Mạc Tiểu Bắc có gọi điện thoại đến, nói là vợ chồng bọn họ chuẩn bị mời chúng ta dùng cơm tối, nói là hoan nghênh chúng ta đến Mật Đông. Chương 1891, Chính Thiện Bất Hiếu Thiện. Em nói cái gì? Nguyễn Chấn Nhạc tuy nghe rõ ràng nhưng vẫn không nhịn được phải lớn tiếng nói. Mạc Tiểu Bắc nói là Vương Tử Quân muốn mời chúng ta dùng cơm tối, nói là mở tiệc đón gió tẩy trần, hoan nghênh chúng ta đến Mật Đông. Tào Chân Nhi có thể hiểu được tâm tư kích động của chồng mình vào lúc này, dù sao thì tin tức này thật sự là mưa rào ngày hạn đối với Nguyễn Chấn Nhạc. Tốt, tốt, tốt quá. Nguyễn Chấn Nhạc nói liên tục ba chữ tốt, sau đó mới tỉnh táo lại, Chân Nhi, em nên chuẩn bị một chút, mau đưa bình rượu ngon mà chúng ta đã chuẩn bị sang nhà anh ấy. Sau khi đặt điện thoại xuống thì tâm tình của Nguyễn Chấn Nhạc chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu suy tư xem vì sao Vương Tử Quân lại mời mình dùng cơm, không phải là người kia có câu trả lời chân thành với mình sao? Nguyễn Chấn Nhạc không phải là một người ngốc nghếch, hắn chậm rãi suy đoán, sau đó nhanh chóng tìm ra tâm tư của Vương Tử Quân. Chính mình cũng không phải là một người không có chủ kiến, nếu như mình không cầu cạnh Vương Tử Quân, tất nhiên Vương Tử Quân không quan tâm đến mình là bình thường. Nhưng bây giờ vợ chồng mình đã ném thể diện ra bên ngoài. Nếu như Vương Tử Quân không cho ra câu trả lời,
chỉ sợ sẽ bị người ta phản ánh. Với vị trí và độ tuổi của Vương Tử Quân hiện tại, nhìn vào toan tính của người này, có thể thấy bây giờ người này cực kỳ sảng khoái. Thậm chí có thể nói Vương Tử Quân chỉ cần phạm vào sai lầm không quá lớn, tương lai sẽ phát triển cao độ. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến phương diện những gì mình vất vả muốn có được chỉ là một chiếc lông chim mà Vương Tử Quân có thể tùy ý vứt đi, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ ảm đạm. Dù sao hắn cũng là một người có niềm kiêu ngạo, bây giờ niềm kiêu ngạo của mình chỉ đổi lấy một cái lông chim của người ta, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy xấu hổ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Rừng Mật đi vào. Thư ký trưởng này họ Lộ, chính là tâm phúc của Hải Bác nhưng là người biết cách làm người. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không thể nào trấn áp được cục diện, thế nhưng người này chưa từng bỏ qua những lần cần phải đến xin chỉ thị. Chủ tịch, tối nay có một tổ kiểm tra của phòng tài chính tỉnh do trưởng phòng Hạ đi đầu xuống Rừng Mật kiểm tra công tác, ngài xem có nên đến tham dự bữa tiệc chiêu đãi hay không? Thư ký trưởng Lộ nói chuyện hai câu với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó cười nói nội dung chủ yếu. Tối nay tất nhiên không có thời gian, Nguyễn Chấn Nhạc định nói buổi tối mình có việc, thế nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt vào bụng. Chợt nghe Nguyễn Chấn Nhạc nói, thật sự không phù hợp, chủ tịch Vương bên kia có gọi điện thoại đến, nói là muốn mời tôi và Chân Nhi dùng cơm, xem như mở tiệc đón gió tẩy trần cho chúng tôi. Thư ký trưởng Lộ chợt sững sờ. Nhìn qua thì rõ ràng là bị khiếp sợ vì tin tức này. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bộ dạng khiếp sợ của cấp dưới, thế là không khỏi cảm thấy vui mừng. Thầm nghĩ các người cứ xem thường tôi nói cho các anh biết, Nguyễn Chấn Nhạc này không phải là không có người giúp đỡ. Vương phu nhân là bạn học của Chân Nhi nhà tôi, Nguyễn Chấn Nhạc khẽ nói tiếp. Ôi, đây là một chuyện quan trọng, chủ tịch, tôi sẽ thông báo cho các vị chủ tịch khác, để bọn họ thay mặt tiếp đãi. Thư ký trưởng Lộ khẽ xoa xoa hai bàn tay, sau đó lại cười nói, chủ tịch, mặc dù chủ tịch Vương mời khách thế nhưng ngài cũng không nên đi tay không, phía nhà khách của chúng ta có rượu ngon, nếu không tôi cho người đưa đến hai chai nhé. Không cần, tôi đã có rồi. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn gương mặt như hoa tươi của thư ký trưởng Lộ, hắn không khỏi có vài phần đắc ý. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thư ký trưởng Lộ rời đi mà không khỏi nghĩ đến một từ, đó là cáo mượn oai hùm. Chính mình bây giờ không phải là cáo mượn oai hùm sao? Nhưng có thể mượn oai hùm của Vương Tử Quân thì Nguyễn Chấn Nhạc vẫn phải mượn, dù thế nào thì hắn cũng cực kỳ mong muốn đứng vững bàn chân ở Rừng Mật. Nguyễn Chấn Nhạc thầm nghĩ đến gương mặt như hoa tươi của thư ký trưởng Lộ, hắn không khỏi càng chờ mong bữa cơm hôm nay với Vương Tử Quân. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang tỏ ra cực kỳ chờ mong thì Vương Tử Quân đang uống trà với Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện là người đứng đầu thành phố Rừng Mật. Có đôi khi không thích hợp quá công khai, thế nên mới tìm một quán trà ở bên ngoài như thế này. Trong gian phòng đầy mùi hương trà, kỹ thuật pha trà của Kim Chính Thiện tuy cũng thuộc hạng khá, thế nhưng khi Vương Tử Quân chăm chú nhìn Kim Chính Thiện pha trà, chợt phát hiện tay của Kim Chính Thiện giống như bị phỏng. Chủ tịch Vương, vài ngày trước tôi có ra ngoài tham gia một hội nghị, căn bản là cảm thấy rất ngột ngạt, người ta luôn nói đến phương diện thành phố Linh Long đã vượt mặt quá xa thành phố Rừng Mật chúng tôi. Kim Chính Thiện nói đến đây thì dùng giọng uất ức nói, điều này cũng không có vấn đề, hai ngày trước tôi có đi thăm hỏi một vị lãnh đạo này hỏi tôi có như thế nào, vì sao một thành phố tỉnh lỵ lại không so sánh được với Linh Long. Vương Tử Quân hiểu rõ Kim Chính Thiện đang kể khổ với mình. Thành phố Rừng Mật chiếm hết địa lợi, nếu như mở rộng đô thị nhất định sẽ có số liệu tăng tiến, nhưng muốn mở rộng đô thị phải thông qua cửa ải là Vương Tử Quân. Bí thư Kim, tôi biết rõ hy vọng thành công của kế hoạch các anh đưa ra là rất lớn, thế nhưng khi làm việc chúng ta không chỉ nhìn vào những con số, chúng ta cần phải bảo trì sự phát triển liên tục và lành mạnh. Tuy thành phố Linh Long bên kia nhìn qua cực kỳ có cảnh tượng, thế nhưng... Nhưng cái gì thì Vương Tử Quân không nói tiếp, Kim Chính Thiện mặc dù muốn hỏi nhưng lại không nói ra khỏi miệng. Đúng rồi, tôi chuẩn bị đưa Tần Hoài Trung từ thành phố Thanh Chuyên về làm thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Anh thấy thế nào? Vương Tử Quân chợt mở miệng làm cho ý nghĩ của Kim Chính Thiện thay đổi chóng váng, dù sao thì liên quan đến nhân sự cũng làm người ta cực kỳ chú ý. Kim Chính Thiện tuy tiếp xúc không nhiều với Tần Hoài Trung, thế nhưng biết rõ Tần Hoài Trung có năng lực mạnh, nếu đến làm thư ký trưởng cho Vương Tử Quân, căn bản là hoàn toàn có thể. Nhưng Chủ tịch Vương hỏi mình như vậy là có ý gì? Kim Chính Thiện liên tục suy nghĩ,
chợt nghĩ đến vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên còn trống. Với cấp bậc của thành phố rừng mật, bên dưới Kim Chính Thiện căn bản có không ít người là cấp phó. Nếu như phái một người trong số những người này đi, như vậy là việc tốt với Kim Chính Thiện. Một trong những tiêu chuẩn đánh giá lãnh đạo tốt chính là có thể đề cử cho thủ hạ của mình ra ngoài, chưa nói đến phương diện đẩy lên cấp bậc cao, còn liên tục nối gần khoảng cách với lãnh đạo. Tôi cảm thấy Tần Hoài Trung hoàn toàn có thể. Kim Chính Thiện gật đầu đồng ý, sau đó lại nói, nhưng vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên thì thế nào? Kim Chính Thiện còn chưa nói xong thì Vương Tử Quân đã cười cười, nếu như anh có nhân tài vĩ đại, như vậy anh cứ đề cử. Dù sao thì ban ngành thành phố Thanh Chuyên đang ở vào thời điểm phát triển mấu chốt, nếu có người mới đi đến thì càng có lợi cho sự phát triển sau này. Tôi sẽ suy nghĩ, sau đó nhanh chóng cho ra câu trả lời với chủ tịch. Lúc này căn bản không cần khách khí, thế cho nên Kim Chính Thiện căn bản không khách khí tiếp nhận ý chỉ của Vương Tử Quân. Còn phía Sầm Vật Cương, Kim Chính Thiện căn bản không cho là vấn đề. Dù là vị trí thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hay là chủ tịch thành phố Thanh Chuyên vẫn luôn nằm trong bàn tay của Vương Tử Quân. Bây giờ Sầm Vật Cương và chủ tịch Vương đang ở vào giai đoạn cân đối, Sầm Vật Cương càng ở vào thời điểm mấu chốt, căn bản không dám lên tiếng trong sự kiện này. Sau khi có mở đầu như vậy thì Kim Chính Thiện cảm thấy rất hào hứng, hắn lại rót trà rồi nói với Vương Tử Quân, chủ tịch Vương, ngài rõ ràng là người hiểu rõ tiểu tử Hiểu Bạch kia. Ngài đưa cậu ấy đến thành phố Thanh Chuyên, lúc đầu tôi còn có chút bất mãn, thế nhưng bây giờ xem ra là rất đúng, vị trí kia mới thật sự phù hợp cho nó rèn luyện. À, tiếp xúc nhiều với cơ sở sẽ có lợi cho sự phát triển của cậu ấy. Trước đó vài ngày Hiểu Bạch có báo cáo công tác với tôi, căn bản đã trưởng thành hơn trước kia khá nhiều. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi dùng giọng lạnh nhạt nói. Đúng vậy, tiểu tử này nếu dám nghịch ngợm gây sự, tôi sẽ cho nó biết tay. Vương Tử Quân nói thêm vài câu, sau đó hắn đặt ly trà xuống nói, Bí thư Kim, tối nay anh có rảnh không, anh làm người tiếp khách cho tôi nhé. Tiếp khách cho ngài là vinh hạnh của tôi. Kim Chính Thiện nói rồi vỗ vỗ lên người mình, tuy nhiều năm qua đi nhưng khả năng uống rượu vẫn không có vấn đề. Vậy thì tốt rồi, khi đó cũng mong anh không lùi bước. Vương Tử Quân cười cười khẽ nói. Kim Chính Thiện sao lại lùi bước? Đây là cơ hội tăng tiến quan hệ với Vương Tử Quân, hắn bây giờ hoàn toàn đặt vị trí của mình ở bên dưới Vương Tử Quân, thế nên luôn coi chuyện tăng tiến quan hệ với Vương Tử Quân là đại sự. Đúng rồi, ai có thể làm cho ngài tự mình mời khách như vậy? Chương 1892, một nắm chặt giang sơn không buông lỏng. Kim Chính Thiện cũng chỉ thuận miệng hỏi. Chủ tịch Vương dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói ra thì người kia sau này sẽ quen thuộc với anh hơn với tôi, chính là chủ tịch Vương mà anh cần phải hợp tác. Kim Chính Thiện chợt sững sờ, hắn căn bản cũng có nghe qua ân oán giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, bây giờ không khỏi nghi hoặc vì Vương Tử Quân mời cơm Nguyễn Chấn Nhạc. Chủ tịch Vương vì sao lại phải mời cơm Nguyễn Chấn Nhạc, chẳng lẽ trong sự việc này? Kim Chính Thiện căn bản không thích hợp tác với Nguyễn Chấn Nhạc. Nếu so sánh với Hải Bác thì Nguyễn Chấn Nhạc ngoài phương diện có cái giá lớn, căn bản giống như một người chỉ gặp thoáng qua khi đi đường, không có điểm nào hơn người. Nhưng bất đắc dĩ là Kim Chính Thiện căn bản không thể tự quyết định người nào hợp tác với mình, nếu không hắn sẽ kiên quyết cho Nguyễn Chấn Nhạc đứng ngoài cánh cổng thành phố rừng mật. Có một câu nói như thế này, anh không có năng lực thay đổi thế giới, thế thì lựa chọn sáng suốt nhất là để cho thế giới tự thay đổi. Kim Chính Thiện rất đồng ý với câu nói này. Thế cho nên tuy hắn không thích Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng hắn vẫn phải nhìn vào Nguyễn Chấn Nhạc. Dù thế nào thì Nguyễn Chấn Nhạc cũng ngồi trên vị trí chủ tịch thành phố rừng mật, nếu như có được sự giúp đỡ của một nhân vật có lực lượng mạnh mẽ như Vương Tử Quân, người này hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với mình. Chẳng lẽ chủ tịch Vương có gì bất mãn với công tác của mình? Khi Kim Chính Thiện đang suy nghĩ miên man, lúc này chợt nghe Vương Tử Quân nói, vợ của Nguyễn Chấn Nhạc là bạn học thời tiểu học của Tiểu Bắc. Bạn học thời tiểu học, Kim Chính Thiện cảm thấy chóng mặt, hắn từng gặp qua vợ của Nguyễn Chấn Nhạc, người phụ nữ kia có khí chất, nhưng lại có vài phần kiêu ngạo. Những ngày qua vợ của chủ tịch Nguyễn thường đến tìm Tiểu Bắc, vì tình nghĩa bạn học cũ, thế nên tôi không thể không ra mặt mời bọn họ dùng cơm. Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ gõ lên bàn, Bí thư Kim, anh là người nắm chặt phương hướng phát triển của thành phố rừng mật, nhất định phải làm tốt công tác của người đi đầu.
Kim Chính Thiện nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Vương Tử Quân, hắn chợt hiểu rõ vấn đề. Hắn là người đứng đầu thành phố rừng mật, dù sau lưng có xấu xa thế nào, vẫn phải biểu hiện bề ngoài cho thật tốt. Anh phải giữ được cục diện chính trị ổn định, ban ngành đoàn kết tốt. Vương Tử Quân sao lại có chỉ thị như vậy? Kim Chính Thiện suy nghĩ về lời nói của Vương Tử Quân, thế là nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân bây giờ có sự khác biệt, ít nhất cũng phải biểu hiện là người sảng khoái bao dung. Mong Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của ngài thật sự đúng chỗ. Sau khi uống xong một bình trà thì Kim Chính Thiện và Vương Tử Quân cùng rời đi. Kim Chính Thiện nhìn xe chậm rãi lăn bánh, tâm tư bắt đầu liên tục xoay chuyển. Lúc này Vương Tử Quân ngay cả những việc nhỏ như thế này cũng phải để ý nghĩa của nó là như thế nào. Chẳng lẽ sẽ có chuyện lớn gì phát sinh sao? Kim Chính Thiện nghĩ như vậy mà tâm tư hoạt động mạnh mẽ nhanh nhạy hơn. Nếu thật sự là như vậy, tương lai không xa mình tiến lên một bước không phải là giấc mộng xa vời khó với đến. Văn Thành Đồ nhìn thư ký đứng ở phía đối diện với mình, trong đầu nghĩ đến tình cảnh tối qua Nguyễn Chấn Nhạc và gia đình Vương Tử Quân cùng dùng cơm. Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc dùng cơm với nhau rốt cuộc có ý nghĩa gì? Khi Nguyễn Chấn Nhạc đi đến thì những cạnh tranh năm xưa với Vương Tử Quân ở tỉnh Sơn Nam bị người ta đào móc ra ngoài. Có người còn nói ra những câu ví dụ như năm xưa Nguyễn Chấn Nhạc từng đến cướp thành quả của Vương Tử Quân ở Sơn Nam. Tất nhiên đám người thích nói ra những chuyện thế này thường tỏ ra cực kỳ vui thích giống như đó là sự việc của mình. Tình cảnh xấu hổ của Nguyễn Chấn Nhạc sau khi đi đến thành phố rừng mật lại càng là minh chứng cho những tin đồn kia thêm phát triển. Vào tình cảnh mà mọi người đang thêm mắm dặm muối vào quan hệ giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, đúng lúc Vương Tử Quân lại mời vợ chồng Nguyễn Chấn Nhạc đến nhà dùng cơm, đây không phải là có ý nghĩa quá sâu xa sao. Dù sao hôm nay Nguyễn Chấn Nhạc đi làm với gương mặt rất tươi sáng, hơn nữa sau khi đi làm còn cùng Kim Chính Thiện đi thị sát công tác xây dựng ở thành phố rừng mật. Trong lúc thị sát thì Kim Chính Thiện và Nguyễn Chấn Nhạc liên tục to nhỏ với nhau. Khi thì Kim Chính Thiện cùng Nguyễn Chấn Nhạc chỉ trỏ vào những trang thiết bị của nhà xưởng, bộ dạng vui vẻ hòa thuận, ý nghĩa của nó là không giống tầm thường. Sự việc này phát ra một loại tín hiệu mà dù bất kỳ người nào cũng không dám bỏ qua. Chẳng lẽ Nguyễn Chấn Nhạc thật sự chạy sang phía Vương Tử Quân, hay là Vương Tử Quân muốn mượn cơ hội này làm chuyện gì khác? Đầu óc Văn Thành Đồ xoay chuyển rất nhanh, chỉ một lát sau đã nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân kết quả sự việc. Nguyễn Chấn Nhạc bị chèn ép quá mạnh, điều này là thứ mà Văn Thành Đồ căn bản rất thích nghe ngóng. Tuy hắn có thể mang đến cho Nguyễn Chấn Nhạc chút trợ giúp, thế nhưng hắn cũng không có tâm tư quá chủ động. Nguyễn Chấn Nhạc đi về phía Vương Tử Quân, điều này làm hắn cảm thấy rất bình thường, nhưng Vương Tử Quân ra tay trước lại làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, vì người này quá khoan hồng độ lượng rồi. Bí thư, trưởng phòng Uông phòng tổ chức nói có chuyện cần liên hệ với ngài. Thư ký thấy lãnh đạo của mình phục hồi tinh thần lại trong tình huống trầm tư, thế là không khỏi tranh thủ thời gian báo cáo. Uông Thanh Minh tìm mình muốn nói chuyện gì? Văn Thành Đồ là phó bí thư nắm công tác nhân sự, khi công tác rõ ràng là thượng cấp của Uông Thanh Minh. Nhưng vì cấp bậc của hai người quá gần nhau, thế cho nên ở nhiều phương diện Văn Thành Đồ căn bản không thể nào cản tay của Uông Thanh Minh. Nếu không cản tay được thì phải tìm cách xen vào, nhưng như vậy cũng không dễ dàng gì. Văn Thành Đồ trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói, cậu liên lạc với trưởng phòng Uông, hỏi xem khi nào anh ấy đến. Văn Thành Đồ nhìn thư ký rời khỏi phòng làm việc của mình, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó cầm điện thoại gọi cho Nguyễn Chấn Nhạc. Chủ tịch Chấn Nhạc, gần đây anh công tác thế nào rồi? Sau khi điện thoại nối thông thì Văn Thành Đồ cười tủm tỉm nói. Chào bí thư Văn, gần đây tôi chủ yếu là học tập làm quen tình huống. Dưới sự giúp đỡ của Bí Thư Kim và các đồng chí khác, bây giờ tôi cơ bản đã biết đại khái tình huống của thành phố rừng mật. Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng vui vẻ nói. À, vậy thì tốt rồi. Chủ tịch Chấn Nhạc, bây giờ công tác chủ yếu của anh phải nắm chặt một điểm, nhanh chóng làm quen tình huống và tiến vào vị trí của mình. Anh mới đến cũng chưa quá quen thuộc, anh có thể dựa theo tình huống cụ thể để cho ra những phương thức triển khai mở rộng công tác phù hợp. Trong xu thế phát triển của thành phố rừng mật, anh nên chú trọng nghe theo ý kiến của các cán bộ lão thành, chú ý phương pháp làm việc. Sau khi Nguyễn Chấn Nhạc đi vào thành phố rừng mật thì cảm thấy thái độ của Văn Thành Đồ có gì đó là lạ, giống như chỉ khi mình nắm chặt Văn Thành Đồ,
như vậy mình mới có thể tiếp tục phát triển trong Mật Đông. Nguyễn Chấn Nhạc là một người cao ngạo, điều này làm hắn cảm thấy không thoải mái, dựa vào cái gì mà Văn Thành Đồ Anh cho rằng mình là đấng cứu thế của tôi. Nếu như hai ngày trước Văn Thành Đồ nói ra những lời như vậy, Nguyễn Chấn Nhạc căn bản sẽ rất cảm kích, thế nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không có tâm tình như vậy. Dù cả thành phố rừng mật đối nghịch với mình thì có quan hệ gì? Chỉ cần Vương Tử Quân tin tưởng mình, chính mình sẽ xử lý dễ dàng tất cả mâu thuẫn, hoặc là căn bản không cần quan tâm. Trước đó Vương Tử Quân mở tiệc chào đón mình, thậm chí còn có cả Bí Thư Kim Chính Thiện là người tiếp khách. Chương 1892, 2, nắm chặt Giang Sơn không buông lỏng. Bây giờ không phải là thời điểm để cho lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh như Văn Thành Đồ lên tiếng, rõ ràng là anh tỏ ra thương cảm và vẫn giấu tâm cơ vào trong túi mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến đây thì chỉ có thể trả lời theo đúng trình tự với câu hỏi thăm ân cần của Văn Thành Đồ, Bí Thư Văn, tôi nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của ngài, sẽ cố gắng làm tốt công tác thực tế. Ha ha, Chủ tịch Chấn Nhạc cũng không cần nghiêm túc như vậy, chỉ cần làm tốt là được, có gì khó khăn cứ nói với tôi. Tôi không giúp được anh ở những chuyện lớn, thế nhưng những chuyện nhỏ căn bản không làm khó được tôi. Sau khi nói thêm hai câu khách khí với Nguyễn Chấn Nhạc thì Văn Thành Đồ cúp điện thoại. Xem ra sau này chính mình muốn lung lạc Nguyễn Chấn Nhạc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Uông Thanh Minh đi vào trong phòng. Văn Thành Đồ căn bản rất khách khí với Uông Thanh Minh, hắn mời Uông Thanh Minh ngồi xuống đối diện với mình, sau đó mới cười nói, trưởng phòng Uông, gần đây phòng tổ chức các anh có vẻ rất bận rộn thì phải. Bí Thư Văn, sắp đến cuối năm rồi, bây giờ có đủ mọi loại công tác kiểm tra đánh giá, đơn vị chúng tôi thiếu nhân thủ, nhiệm vụ lại nặng nề, thế nên mọi người khó thể nào phân thân được. Uông Thanh Minh tiếp nhận ly trà từ trong tay thư ký của Văn Thành Đồ rồi cười ha hả nói. Văn Thành Đồ căn bản không có chút hảo cảm nào với Uông Thanh Minh. Hắn là phó bí thư nắm công tác nhân sự, quyền lực của hắn tất nhiên phải xung đột trực diện với Uông Thanh Minh. Hơn nữa nói về phương diện quan hệ, mối quan hệ giữa hắn và Sầm Vật Cương so với giữa Uông Thanh Minh và Sầm Vật Cương căn bản là kém nhau quá xa. Uông Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức, người này nắm giữ công tác của phòng tổ chức, điều này làm cho Văn Thành Đồ sinh ra cảm giác không bằng Uông Thanh Minh. Tất nhiên thì ngoài mặt hai người vẫn bày ra cảm giác cực kỳ hòa hợp. Sau khi nói vài câu không mặn không nhạt, Uông Thanh Minh nói ra ý nghĩ của mình. Hắn đưa một phần văn kiện cho Văn Thành Đồ rồi nói, Bí Thư Văn, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cho Tần Hoài Trung tiếp nhận vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tần Hoài Trung, Văn Thành Đồ tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, sau đó cười nói với Uông Thanh Minh, trưởng phòng Thanh Minh, phòng tổ chức có ý kiến gì ở sự kiện này? Đồng chí Tần Hoài Trung là người công tác lâu năm, có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, hai năm qua công tác ở thành phố Thanh Chuyên căn bản là biết tròn biết méo. Tôi cảm thấy để đồng chí Tần Hoài Trung tiếp nhận vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là phù hợp, vì anh ấy có thừa năng lực. Uông Thanh Minh nói rất kín kẽ, căn bản không có lỗ thủng nào. Văn Thành Đồ căn bản không có chút ý nghĩ với vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, vị trí này là thư ký của Vương Tử Quân, tuy phải đi theo trình tự nhưng Văn Thành Đồ có phản đối cũng không có tác dụng. Văn Thành Đồ trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, à, chuyện này tôi cũng không có ý kiến gì. Uông Thanh Minh khẽ gật đầu, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi mới nói, Bí Thư Văn, anh có đề nghị gì với vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên hay không? Chủ tịch thành phố Thanh Chuyên, Văn Thành Đồ trầm ngâm giây lát mà không lên tiếng. Hắn nếu nói không động tâm với vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên thì căn bản là nói dối, thế nhưng Vương Tử Quân là người nắm chặt thành phố Thanh Chuyên. Bây giờ Thanh Chuyên thiếu một vị chủ tịch thành phố, Vương Tử Quân tình nguyện nhường cho người khác ra tay sao? Văn Thành Đồ nghĩ như vậy mà thầm hận Uông Thanh Minh quá âm hiểm, đừng nói là mình cho ra một đề cử, cuối cùng chỉ có kết quả không ra gì mà thôi. Chỉ sợ khi Uông Thanh Minh báo cáo công tác cho Vương Tử Quân, khi đó lại nói Văn Thành Đồ nhòm ngó vào giỏ quà của mình, điều này sẽ đủ làm cho Vương Tử Quân cực kỳ chán ghét. Như thế xem ra Uông Thanh Minh trưng cầu ý kiến của mình rõ ràng là có ý nghĩ bất lương. Nhưng nếu như mình không cho ra lời đề cử nào, như vậy sau này còn có mấy cán bộ khăng khăng đi theo mình. Vào thời điểm quan trọng mà chính mình không bày tỏ chút tư thái, chỉ sợ còn có ai tình nguyện đi theo.
Văn Thành Đồ suy nghĩ như vậy mà không khỏi tỏ ra do dự. Lúc này chỉ cần chính mình cho ra chút ý nghĩ hứng thú, như vậy Uông Thanh Minh sẽ báo cáo nhân tuyển của mình lên trên, sau đó hả hê đứng bên cạnh nhìn mình khó vượt qua cửa ải của Vương Tử Quân. Văn Thành Đồ là người tiến cử, hắn không thể ép Uông Thanh Minh mình trần ra trận, hơn nữa hai người cũng không có mối quan hệ tốt đẹp gì. Nhưng Vương Tử Quân là người có lực lượng quá mạnh, có thể thoải mái thông qua sao? Sầm Vật Cương căn bản có ý nghĩ giúp đỡ mình ở sự kiện này không? Văn Thành Đồ trầm ngâm một lúc lâu, lúc này hắn mới chợt phát hiện Uông Thanh Minh còn đang lẳng lặng ngồi đó chờ mình lên tiếng. Văn Thành Đồ biết rõ Uông Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức có căn cơ còn mạnh hơn cả mình, nếu như mình và người này cùng xuất hiện, người bên ngoài nhìn vào sẽ tỏ ra tôn trọng mình, thế nhưng thực tế thì người ta coi trọng gương mặt Uông Thanh Minh hơn mình rất nhiều. Văn Thành Đồ do dự giây lát, cuối cùng cũng không cho ra ý kiến gì, hắn ho khẽ một tiếng rồi nói, chuyện này trước tiên cứ thực hiện theo đúng trình tự. Vâng, Uông Thanh Minh đồng ý vô cùng sảng khoái, cũng không quan tâm mình có đạt được mục đích hay không. Thái độ này của Uông Thanh Minh càng làm cho Văn Thành Đồ thêm khó chịu, giống như người này đã biết mình không dám tùy tiện cho ra đề cử, thế nhưng vẫn hỏi mình, chỉ là muốn mình muối mặt mà thôi. Sau khi tiễn Uông Thanh Minh ra khỏi phòng làm việc của mình thì Văn Thành Đồ càng thêm nhíu mày. Hắn biết rõ lúc này tình hình của Mật Đông đang có chuyện xấu, mình có nên tiến lên tranh thủ một chút hay không? Lúc này trong đầu Văn Thành Đồ chỉ có ý nghĩ về vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên, nếu như có thể sắp xếp người của mình, như vậy địa vị của hắn ở trong tỉnh sẽ càng thêm củng cố. Nhưng nếu cướp vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên từ trong miệng Vương Tử Quân cũng không phải là dễ dàng. Nếu như Sầm Vật Cương có thiên hướng về mình ở sự kiện này, chính mình có năng lực đối chiến với Vương Tử Quân. Nhưng Văn Thành Đồ biết rõ Sầm Vật Cương không có khả năng quá lớn để giúp mình, chỉ có thể đứng trong bóng tối để ủng hộ mình, nhưng như vậy thì có được gì? Khi Văn Thành Đồ đang điên cuồng suy nghĩ, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Văn Thành Đồ cảm thấy mất hứng vì tiếng gõ cửa làm cho mình thức tỉnh trong lúc đang suy nghĩ đến phương diện mấu chốt, nhưng vị trí của hắn cần phải giữ phong độ. Văn Thành Đồ nhìn thư ký đi vào trong phòng mà trầm giọng hỏi, có chuyện gì không? Bí thư Văn, nơi đây có một lá thư nặc danh, mời ngài xem qua. Thư ký nói rồi đưa bức thư cho Văn Thành Đồ. Khi nghe nói đó là thư nặc danh thì Văn Thành Đồ có chút không thoải mái. Hắn thầm nghĩ, anh giao cho tôi một bức thư nặc danh, có phải là muốn khảo nghiệm trí thông minh của tôi không? Tuy Văn Thành Đồ cảm thấy bực mình nhưng vẫn phải nhận lấy lá thư. Sự thật chứng minh hắn đã nghi oan cho thư ký của mình, xem ra khi mà chưa hiểu rõ chi tiết sự việc thì không nên hành động vội. Bức thư nặc danh đã được mở, vì đó là án lớn nên thư ký mới đưa đến cho Văn Thành Đồ xem xét. Nội dung của bức thư nói về người phụ trách xây dựng tòa nhà cao ốc của thư viện tỉnh có nhận tiền của đơn vị thi công. Tuy tên bên trong bức thư là giả, thế nhưng chứng cứ lại xác thực, rất rõ ràng. Ví dụ như đưa bao nhiêu tiền, ở địa điểm nào đều được ghi lại rõ ràng, điều này làm cho Văn Thành Đồ có vài phần khẳng định tính chân thật của bức thư. Chương 1893, một đứng ở trên gốc rễ phá trung tâm. Thư viện tỉnh, Văn Thành Đồ có chút sững sốt, sau đó chợt nói, người phụ trách xây dựng tòa nhà thư viện tỉnh này là ai? Bí thư, theo tư liệu mà tôi điều tra, người quản lý hạng mục này chính là Phó Giám đốc Mạc Tiểu Bắc. Gương mặt của viên kinh tế khá nghiêm túc, giống như không biết Mạc Tiểu Bắc kia là ai. Văn Thành Đồ nhìn thư ký rồi khẽ gật đầu, sau đó khoát tay với viên thư ký, lúc này viên thư ký cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Khi cửa phòng chậm rãi đóng lại thì Văn Thành Đồ nhìn chằm chằm vào những tài liệu có được, sau đó trực tiếp đặt trong ngăn kéo bàn làm việc. Tần Hoài Trung đưa mắt nhìn con đường cao tốc trải dài ra phương xa mà tâm tình khó thể nào bình tĩnh. Hắn căn bản là hết lòng hết sức với phương diện xây dựng con đường cao tốc này. Mặc dù có được sự giúp đỡ to lớn của Chủ tịch Vương, thế nhưng hắn là người phải chịu trách nhiệm vì những việc ở thành phố Thanh Chuyên. Khi con đường cao tốc này được xây dựng, tình hình giao thông khốn khó làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của thành phố Thanh Chuyên được giải quyết, Thanh Chuyên giống như tiến vào giai đoạn đầy cơ hội, đầy ưu thế, tình thế phát triển ngày càng rõ ràng đã kích phát dũng khí không sợ khó khăn, phấn chấn tinh thần cán bộ quần chúng Thanh Chuyên. Tần Hoài Trung bị bầu không khí phấn chấn nhân tâm, phát triển sự nghiệp này lây nhiễm rất sâu, hắn quyết định theo đà phát triển,
cùng vài triệu nhân dân thành phố Thanh Chuyên cùng hợp sức hợp lòng dùng 2 năm để cho ra những thành tích làm cho người khác phải lau mắt mà nhìn. Nhưng đúng lúc này một tin tức tốt khác lại đến cửa, Chủ tịch Vương điều động hắn về tỉnh đảm nhiệm vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy vị trí Chủ tịch thành phố Thanh Chuyên và thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đều là cấp giám đốc sở, thế nhưng chênh lệch lại không nhỏ. Thậm chí có nhiều người nói vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cực kỳ tiếp cận chức vụ phó tỉnh. Sau khi biết được tin tức này thì Tần Hoài Trung tỏ ra cực kỳ phấn chấn, nhưng khi mà điều lệnh sắp được đưa xuống, hắn lại có chút thất lạc nói không nên lời. Cảm giác thất lạc này là gì thì Tần Hoài Trung hiểu rõ, nhưng hắn cũng biết nước chảy đá mòn, quan trường luôn có những chuyện như vậy, dù là bất kỳ người nào cũng khó thể nào cứ ở mãi một vị trí. Chủ tịch, Bí thư Phùng bên kia gọi điện thoại đến, hỏi ngài đang ở nơi nào, anh ấy đang chờ ở bên kia. Thư ký nhanh chóng đi đến bên cạnh Tần Hoài Trung rồi khẽ nói. Tần Hoài Trung nhìn thư ký đi theo mình 2 năm qua, hắn không khỏi thầm cảm khái, chỉ sợ thư ký lúc này cũng có vài phần không yên. Dù sao thì vận mệnh của người này cũng buộc chặt với mình. Tiểu Vương, cậu có ý nghĩ gì không? Tần Hoài Trung hỏi một câu giống như không có câu trả lời rõ ràng. Thế nhưng Tiểu Vương ở phía đối diện căn bản hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo. Hắn trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói, thư ký trưởng, tôi nghe ngài. À, như vậy thì theo tôi về tỉnh, khởi điểm cao thì bước đi nhanh. Tuy nói rằng cần phải có thêm kinh nghiệm, thế nhưng có câu giao sắc không đốn củi mục. Tần Hoài Trung vỗ vỗ vai của thư ký rồi cười ha hả nói. 20 phút sau Tần Hoài Trung gặp mặt Phùng Vũ Trách. Lúc này Phùng Vũ Trách nở nụ cười sáng lạn. Sau khi ngồi xuống ghế thì cười nói, Chủ tịch Tần, nói thật thì tôi thật sự không nỡ để anh đi. Hai người chúng ta hợp tác ở thành phố Thanh Chuyên có thể nói là quần anh tụ hội, bây giờ kinh tế thành phố Thanh Chuyên đang biến chuyển từng ngày, nếu như không phải là Chủ tịch Vương thấy rõ nhân tài, cần đón anh đến làm thư ký trưởng, tôi nhất định sẽ thỉnh cầu vài lời với Chủ tịch Vương, ngàn vạn lần không nên điều anh đi trong thời điểm mấu chốt thế này. Lúc này anh về tỉnh xem như đã lấy đi nửa giang sơn của thành phố Thanh Chuyên. Tần Hoài Trung hợp tác với Phùng Vũ Trách và không thiếu những lúc có va chạm, thế nhưng với quan hệ giữa hai người thì căn bản không có trở ngại quá lớn. Hơn nữa Tần Hoài Trung là người phải đi, lúc này Phùng Vũ Trách cần gì phải keo kiệt lời nói của mình. Phùng Vũ Trách tuy có điểm cong của mình, thế nhưng hắn làm quan nhiều năm, ít nhất cũng phải có phong độ, hoặc ít nhất vẫn phải có ánh mắt nhìn đại cục. Tần Hoài Trung nghe những lời thành khẩn của Phùng Vũ Trách thì cũng động tình, Bí thư Phùng, nếu như không phải tổ chức cho ra quyết định, tôi cũng thật sự khó thể nào bỏ đi được. Ôi, đây là anh thăng chức, không bỏ được cũng phải đi. Hơn nữa thế cục bây giờ là Chủ tịch Vương cần một người có thể tin tưởng được để giúp đỡ làm tốt công tác trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phùng Vũ Trách nói đến đây thì gương mặt tươi cười trở nên nghiêm túc. Tần Hoài Trung là một người mẫn cảm. Rất nhiều chuyện hắn có cảm giác không giống. Sau khi nghe xong lời nói của Phùng Vũ Trách, hắn không khỏi dùng ánh mắt chăm chú nhìn Phùng Vũ Trách. Phùng Vũ Trách nâng ly trà lên uống một ngụm rồi thở dài nói, Chủ tịch Tần, anh không nên nhìn thấy thế cục của Chủ tịch Vương bây giờ rất tốt mà chủ quan, bây giờ Bí thư Sầm và Chủ tịch Vương có vài phương diện đạt thành hiệp nghị, thế nên cũng không hề từng bước áp sát. Nhưng theo ý nghĩ của tôi, với tính cách của Bí thư Sầm, anh ấy cũng không phải là người thích thỏa hiệp. Sở dĩ có thể đạt đến cục diện hiện tại, chủ yếu là vì anh ấy cần ổn định để tỉnh Mật Đông cho ra thành tích. Phùng Vũ Trách rất ít khi nói trắng ra như vậy, là một thủ hạ cấp dưới thì không ai dám cho ra những đánh giá rõ ràng với lãnh đạo của mình. Lòng người căn bản là khó dò, ai có thể bảo chứng sau này anh không cho ra những lời như vậy với mình. Nếu như là trước kia với trí tuệ chính trị của Phùng Vũ Trách, chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy. Thế nhưng bây giờ thì khác, Tần Hoài Trung sắp tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, vị trí này quyết định Tần Hoài Trung là người của Vương Tử Quân. Nếu kết quả tốt thì Tần Hoài Trung sẽ học được nhiều thứ từ Vương Tử Quân, nếu kết quả không tốt, học vẹt cũng không là vấn đề. Tần Hoài Trung uống nước mà gương mặt dần trở nên nghiêm túc. Hắn sao không hiểu rõ ý nghĩ thật sự của Phùng Vũ Trách? Sầm Vật Cương bây giờ càng ngày càng có tin đồn tiến lên, nếu như Sầm Vật Cương tiến lên một bước và rời khỏi Mật Đông, như vậy sẽ là chuyện tốt cho Chủ tịch Vương, nhưng nếu như Sầm Vật Cương không thể rời khỏi Mật Đông, như vậy thế cục sẽ có biến chuyển lớn.
Dù sao thì Sầm Vật Cương cũng chiếm ưu thế lớn trong hai thế lực đối lập ở Mật Đông, nếu như Sầm Vật Cương tiến lên, như vậy lực ảnh hưởng ở Mật Đông sẽ ngày càng lớn. Khi lực ảnh hưởng của Sầm Vật Cương tiến lên quá mạnh, như vậy Chủ tịch Vương muốn giữ được thế cục tốt đẹp như hiện tại là không dễ dàng. Chương 1893, 2, đứng ở trên gốc rễ phá trung tâm. Nhưng chúng ta cũng không nên buồn lo vô cớ, Chủ tịch Vương là người một mình đến Mật Đông thế nhưng vẫn có thể tạo dựng nên tình thế lạc quan lúc hiện tại. Tần Hoài Trung nói một câu khuyên nhủ Phùng Vũ Trạch, thế nhưng sau khi nói ra hắn lại cảm thấy điều này là đương nhiên. Phùng Vũ Trạch cười ha hả nói, đúng vậy, có lẽ là chúng ta quá lo lắng rồi. Phùng Vũ Trạch cười tuy cởi mở, thế nhưng lời nói của Tần Hoài Trung lại làm hắn cảm thấy không thoải mái. Bổ nhiệm vừa mới được đưa xuống, anh còn chưa đi nhận chức, còn chưa tiến vào nhân vật, thế nhưng anh đã đứng trên góc độ của thư ký trưởng để an ủi tôi rồi sao? Anh nghĩ rằng tương lai mình sẽ là lãnh đạo của tôi sao? Phùng Vũ Trạch nghĩ như vậy mà có chút không vui. Cùng ngày ban ngành thành phố Thanh Chuyên được Phùng Vũ Trạch dẫn dắt tiến hành tiễn đưa Tần Hoài Trung, mặc dù đã nói không nên uống nhiều, thế nhưng Tần Hoài Trung vẫn bị ép say mềm. Khi đi đến thành phố rừng mật thì Tần Hoài Trung cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng. Hắn đi đến một khu vực dành cho người đi bộ, tìm một quán đậu hũ nóng chính tông, ăn vài bát đậu hũ mới cảm thấy tinh thần tốt hơn. Chủ tịch, chúng ta về nhà sao? Lái xe dùng ánh mắt chú ý nhìn Tần Hoài Trung rồi cung kính hỏi. Về nhà, Tần Hoài Trung trầm ngâm giây lát, hắn lấy điện thoại ra bấm số, chủ nhân của số điện thoại kia sau khi nghe nói đó là Tần Hoài Trung thì tỏ ra cực kỳ hưng phấn, ồn ào ép Tần Hoài Trung phải mở tiệc đón gió tẩy trần. Tần Hoài Trung cũng rất khách khí với chủ nhân của số điện thoại kia, hắn nói vài câu khách sáo, sau đó hỏi vài vấn đề liên quan. Hơn 10 phút sau Tần Hoài Trung đi đến một con đường ở ngoại ô thành phố rừng mật, con đường này không lớn lại vào mùa đông nên không có vài người đi lại, cảm giác khá lạnh và yên tĩnh. Trước khi xe của Tần Hoài Trung đi đến, nơi này đã có một chiếc xe dừng lại sẵn. Tần Hoài Trung bước xuống xe đi về phía căn nhà ba gian phía bên kia. Chào Chủ tịch Hà, khi thấy Hà Kiến Trương đang uống rượu nơi đó thì Tần Hoài Trung lớn tiếng chào hỏi. Hà Kiến Trương thấy Tần Hoài Trung thì cũng nở nụ cười, Hoài Trung, chúc mừng cậu. Cũng phải cảm tạ lãnh đạo đề cử. Tần Hoài Trung ngồi xuống đối diện với Hà Kiến Trương rồi cười nịnh nọt nói. Hà Kiến Trương khoát tay áo nói, cậu sở dĩ có thể tiến lên vị trí này là vì Chủ tịch Vương cảm thấy cậu đủ khả năng đảm nhiệm, căn bản không có liên quan gì đến tôi. Hà Kiến Trương nói rồi lại khẽ lên tiếng, Hoài Trung, hôm nay cậu về tỉnh, tôi cũng không có gì nói với cậu. Chỉ mời cậu ăn bữa cá. Tôi là người chịu trách nhiệm với Chủ tịch Vương, hy vọng sau này cậu cũng phải chịu trách nhiệm với Chủ tịch Vương. Thật ra dù Hà Kiến Trương không phải là người kể công tự kiêu ngạo thì Tần Hoài Trung cũng hiểu rõ vấn đề. Vì Hà Kiến Trương chính là một trong những người có độ nặng lớn trước mặt Chủ tịch Vương, hơn nữa Hà Kiến Trương luôn khăng khăng một mực ở bên cạnh Chủ tịch Vương, căn bản là một thành viên có khả năng hiếm có. Tần Hoài Trung nhìn bộ dạng cười ha hả của Hà Kiến Trương, hắn không khỏi cảm thấy cảm động. Món cá được dâng lên rất nhanh, có lẽ là vì có sự chuẩn bị sẵn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Sau khi nói vài câu chuyện nhà thì Hà Kiến Trương lên tiếng, lần này Trương Tề Bảo nhận chức phó chủ tịch tỉnh, Chủ tịch Vương nhanh chóng cho tôi quyền quyết định quản gia của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Mặc dù cậu là người thích hợp nhất, thế nhưng tôi cũng không muốn chọn cậu. Hà Kiến Trương nói làm cho Tần Hoài Trung chấn động. Tần Hoài Trung không hỏi vì sao Hà Kiến Trương không chọn mình, dù sao thì mình cũng có quan hệ tốt với Hà Kiến Trương, nhưng Hà Kiến Trương cũng có quan hệ tốt với Vương Tử Quân, thế nhưng sự việc này nên lảng tránh thì phải lảng tránh. Hà Kiến Trương thấy Tần Hoài Trung trầm mặc không nói, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Hoài Trung rồi nói tiếp, cậu biết ai đề cử cậu tiến lên không? Tần Hoài Trung đã không muốn suy nghĩ về tình cảnh vài năm trước của thành phố Thanh Chuyên, thế nhưng hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đó là trước kia hắn từ tuyến tỉnh xuống cơ sở công tác, khi đó hắn còn chưa có được sự tán thưởng của Vương Tử Quân. Vì vậy mà Tần Hoài Trung hắn không có đủ lực, thế nên cố gắng cho ra thành tích ở Thanh Chuyên. Nhìn từ góc độ này thì quá trình đi xuống thành phố Thanh Chuyên tiếp nhận công tác chính là hành trình nằm gai nếm mật của hắn. Lúc này nghe Hà Kiến Trương đề cập đến phương diện người đề cử mình, hắn không khỏi cảm thấy cơn đau trong lòng bùng phát, vô tình tâm tình có vài phần nặng nề.
Tần Hoài Trung hiểu rõ vị trí của mình hiện tại nếu không có được cái gật đầu của Vương Tử Quân thì không thể nào. Đó là chủ tịch Vương đề cử cậu, vài năm sau tôi sẽ lui ra, cậu nên nắm chắc cơ hội lần này. Hà Kiến Trương nói đến đây thì có vài phần dặn dò. Lão lãnh đạo, tôi cảm thấy mình vẫn là Tần Hoài Trung. Tần Hoài Trung nói căn bản là khó giải thích, thế nhưng nụ cười trên mặt Hà Kiến Trương lại càng thêm sáng lạn, ý nghĩ này cậu nên giữ trong lòng là được. Sau khi ăn hết nửa món cá, Tần Hoài Trung lại hỏi một vấn đề khác, Chủ tịch Hà, tôi nghe nói bí thư Sầm sắp tiến lên có phải không? À, hầu như đã được đưa lên mặt bàn. Hà Kiến Trương nói rồi đặt đũa xuống, bí thư Sầm đã đủ lý lịch, hơn nữa biểu hiện những năm qua là không tầm thường, tỉnh Mật Đông lại phát triển không kém ai. Thành phố Linh Long bây giờ lại càng là một hiện tượng siêu quần xuất chúng. Tần Hoài Trung suy nghĩ về lời nói của Hà Kiến Trương, chỉ vài câu ngắn ngủi thì hắn cảm nhận được sự không phục của Hà Kiến Trương. Đặc biệt là phương diện liên quan đến thành phố Linh Long, Hà Kiến Trương càng có cái nhìn không tốt. Chủ tịch Hà, nếu như bí thư Sầm tiến lên, như vậy cũng là cơ hội với chủ tịch Vương. Tần Hoài Trung do dự giây lát rồi nói ra ý nghĩ của mình. Hà Kiến Trương gắp một miếng cá rồi chậm rãi nhai nuốt, sau đó mới nói, những chuyện này khó ai nói cho đúng được, bí thư Sầm là người quật cường, thích đứng lên ở nơi mình vấp ngã, hơn nữa chủ tịch Vương còn quá trẻ cũng chưa hẳn là điều tốt. Hà Kiến Trương nói ra câu này căn bản là cực kỳ ẩn giấu, thế nhưng Tần Hoài Trung lại hiểu rõ ý nghĩa của nó. Với tuổi thọ của chủ tịch Vương thì sẽ làm cho người ta hoàn toàn khó yên tâm, dù sao thì bây giờ chủ tịch Vương còn chưa đến 40. Một người chưa đến 40 mà nắm cả một tỉnh, điều này làm cho đám cán bộ lão thành cảm thấy không ổn, vì quá trẻ tuổi cũng không hay. Hơn nữa Sầm Vật Cương càng tiến lên một bước, cũng không biết bí thư Sầm sẽ cho ra nhận định gì. Chương 1894, thời cơ chín muồi nước chảy thành sông. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề mà cậu cần lo lắng, với độ tuổi của chủ tịch Vương thì có gì mà không đợi được. Tuổi trẻ chính là tư bản mạnh. Hà Kiến Trương khoát tay với Tần Hoài Trung rồi cười ha hả nói. Tần Hoài Trung có chút sững sốt, hắn cũng nhanh chóng cười theo. Với độ tuổi còn trẻ hơn mình của chủ tịch Vương, thật sự là cái gì cũng chờ được. Đến tối Tần Hoài Trung đến nhà Vương Tử Quân, lần này hắn đến có mang theo một chai rượu vừa mới được sản xuất ở Thanh Chuyên. Mặc dù là rượu đặc chế nhưng giá cả cũng chỉ là vài trăm đồng mà thôi. Vương Tử Quân căn bản vui vẻ thu nhận những gì Tần Hoài Trung đưa đến. Sau khi hỏi vài câu về tình hình Thanh Chuyên, Vương Tử Quân căn bản nói thêm vài lời khuyến khích Tần Hoài Trung về công tác văn phòng. Tần Hoài Trung nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân, hắn không khỏi có thêm vài phần bội phục vị lãnh đạo trẻ tuổi này. Hắn là một vị chủ tịch đã trải qua nhiều gió sương, căn bản không còn như trước, huống hồ là một chủ tịch tỉnh như Vương Tử Quân. Những gì chủ tịch Vương biết được căn bản vượt qua mình quá xa, lúc này chủ tịch Vương còn tỏ ra thả lỏng như vậy, ít nhất thì cũng là người có công phu hàm dưỡng mạnh hơn mình. Đúng rồi, Hoài Trung, anh chuẩn bị một chút, tuần sau có lãnh đạo trọng yếu của tuyến trên đến tỉnh Mật Đông khảo sát tình hình. Khi Tần Hoài Trung cảm thấy mình nên chấm dứt cuộc trò chuyện lần này, Vương Tử Quân chợt trầm giọng phân phó. Lãnh đạo trọng yếu đến làm cho gương mặt Tần Hoài Trung trở nên nghiêm túc hơn. Vương Tử Quân là ai? Người được Vương Tử Quân gọi là lãnh đạo trọng yếu tuyệt đối không phải bình thường. Mục tiêu lãnh đạo đến tỉnh Mật Đông chúng ta là vì cái gì? Tần Hoài Trung tuy hiểu rõ hỏi như vậy có vài phần quá mức, thế nhưng hắn không thể không hỏi, vì dù sao thì nó cũng liên quan đến công tác kế tiếp của hắn. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười nói, chủ yếu là xem tình huống phát triển kinh tế của Mật Đông, anh nên kết hợp tốt với thư ký trưởng Phương. Vương Tử Quân nói đến đây thì tiếp tục, sau khi anh đi làm thì nên nhanh chóng điện thoại cho thư ký trưởng Phương, vì anh ấy là người sốt ruột với sự kiện này hơn cả anh. Sau khi ra khỏi nhà của Vương Tử Quân, Tần Hoài Trung luôn suy nghĩ về câu nói sau cùng của chủ tịch Vương. Cuối cùng hắn không có thu hoạch được gì, thế là không khỏi gọi điện thoại cho Trương Tề Bảo. Hắn có quan hệ khá tốt với Trương Tề Bảo, hơn nữa trước đó Trương Tề Bảo còn là thượng cấp của hắn, cho nên hai bên trò chuyện khá tùy ý. Sau khi khách sáo vài câu với Trương Tề Bảo, Tần Hoài Trung dùng giọng tùy ý nói, chủ tịch Trương, tôi nghe nói hai ngày tới sắp có lãnh đạo trọng yếu đến tỉnh Mật Đông chúng ta kiểm tra công tác,
ngài biết rõ là tôi vừa mới nhận chức, thế nên mong ngài chỉ điểm cho vài điều. Ôi, chuyện này à, anh cứ làm theo quy củ là được, lúc này thư ký trưởng Phương Anh Hồ căn bản là còn quan tâm hơn so với anh. Trương Tề Bảo nói lời tương tự như của Chủ tịch Vương, thế là Tần Hoài Trung tìm ra được hương vị riêng biệt. Chủ tịch Vương, Giám đốc Trần Sở Thông tin Truyền thông có công tác cần báo cáo với anh. Tần Hoài Trung ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt mệt mỏi của Tần Hoài Trung, hắn cười nói, khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi. Chủ tịch, đây là công tác của tôi, nói theo cách tổng quát thì là tôi không quá quen thuộc công tác, nếu không cũng không xảy ra tình huống hiện tại. Tần Hoài Trung khẽ xoa má của mình rồi nói. Vương Tử Quân cười cười nói, anh đã làm rất tốt. Thư ký trưởng Phương của văn phòng tỉnh ủy đã nói rõ ràng ở hội nghị tổng kết, lần này nếu như không có được sự giúp đỡ to lớn của anh, chỉ sợ anh ấy cũng không làm tốt công tác. Đó là thư ký trưởng Phương khiêm tốn mà thôi. Tần Hoài Trung nhìn Vương Tử Quân rồi vừa cười vừa nói. Vương Tử Quân cười cười nói, Hoài Trung, chúng ta là người một nhà, tôi cũng không khen anh làm tốt cũng không nên kiêu ngạo, phía văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có quá nhiều công tác cần anh nắm chặt xử lý. Tần Hoài Trung nhìn bộ dạng khá hào hứng của Vương Tử Quân, hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Dựa theo những gì hắn hiểu thì tâm tình của Vương Tử Quân không nên quá tốt, dù sao thì lãnh đạo thượng cấp lần này đến chủ yếu là tán thưởng Sầm Vật Cương. Tuy nguồn tin của Tần Hoài Trung không phải đến từ cấp quá cao, thế nhưng lại tương đối chuẩn. Hắn biết sau khi lãnh đạo tiến hành kiểm tra công tác của Mật Đông, Bí Thư Sầm và nhóm người thư ký trưởng Phương còn mở tiệc nhỏ chúc mừng. Vì sao Chủ tịch Vương lại vui vẻ vì điều này? Trong đầu Tần Hoài Trung lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi dùng giọng đảm bảo nói, mong Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác theo đúng tinh thần chỉ thị của ngài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, khi hắn chuẩn bị nói thêm vài câu với Tần Hoài Trung, đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn nhìn qua màn hình điện thoại, sau đó nhìn sang Tần Hoài Trung. Tần Hoài Trung là người có ánh mắt tinh anh. Hắn thấy Vương Tử Quân không nghe điện thoại mà nhìn mình, thế là hiểu rõ có ý gì. Hắn nhanh chóng khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó rời khỏi phòng. Vương Tử Quân nhìn cửa phòng đóng lại, hắn mới cầm điện thoại nói, trưởng ban Thạch, chúc mừng anh, tôi còn định 2 ngày nữa đến quấy rầy ngài, lại không ngờ lãnh đạo đến tỉnh chúng tôi kiểm tra công tác. Tử Quân, chúng ta còn nhiều cơ hội, anh không cần quan tâm đến điều này. Tôi thấy chờ khi nào anh về thủ đô, chúng ta sẽ ngồi uống vài ly. Thạch Kiên Quân nói càng thêm ôn hòa hơn trước, nhưng giọng điệu ôn hòa này làm cho người ta khó thể coi thường. Dù sao thì người này cũng đã nhận chức mới ở Trung ương, có thể nói là quyền cao chức trọng. Sau khi nói vài câu thì Thạch Kiên Quân khẽ nói, hôm nay tôi có tham gia một hội nghị, có lãnh đạo tỏ ra rất hài lòng vì sự phát triển của Mật Đông, đặc biệt nhắc đến Bí Thư Sầm và anh. Vương Tử Quân không lên tiếng. Hắn có nghe qua tin tức này, Thạch Kiên Quân gọi điện thoại đến có lẽ không vì điều này. Lãnh đạo có đánh giá cao với hai anh, thế nhưng lại nói anh là một người có khả năng. Giọng nói của Thạch Kiên Quân truyền đến thông qua điện thoại. Người có khả năng, 4 chữ này dù là đặt nơi nào cũng là lời ca ngợi, thế nhưng đặt lên người Vương Tử Quân thì lại có ý nghĩa khác. Vương Tử Quân là ai? Vương Tử Quân là Chủ tịch tỉnh Mật Đông, đánh giá cao nhất với hắn phải là người tài năng. Chỉ có tài năng mới tiến lên một bước, từ 4 chữ người có khả năng đến tài năng còn phải đi qua nhiều đường, mà con đường này căn bản là một con rạch khó thể bước qua. Cảm ơn lãnh đạo đã coi trọng tôi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Thạch Kiên Quân cười ha hả rồi khẽ nói, anh không nên quá qua tâm, tôi cảm thấy anh còn trẻ, tôi nghĩ anh đã quá 40, thế nhưng xem qua lại phát hiện anh còn chưa đến 40. Mặc dù trẻ tuổi không là vấn đề. Thế nhưng trong mắt nhiều lãnh đạo thì anh quá trẻ, căn bản không có được sự ổn định. Thạch Kiên Quân thở dài một hơi rồi nói tiếp, lúc này 2 chữ ổn định khá quan trọng. Vương Tử Quân cười cười nói, điều này thì tôi hiểu. À, phương diện bổ nhiệm Bí Thư Sầm sẽ nhanh chóng được đưa xuống. Dựa theo suy xét của thượng cấp và yêu cầu của Bí Thư Sầm, anh ấy muốn tiếp tục công tác ở tỉnh Mật Đông một thời gian, thực tế như vậy cũng tốt, để cho anh có thể lắng đọng lại. Tất cả sẽ thuận lợi về sau này. Thạch Kiên Quân nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và bắt đầu suy tư về lời nói của Thạch Kiên Quân.
Vương Tử Quân căn bản có chuẩn bị với sự kiện Sầm Vật Cương ở lại Mật Đông, dù sao thì với vị trí của Sầm Vật Cương hiện tại, lãnh đạo căn bản rất tôn trọng ý kiến của Sầm Vật Cương. Hai năm sau tất cả sẽ thuận lợi cho mình sao? Vương Tử Quân đứng lên ghế đi tới đi lui hai bước, sau đó dùng sức viết ra hai chữ thuận lợi. Vương Tử Quân viết như vậy xem như tự an ủi mình, nhưng hắn biết rõ lời nói của Thạch Kiên Quân còn có một nghĩa khác. Đó là một thời gian ngắn sau đó mình nên an phận một chút, không nên quá rắn với Sầm Vật Cương. Xem ra Mật Đông sắp có biến đổi lớn. Chương 1895, một người có khả năng và tài năng. Vương Tử Quân có thể nhận được tin tức thì người khác cũng nhận được, ví dụ như Văn Thành Đồ, hắn ở phương diện này căn bản có hơi muộn hơn Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng là người được biết rất nhanh. Hắn trầm ngâm nửa ngày trong phòng làm việc của mình, sau đó không nhịn được phải gọi điện thoại cho Sầm Vật Cương. Lúc này trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương cũng không có người, thế nên Văn Thành Đồ tỏ vẻ muốn đến báo cáo công tác. Sầm Vật Cương không từ chối. Phòng làm việc của hai người ở một trên lầu một dưới lầu trong văn phòng thường ủy tỉnh ủy, thế nên chỉ sau 3 phút thì Văn Thành Đồ đã có mặt trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương ngồi trên ghế càng thêm vững vàng, lão cười nói với Văn Thành Đồ, bí thư Văn, lần này lãnh đạo thượng cấp có đánh giá rất cao với thành phố Linh Long. Bí thư, các đồng chí thành phố Linh Long ở điều kiện ngang nhau nhưng không chờ đợi không dựa dẫm vào ai mà cho ra thành tích như bây giờ. Chắc chắn là phải trả giá không nhỏ. Tôi cảm thấy tỉnh ủy chúng ta nên cho ra ban thưởng đối với những đồng chí có khả năng và làm tốt công tác như vậy. Nếu như chúng ta mặc kệ những đồng chí có khả năng, chỉ sợ sẽ phát sinh tình huống xấu, sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực công tác của các đồng chí trong tỉnh. Văn Thành Đồ dùng ngôn từ chính đáng nói. Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt của Văn Thành Đồ mà nụ cười trên mặt ngày càng nhiều. Lão là người đứng đầu tỉnh Mật Đông. Căn bản đã chìm nổi quan trường nhiều năm, lão tự tin đã gặp qua vô số hạng người, thế nên nắm vững mạch đập của từng thuộc hạ, điều này là không có vấn đề. Vì thế mà Sầm Vật Cương có chút xem thường với Văn Thành Đồ. Trong quan trường thường là như vậy, nếu như anh có năng lực siêu quần, mặc dù anh có tư bản để cậy tài khinh người, thế nhưng cũng không nên cho ra trò thông minh vặt trước mặt lãnh đạo. Thử nghĩ mà xem, một người ở vị trí lãnh đạo thì dễ dàng bị lừa gạt sao? Nếu anh không hiểu câu nói ma cao một thước đạo cao một trượng, như vậy còn dám chơi trò thông minh vặt với tôi sao? Đúng là quá buồn cười. Văn Thành Đồ thỉnh thoảng cho ra vài quyết tâm tự cho là đúng với Sầm Vật Cương, thế nhưng Sầm Vật Cương lại hiểu rõ ràng ý nghĩ của Văn Thành Đồ, những hành động của Văn Thành Đồ căn bản đều là vì mình đang có lợi thế. Sầm Vật Cương nhìn rõ phương diện con người phải suy nghĩ cho mình, ai cũng có bản năng tránh hại tìm lợi, ai cũng không muốn ôm việc lên người mình. Thế nhưng điều làm cho lão cảm thấy khó chịu chính là Văn Thành Đồ căn bản là không biết nông cạn. Khi mình và Vương Tử Quân đang có xu thế cân đối thì người này căn bản an phận làm lãnh đạo đứng hàng thứ ba, bây giờ lại tích cực vì chính mình, Sầm Vật Cương sao có thể cho phép Văn Thành Đồ thích làm gì thì làm được. Biểu hiện của Văn Thành Đồ vào ngày hôm nay chính là hoàn toàn ngã về phía mình, Sầm Vật Cương căn bản rất hài lòng với điều này, tất nhiên cũng hiểu rõ vì sao Văn Thành Đồ lại có chuyển biến như vậy. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng cho ra quyết đoán, lão cười cười nói, như vậy dễ để cho đám người đổ phấn đấu hình thành thói kiêu ngạo, rõ ràng cũng không quá tốt. Bí thư Sầm, người xưa có câu binh hùng tướng mạnh có nguyên nhân chủ yếu là vì bọn họ có tư bản để kiêu ngạo, tôi cảm thấy nếu ai có ý kiến với điều này, có thể cho bọn họ đến thành phố Linh Long tham quan một lần. Văn Thành Đồ lúc này dùng giọng điệu kiên định chưa từng có nói. Sầm Vật Cương không lên tiếng. Lão chờ Văn Thành Đồ nhìn về phía mình, sau đó mới trầm giọng nói, chuyện này có nên thương lượng với các đồng chí khác không? Bí thư, tôi cảm thấy chuyện này chúng ta nên hình thành ý kiến thống nhất, không bằng thế này, ngày mai chúng ta tổ chức hội nghị văn phòng, tôi cho ra đề cử, để xem các đồng chí khác có đồng ý hay không. Nếu như không có người phản đối, như vậy chúng ta cứ thực hiện theo đề nghị này. Văn Thành Đồ nói ra điều này tất nhiên sẽ nhận được sự đồng ý của Sầm Vật Cương. Sau đó Sầm Vật Cương thản nhiên nói, bí thư Văn, đại cục là thứ rất quan trọng, hai ngày trước khi lãnh đạo thượng cấp rèn kiểm tra giám sát tỉnh Mật Đông thì có nói đến vấn đề đại cục. Lãnh đạo nói có nhiều đồng chí năng lực mạnh nhưng cái nhìn đại cục không đủ, những đồng chí như vậy căn bản không thể nào gánh vác trách nhiệm vào thời điểm mấu chốt, khó thể là người diễn giải chính.
Mặc dù bản thân các đồng chí này biết tròn biết méo, thế nhưng dù sao cũng không phải là người tài năng, chỉ là người có khả năng mà thôi. Văn Thành Đồ đã nghe nói đến phương diện tài năng và có khả năng, bây giờ nghe được lời nói của Sầm Vật Cương, thế là không khỏi cảm thấy trong lòng lóe lên nhiều ý nghĩ. Bí thư Văn, anh là người có ý nghĩ đại cục, điều này rất tốt, rất khó có được. Lãnh đạo thượng cấp tuy cho tôi thời gian 2 năm, thế nhưng sự phát triển của Mật Đông cuối cùng phải nhờ vào những đồng chí như anh. Sầm Vật Cương nói những lời này cực kỳ có ý nghĩa, không cho Văn Thành Đồ suy nghĩ quá nhiều. Trong mắt nhiều người thì Văn Thành Đồ căn bản là người vui buồn không để lộ ra ngoài mặt, thế nhưng cũng không phải là hắn có thể hoàn toàn thực hiện được như vậy. Lời nói của Sầm Vật Cương làm cho hắn ý thức được mình có khả năng được lãnh đạo đề bạt. Có một số việc tuy không thể đoán trước, thế nhưng Văn Thành Đồ vẫn phải có hy vọng. Lúc này hắn chợt cảm thấy hạnh phúc ảo đến làm chính mình muốn hôn mê, trong lòng đầy cảm giác phấn chấn, thật sự khó thể nào bảo trì sự thận trọng như vừa rồi. Trạng thái giữ vững tinh thần dù núi Thái Sơn có đổ sập xuống đầu rõ ràng chỉ được ghi ra trên giấy mà thôi. Mong bí thư Sầm yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ công tác theo kịp tiến độ của ngài, lấy sự phát triển của Mật Đông làm trọng, cố gắng làm tốt công tác theo con đường thực tế, cũng mong bí thư Sầm khảo nghiệm khả năng của tôi. Văn Thành Đồ nói quá rõ ràng, Sầm Vật Cương nghe mà cảm thấy buồn cười, anh nóng lòng tỏ thái độ như vậy để làm gì? Tôi nói cái gì đáng để anh kích động như vậy? Anh nghĩ đến nơi nào rồi? Dựa theo năng lực và trình độ của Văn Thành Đồ, chưa nói đến phương diện còn khoảng cách xa mới tiếp cận được Vương Tử Quân, chỉ cần nhìn vào phương diện suy xét của tổ chức thì cũng không bao giờ đẩy một người không có bản lĩnh thực tế như anh tiến lên kéo chiếc xe của tỉnh Mật Đông, thế nên anh tỏ thái độ như vậy rõ ràng là tự mình đa tình. Tuy trong lòng có vài phần hèn mọn nhưng Sầm Vật Cương vẫn rất vui với sự thức thời của Văn Thành Đồ. Dù thế nào thì Văn Thành Đồ tỏ thái độ như vậy vẫn nói rõ ràng hai điểm, một là người này sẽ công tác theo con đường thực tế, hai là anh sẽ phải thần phục trước sự lãnh đạo của tôi. Lúc này đang ở vào thời điểm phát triển mấu chốt của tỉnh Mật Đông, tôi tin tưởng vào năng lực của Bí Thư Văn, dù thế nào thì anh cũng có vị trí cực kỳ hứa hẹn. Sầm Vật Cương là cáo già ở phương diện lung lạc nhân tâm, lúc này lão đứng lên khỏi ghế đi đến vỗ vỗ vai Văn Thành Đồ. Đây rõ ràng là hành vi cổ vũ Văn Thành Đồ. Chương 1895, 2, người có khả năng và tài năng. Lúc này có không nhiều người bận tâm đến hội nghị thường ủy của Mật Đông, trong mắt nhiều người thì bây giờ hội nghị thường ủy Mật Đông khá hài hòa, chuyện gì cũng phải được hai thế lực đang cân đối thảo luận thông qua. Lúc này hội nghị thường ủy đang diễn ra. Bí thư Sầm, Chủ tịch Vương, tôi muốn nói hai câu. Khi đại đa số mọi người cho rằng hội nghị thường ủy sắp kết thúc, đúng lúc này Văn Thành Đồ lại mở miệng. Văn Thành Đồ gần đây biểu hiện cực kỳ ẩn nhẫn trong hội nghị thường ủy, nhiều khi trạng thái của hắn còn kém xa Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Kiến Chương. Sau khi Văn Thành Đồ đi vào Mật Đông, ngoài ngẫu nhiên phát biểu vài câu, căn bản chỉ còn ba biểu hiện khác, gật đầu, mỉm cười, vỗ tay mà thôi. Nhưng dù thế nào thì người này vẫn là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh. Văn Thành Đồ chợt mở miệng làm cho người ta giật mình, đồng thời cũng làm cho mọi người thu hồi tâm tư của mình. Sầm Vật Cương dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Văn Thành Đồ rồi nói, Bí Thư Văn, anh có gì cứ nói. Bí Thư Sầm, lần này thường ủy đến tỉnh Mật Đông để kiểm tra chỉ đạo công tác, căn bản cho ra lời khẳng định toàn vẹn với tình hình phát triển của Mật Đông. Tôi cảm thấy Bí Thư Sầm nói rất đúng, đối mặt với thành tích này thì ban ngành tỉnh ủy cần phải duy trì đầu óc tỉnh táo. Cần phải bình tĩnh nhìn thẳng vào sự thật. Văn Thành Đồ nói đến đây thì uống một hớp nước, sau đó lại nói tiếp, nhưng tục ngữ có câu có công có thưởng, nếu không thì sẽ phát sinh tình huống thưởng phạt không rõ ràng, sẽ làm ảnh hưởng đến tính tích cực của các đồng chí. Sự phát triển của thành phố Linh Long là quá rõ ràng rồi, tôi cảm thấy chúng ta nên ban thưởng cho các đồng chí này. Hơn nữa bây giờ kinh tế của thành phố Linh Long đã phát triển vượt bậc đứng đầu tỉnh. Nếu không cho thành phố Linh Long quyền lên tiếng là không phù hợp. Thượng cấp đã có tinh thần chỉ thị rõ ràng, tôi cảm thấy tỉnh ủy chúng ta nên dựa theo tinh thần của thượng cấp, đề cử người lãnh đạo chủ yếu của thành phố Linh Long có vị trí quan trọng hơn. Tuy chỉ có 6 chữ có vị trí quan trọng hơn, thế nhưng 6 chữ này có ý nghĩa rất nặng. Một người là bí thư thị ủy tiến vào trong thường ủy tỉnh ủy, như vậy vị trí ở trong tỉnh sẽ vượt qua một vị phó chủ tịch tỉnh bình thường. Văn Thành Đồ nói xong làm cho bầu không khí trong phòng họp khá trầm mặc,
không ít người đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân. Lúc này Văn Thành Đồ đột nhiên tập kích có ý nghĩa quá nặng, làm cho mọi người khó thể có tâm lý chuẩn bị để đối phó với điều này. Nhưng mọi người nhanh chóng hiểu ý của Văn Thành Đồ, người này sở dĩ nhắc đến chuyện của thành phố Linh Long, mục đích chỉ là vì nịnh nọt Sầm Vật Cương. Bí thư thị ủy Đồ phấn đấu của thành phố Linh Long là người của Sầm Vật Cương, tất cả mọi người đều hiểu Sầm Vật Cương luôn muốn đẩy người thuộc dòng chính của mình mà đặc biệt là Đồ phấn đấu tiến lên. Tăng thêm một thường ủy tỉnh ủy chính là tăng thêm một phần sức mạnh cho Sầm Vật Cương, trước nay sự thật luôn quá rõ ràng, một bên tăng cường thực lực thì lực lượng của bên kia sẽ yếu đi, như vậy cán cân quyền lực cân đối ở Mật Đông sẽ nghiêng hẳn về phía Sầm Vật Cương. Khi mọi người nhìn về phía Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương cũng nhìn mọi người. Dưới ánh mắt chăm chú của bí thư tỉnh ủy, mọi người có biểu hiện cực kỳ thản nhiên, thế nhưng gương mặt bí thư Sầm lúc này lại có một nụ cười thản nhiên. Trong không gian trầm mặc, Sầm Vật Cương chợt mở miệng phá vỡ bầu không khí bình tĩnh, mọi người có ý kiến gì với lời đề nghị của bí thư Văn hay không? Sầm Vật Cương nói chưa hết lời thì thư ký trưởng Phương Anh Hồ chợt nói, bí thư Sầm, tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Văn. Có công thì có thưởng phải có phạt, đây chính là nguyên tắc cơ bản của chúng ta. Các vị đồng chí thành phố Linh Long những năm qua cố gắng mọi khả năng để tận lực công tác, nếu như chúng ta không cho ra câu trả lời hợp lý, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến các đồng chí tích cực khác. Nếu như nói Văn Thành Đồ là một vị lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh, như vậy lời nói của Phương Anh Hồ vào lúc này đại biểu cho ý nghĩ của Sầm Vật Cương. Hơn nữa dù Phương Anh Hồ không lên tiếng thì những người khác cũng hiểu ý nghĩ của bí thư Sầm trong vụ này là gì. Tôi cho rằng lời nói của bí thư Văn không phải là không có lý. Thành phố Linh Long có được thành tích như lúc này là không dễ dàng gì, ngay cả thượng cấp cũng cảm thấy tình hình phát triển của thành phố Linh Long lúc này không thể tách rời khỏi sự phấn đấu của ban ngành thành phố Linh Long. Hơn nữa bây giờ thành phố Linh Long đã phát triển đứng đầu Mật Đông, thậm chí đã là thành phố trung tâm trong ba tỉnh giáp danh. Lúc này có nhiều thành phố ở các tỉnh hàng xóm bị thành phố Linh Long bỏ xa sau lưng, bây giờ nếu chúng ta không cho lãnh đạo đứng đầu Linh Long tiến vào ban ngành lãnh đạo chủ chốt, như vậy chỉ nói rõ một điều, đó là chúng ta ép ngựa chạy mà không cho ăn cỏ. Trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh nói rất rõ ràng, thậm chí nói xong còn dùng tay gõ ly trà xuống bàn, dùng thái độ này để biểu hiện tình cảnh khó thể chờ thêm được nữa. Vẻ mặt Kim Chính Thiện căn bản là không được tốt. Tuy Uông Thanh Minh không nói ra tên của hắn, thế nhưng trong nhiều thành phố bị thành phố Linh Long bỏ qua có cả rừng mật. Dù sao thì hai thành phố cùng tồn tại trong tỉnh Mật Đông, người mất tự nhiên nhất phải là thành phố rừng mật. Kim Chính Thiện trầm ngâm giây lát, hắn định mở miệng, thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì trưởng phòng tuyên truyền Xà Lê Hoa đã nói, tôi cảm thấy trưởng phòng Uông nói rất đúng, cũng cùng một điều kiện thế nhưng vì sao có địa phương làm tốt, có nơi không tạo ra điểm sáng. Không chế tạo được thành tích. Đây chính là vấn đề về thái độ, có nơi đặt tâm tư lên con đường thực tế, xem trọng lợi ích của quần chúng, cho nên bọn họ mới có được thành tích tốt như vậy. Nhưng nếu đối xử ngang nhau thì không được, chúng ta cần phải ban thưởng cho các đồng chí làm tốt công tác, như vậy mới tạo nên tác dụng làm mẫu, tạo nên tấm gương cho các nơi khác cùng cố gắng phát triển. Vài vị thường ủy lên tiếng, lúc này càng nhiều người nhìn về phía Vương Tử Quân. Sự kiện đồ phấn đấu của thành phố Linh Long tiến lên đã được bàn thảo vài lần, đám người nơi đây đều hiểu thái độ của Chủ tịch Vương có sự khác biệt. Trước kia đồ phấn đấu có vài lần sắp tiến lên thường ủy tỉnh ủy thế nhưng vì vài sai lầm nhỏ mà bị Vương Tử Quân áp chế, bây giờ sự việc lại được đào móc. Cái gì là lãnh đạo thượng cấp tán thưởng sự phát triển của thành phố Linh Long? Nguyên nhân chủ yếu của sự kiện lúc này là tin tức Sầm Vật Cương sắp tiến lên. Sầm Vật Cương là người công tác trong tỉnh Mật Đông nhiều năm, bây giờ nếu tiến thêm một bước thì chỉ sợ lực lượng sẽ càng thêm mạnh. Vương Tử Quân ngồi bên kia dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn những gì đang diễn ra. Văn Thành Đồ đột nhiên phát huy, mặc dù điều này làm cho hắn có chút bất ngờ, thế nhưng nó vẫn nằm trong dự đoán. Dù sao thì bây giờ đại thế của Sầm Vật Cương đã hoàn thành, Văn Thành Đồ tiến lên nịnh nọt Sầm Vật Cương cũng là bình thường. Không phải là Vương Tử Quân không thể nói ra lời phản đối, thế nhưng phía bên kia có khí thế quá hung hăng, chỉ sợ sẽ không cho ra đối đãi nhẹ nhàng với mình. Khi Vương Tử Quân đang lẳng lặng bàng quan, lúc này Sầm Vật Cương chợt hỏi Lý Trinh Siêu, bí thư Lý, anh có ý kiến gì với lời đề nghị của bí thư Văn không? Lý Trinh Siêu đang ghi chép thứ gì đó,
thực tế biểu hiện ghi chép như vậy là cách thức giữ im lặng tốt nhất, muốn tránh qua chuyện này. Thế nhưng lúc này hắn bị Sầm Vật Cương điểm danh, gương mặt không khỏi có vài phần khó xử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 158.